Hình Vĩnh Thanh một bên lau nước mắt vừa nói, Mã Trung đi qua đối ta rất tốt, bằng không. Ta cũng sẽ không theo chỗ hắn nhiều năm như vậy, hắn chủ yếu là tự ti, những năm này lại cùng một chút trên xã hội phần tử bất lương hỗn ở cùng nhau. Hắn mới lại biến thành cái dạng này. Chiếu nàng thuyết pháp Mã Trung đều là cùng người khác học cái xấu, Hứa Thuần Lương thầm than lão Hình làm sao bày ra như thế cái khuê nữ, xem xét Mã Trung cũng không phải là cái gì đồ chơi hay, mà lại giống như cũng không có gì sở trường, thật không biết Hình Vĩnh Thanh thích hắn cái gì. Nên không phải thật sự để cho mình nói chúng đi. Tô Tình nói, nếu là hắn thật thích ngươi, cũng sẽ không ngay trước mặt của nhiều người như vậy vũ nhục ngươi. Ngươi tỉnh A loại người này muốn quả quyết phân rõ giới hạn. Hứa Thuần Lương nói, trong nhà người sẽ không đồng ý A. Hình Vĩnh Thanh nói, cao trung thời điểm, bọn hắn biết, buộc chúng ta chia tay, ta cũng đáp ứng. Nàng ngay lúc đó thật là đáp ứng, nhưng về sau cùng Mã Trung đi vào dưới mặt đất, những năm này chia chia hợp hợp một mực kiên trì đến bây giờ, nếu như người trong nhà biết nàng cùng Mã Trung lui tới chắc chắn sẽ không đồng ý. Tô Tình nói, các ngươi không phải một loại người, tuyệt đối đừng cùng hắn lại lui tới. Nàng phát hiện Mã Trung vừa rồi một bàn tay còn không có thức tỉnh Hình Vĩnh Thanh, lúc đầu người khác chuyện tình cảm không tới phiên nàng phát biểu, nhưng thực tại nhìn không được, Hình Vĩnh Thanh làm sao lại thích loại này nát người. Nhưng chuyện tình cảm không ai nói rõ được, thật giống như mình biết rõ Hứa Thuần Lương đều có bạn gái, nhưng vẫn là thích hắn, muốn gặp hắn. Mưa tựa hồ ít đi một chút Hứa Thuần Lương đề nghị có thể đi, trưng cầu một chút Hình Vĩnh Thanh ý kiến, trước tiên đem nàng đưa tới trường học ký túc xá. Tô Tình khởi động ô tô, mới vừa tiến vào đường cái, Hứa Thuần Lương liền ý thức được có chút không ổn, đằng sau một cỗ không có mở đèn xe màu lam mãnh cầm bì tạp xông phá bóng đêm ra tốc hướng bọn hắn lao đến, Hứa Thuần Lương nhắc nhở Tô Tình đã không còn kịp rồi. Giáp sát trùng bị đối về sau, đã mất đi khống chế, tại trên đường cái cong vẹo vào tới, đâm vào nói giữa đường lục sắc vành đai cách ly bên trên, quán tính để chiếc xe này xuyên qua vành đai cách ly, xông vào đối bên cạnh làn xe, lật cả đáy lên trời. Một cỗ nổ đầy quả táo xe hàng gặp được cái này đột phát tình trạng, đuổi khẩn cấp thắng xe hàng cũng bởi vì thắng gấp mà phát sinh thân xe bên cạnh nghiêng, quả táo vung đầy đất. Thân ở giáp sát trùng bên trong Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình, nhìn xem chiếc kia xe hàng không ngừng hướng bọn hắn tới gần, lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách bọn họ gần như thế, bất quá cũng may chiếc kia xe hàng tại khoảng cách giáp sát trùng không đến nửa mét địa phương ngừng lại. Hứa Thuần Lương mở dây an toàn, trước tiên đạp mở cửa xe. Trước đem Tô Tình từ trong xe ôm ra ngoài, thúc giục nàng mau trốn đến địa phương an toàn, lại đem chỗ ngồi phía sau Hình Vĩnh Thanh cứu ra. Hình Vĩnh Thanh bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ dọa tê liệt, Hứa Thuần Lương đem nàng từ trong xe đẩy ra ngoài, ôm nàng liền hướng nơi xa chạy, bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm xăng vị. Vừa mới chạy mấy bước, sau lưng giáp xác trùng liền bốc cháy nổ tung, ánh lửa chiếu đỏ lên bầu trời đêm, bạo tạc tạo ra khí lãng, từ phía sau nhào về phía Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương thuận thế bay lên không nhảy lên, mặc dù như thế vẫn là cảm giác hậu tâm như là bị một con chùy sắt lớn trọng kích một chút, ngực vì đó một phòng, đổi thành người khác khẳng định phải phun ra một ngụm lão huyết. Hứa Thuần Lương tướng Hình Vĩnh Thanh ngã nhào xuống đất bên trên, thân thể của hắn là Hình Vĩnh Thanh chặn bởi vì bạo tạc bay ra mảnh kiếng bể cùng kim loại mảnh vụn. Bạo tạc qua đi, Tô Tình trước tiên chạy về phía Hứa Thuần Lương, khàn cả giọng hô hào Hứa Thuần Lương danh tự, Thuần Lương. Thuần Lương. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương gian nan bò lên, nàng xông đi lên ôm lấy hắn, lớn tiếng khóc ồ lên, quan tâm sẽ bị loạn, nàng vừa rồi coi là Hứa Thuần Lương trốn không ra ngoài, cảm giác toàn bộ trời đều sập, ôm chặt như vậy, Hứa đại giáo chủ tốt như vậy công phu đều không thể tránh thoát, con hàng này đạo tâm giờ phút này cũng là bất ổn. May mắn trốn qua một kiếp Hình Vĩnh Thanh từ dưới đất ngồi dậy, quay đầu nhìn xem chiếc kia vẫn đang thiêu đốt giáp sát trùng, cả người đã dọa sợ. Hứa Thuần Lương nhẹ khẽ vuốt vuốt Tô Tình mái tóc, trợ giúp nàng chấn định lại, xác định Hình Vĩnh Thanh không có việc gì, hắn chậm rãi hướng chiếc kia gây chuyện xe Pika đi đến. Xe Pika bên trên xuống tới hai tên nam tử, một người trong đó ngay tại báo cảnh. Hứa Thuần Lương bộ pháp càng lúc càng nhanh, hai người ý thức được có chút không ổn, cầm đầu tên kia nhuộm tóc bạc nam tử hướng Hứa Thuần Lương nói, ca môn, không có ý tứ. Bồng, Hứa Thuần Lương nắm đấm đã đánh chúng vào hắn cằm. Hứa Thuần Lương mới không cho rằng đây là cùng một chỗ ngoài ý muốn sự cố, chiếc xe này rõ ràng chính là gia tốc xông đụng vào, bọn hắn kế hoạch tốt muốn gây chuyện, chính là nghĩ chế tạo cùng một chỗ tai nạn xe cộ, nếu như không phải mình trong xe, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, giờ phút này chỉ sợ đã có người mất mạng.
nam tử tóc bạc bị Hứa Thuần Lương một quyền đánh cho ngã rầm trên mặt đất. Một gã nam tử khác đồng thời hướng Hứa Thuần Lương tới gần, trên tay của hắn đều cầm một thanh tua vít, xuất thủ tàn nhẫn, đâm thẳng Hứa Thuần Lương ngực. Hứa Thuần Lương từ người này xuất thủ liền nhìn ra người này nghiêm chỉnh huấn luyện, càng nghiệm chứng hắn phỏng đoán Hứa Thuần Lương tay trái một phát bắt được người này cổ tay, tay phải ấn xuống người này đầu, hung hăng đụng vào bên cạnh cửa sổ xe bên trên. Cường đại va chạm lực tướng cửa sổ xe đụng nát, Hứa Thuần Lương sau đầu sinh phong, vừa rồi tên kia nam tử tóc bạc từ dưới đất bò dậy, lấy ra súy côn hướng Hứa Thuần Lương cái ót mãnh kích, Hứa Thuần Lương cúi đầu tránh thoát công kích của đối phương, thân thể vặn chuyển, một quyền trọng kích tại nam tử tóc bạc trên bụng. Nam tử tóc bạc đau đến khom người xuống đi, Hứa Thuần Lương bắt lấy cổ áo của hắn, chiếu vào mặt của hắn, liên kích đếm quyền, đánh cho hắn khuôn mặt máu thịt be bét. Nếu như không phải Tô Tình xông lên ngăn cản, Hứa Thuần Lương còn muốn tiếp tục huy quyền phát tiết lửa giận của mình, hai người này vừa rồi hành vi rõ ràng là mưu sát, loại người này không giết không đủ để bình mối hận trong lòng. Cảnh sát chạy tới hiện trường, nhìn thấy loại tràng diện này, tranh thủ thời gian gọi xe cứu thương. Hứa Thuần Lương trên thân cũng có bao nhiêu chỗ quẹt làm bị thương, tại Tô Tình khuyên bảo trước đi bệnh viện làm xử lý. May mắn là Tô Tình cùng Hình Vĩnh Thanh đều không có thụ thương, Hình Vĩnh Thanh thụ điểm kích thích, hơn nửa ngày đều không nói một câu, thẳng đến người nhà nàng chạy tới, nàng vừa rồi nhào vào mẫu thân trong ngực khóc ra thành tiếng. Bọn hắn vừa vặn được đưa đến bệnh viện nhân dân tỉnh, Hình Văn Hổ hỏi thăm một chút tình huống, nàng cũng nghĩ không thông vì cái gì nữ nhi sẽ lên Tô Tình xe. Đến loại thời điểm này, Tô Tình cũng vô pháp thay Hình Vĩnh Thanh giấu giếm, đem đêm nay phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Hình Văn Hổ nghe nói nữ nhi còn tại cùng Mã Trung lui tới, khí được mặt đều xanh rồi. Cảnh sát đến tìm Hứa Thuần Lương tra hỏi, xe Pika hai tên người bị thương không phải là bởi vì tai nạn xe cộ thụ thương, mà là bị Hứa Thuần Lương bạo lực ẩu đả bố trí, bọn hắn công bố muốn khởi tố Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương cũng không phải đèn đã cạn dầu, một mực chắc chắn mình là phòng vệ chính đáng, hôm nay không phải phổ thông tai nạn xe cộ, mà là cùng một chỗ có kế hoạch có mục đích mưu sát hành động. Hắn phản tố hai người kia mưu sát. Cảnh sát vốn muốn đem Hứa Thuần Lương mang đi tra hỏi, nhưng Hình Văn Hổ một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới bọn hắn cấp trên nơi đó. Hình Văn Hổ rất ít vận dụng quan hệ, nhưng là đêm nay cái này khởi sự kiện rất có thể là bởi vì nữ nhi của hắn đưa tới, hắn có thể nào không ra mặt là mấy người trẻ tuổi chủ trì công đạo. Đừng nói chuyện lần này cho nên điểm đáng ngờ trùng điệp, liền xem như một lần phổ thông ngoài ý muốn, Hình Văn Hổ cũng sẽ đứng tại Hứa Thuần Lương bên này. Xe Pika liên quan đến nguy hiểm điều khiển. Hai người kia bị đánh cũng là đáng đời. Hình Văn Hổ ra mặt về sau, rất nhanh bước đầu sự cố nhận định kết quả là ra, căn cứ hiện trường điều tra phán đoán, cũng tham chiếu màn hình giám sát, sơ bộ nhận định, chiếc kia xe Pika là có ý định chạm đuôi, xe Pika hai tên trong xe nhân viên vận dụng tua vít, suy côn các loại hung khí, Hứa Thuần Lương xuất thủ là phòng vệ chính đáng. Về phần phải chăng phòng vệ quá, phải căn cứ sau cùng nghiệm thương báo cáo cùng siêu tập càng nhiều hiện trường chứng cứ mới có thể phán đoán. Tại Hình Văn Hổ yêu cầu dưới, cảnh sát trong đêm xuất động tướng Mã Trung khống chế, tại Hình Văn Hổ xem ra, coi như đêm nay cái này khởi tai nạn xe cộ cùng Mã Trung không quan hệ, hắn trước mặt mọi người tay tát nữ nhi của mình cũng là không thể tha thứ, nhất định phải muốn để hắn đạt được vốn có trừng phạt. Hứa Thuần Lương đều là một chút bị thương ngoài ra, đơn giản xử lý về sau. Hắn không muốn tiếp tục đợi tại bệnh viện, cùng Hình Văn Hổ lên tiếng chào hỏi nên rời đi trước. Tô Tình chủ động đỡ lấy hắn, Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng không phải đi không được đường, ngươi không cần dìu ta. Tô Tình nói, đêm nay đều tại ta, nếu như không phải ta nhiều chuyện, ngươi cũng không sẽ chọc cho phiền phức. Hứa Thuần Lương nói, không tính là phiền toái gì, đúng, ta trước đưa ngươi trở về. Tô Tình lắc đầu, kiên trì trước tiễn hắn đi khách sạn. Hứa Thuần Lương kiên trì cho rằng cái này khởi tai nạn xe cộ là có ý định chế tạo, chỉ là trước mặt hắn còn không cách nào phán đoán mục tiêu của đối phương là ai. Mặc dù phong ba bởi vì Hình Vĩnh Thanh mà lên, nhưng là Mã Trung làm loại chuyện như vậy khả năng không lớn, người này coi như muốn làm, giống như cũng không có năng lực này. Còn lại khả năng chính là nhắm vào mình hoặc Tô Tình, điểm này chỉ có thể chờ đợi cảnh sát điều tra kết quả. Hứa Thuần Lương cuối cùng vẫn là không có chờ đến kết quả. Bởi vì sáng sớm hôm sau liền biết được, tối hôm qua mở xe Pika chế tạo tai nạn xe cộ hai người đều mất tích bí ẩn. 3. Cảnh sát hai tên phòng thủ nhân viên căn bản không có phát giác được bọn hắn lúc nào rời đi, tóm lại không có từ cửa chính rời đi, hẳn là từ phòng bệnh cửa sổ chạy ra ngoài. Mã Trung khăng khăng đối tai nạn xe cộ sự tình không biết chút nào, nhưng là đối ẩu đánh Hình Vĩnh Thanh một chuyện thú nhận bộc trực,
Hình Văn Long bởi vì xử lý nữ nhi sự tình liền ngày thứ nhất hội nghị đều không có tham gia. Hứa Thuần Lương cũng không có lộ ra, lúc họp Phạm Lý Đạt nhìn thấy trên mặt hắn vết thương, có chút hiếu kỳ hỏi, người mặt mũi này bên trên là ai cho cào. Hứa Thuần Lương ngượng ngùng cười cười, không có giải thích, bởi vì giải thích cũng vô dụng. Mèo, Phạm Lý Đạt một câu hai ý nghĩa. Hứa Thuần Lương gật đầu qua loa. Phạm Lý Đạt rất nhanh liền được đáp án, soát video thời điểm phát hiện. Đương nhiên hắn cũng không phải tận lực đi tìm cùng Hứa Thuần Lương tương quan video, hắn là tại lục soát Đông Châu đổ nướng thời điểm, video tự nhiên mà vậy đẩy đưa tới. Video nội dung là liên quan tới tối hôm qua phát sinh ở Dương Thành đường cùng một chỗ tai nạn xe cộ, một cỗ giáp xác trùng xe hơi nhỏ bị xe Pika chạm đuôi lật xe, giáp xác trùng bốc cháy bạo tạc, trong xe nhân viên kịp thời thoát đi, cũng không phát sinh nhân viên thương vong sự cố. Theo đã biết giáp xác trùng chủ xe là tỉnh vệ thị Tân Tấn gặp may người chủ trì Tô Tình, Phạm Lý Đạt nhìn thấy Tô Tình danh tự lập tức liền lên tinh thần, một lần nữa tìm tòi Tô Tình tai nạn xe cộ, lập tức tìm ra đến một đống lớn video, nhắc tới toàn cục theo thật sự là đáng sợ. Hắn rất nhanh liền từ nhỏ trong video tìm được Hứa Thuần Lương thân ảnh, nhìn thấy Tô Tình cùng Hứa Thuần Lương chăm chú ôm cùng một chỗ, bối cảnh là thiêu đốt giáp xác trùng ô tô, nhìn qua cùng kinh lịch một cuộc chiến tranh giống như. Phạm Lý Đạt dùng cùi trỏ đảo đảo Hứa Thuần Lương, đem video đưa cho hắn nhìn, lão Phạm xem như tìm tới Hứa Thuần Lương trên mặt vết thương chân tướng. Hứa Thuần Lương nhìn thấy video này không khỏi nhíu mày, không cần hỏi, cái này nên là tối hôm qua quần chúng vây xem vỗ xuống tới, cái này thiển cận nhiều lần phong hành thời đại thật sự là thật là đáng sợ, người người đều là phóng viên, người người đều là nhiếp ảnh gia. Người khác khả năng không biết hắn, nhưng là Tô Tình là nhân vật công chúng. Gần nhất có tại tỉnh lên trên bục đỏ xu thế, quá nhiều người nhận biết nàng. Cỗ xe phát sinh sự cố không hiếm lạ, nhưng là cỗ xe bốc cháy bạo tạc không nhiều, vệ xem nữ MC lái xe xảy ra chuyện tất nhiên mới xuất hiện nóng nảy nổ lại chạy thoát đã ít lại càng ít. Chuyện này có nhất định nhiệt độ, nhưng là cùng Đông Châu đồ nướng nhiệt độ vẫn là không thể so, liền Hứa Thuần Lương ra tay đánh nhau video cũng xuất hiện, bất quá quay chụp người coi như lương tâm, cho trên mặt hắn đánh mắt xây khắc. Mặc dù như thế, Phạm Lý Đạt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, buổi sáng họp trong lúc đó Phạm Lý Đạt liền vụng trộm ở nơi đó soát video, có tương đối không hợp thói thường, tiêu đề là một phú nhị đại năm hai nữ nửa đêm phi nước đại, tao ngộ tai nạn xe cộ xe sang trọng bị hủy. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, một đến chính mình không phải phú nhị đại, hai lái xe chính là Tô Tình không phải hắn, ba giáp xác trùng cũng không phải cái gì xe sang trọng, trên mạng không ít video đều nói bạo tạc bốc cháy chính là Porsche 911. Hiện tại từ truyền thông phát tin tức toàn bằng tưởng tượng, cái gì hấp dẫn ánh mắt liền phát cái gì. Buổi sáng mở xong hội, Hứa Thuần Lương liền ý thức được có thật nhiều đồng hành đối với hắn đáp lại chú ý ánh mắt, biết mình lúc này lại không cẩn thận thành điểm nóng, hắn cũng không quan tâm người khác thấy thế nào mình, cùng Phạm Lý Đạt một khởi đi ăn miễn phí tiệc đứng thời điểm, nhận được cảnh sát điện thoại, để hắn đi một chuyến, nói có nhất tình huống mới cần muốn hiểu. Tô Tình cũng cùng Hứa Thuần Lương một dạng nhận được điện thoại. Tại Hứa Thuần Lương trước đó liền đuổi đến lúc đó, hai người bị phân biệt gọi vào khác biệt phòng làm việc tìm hiểu tình hình. Từ cảnh sát nơi đó biết được, chiếc kia xe Pika là đăng ký tại Đông Thái thuê xe dưới cờ, thuộc về thuê tính chất. Lái xe người gọi Lữ Phương Niên, con hàng này là cái lão lại, cùng xe gọi Hoàng Dũng, bất quá hai người tối hôm qua bị đưa vào bệnh viện về sau, thừa dịp cảnh sát không sẵn sàng nhảy cửa sổ trốn, nhưng là sáng hôm nay, có người tại vùng ngoại ô phát hiện thi thể của bọn hắn. Hai người đều là bị người dùng bạo lực bẻ gãy phần cổ, từ tình huống hiện trường đến xem hung thủ tương đương chuyên nghiệp, sơ bộ suy đoán hai người là tại sáng sớm khoảng 5 giờ bị giết. Hứa Thuần Lương có không ở tại chỗ chứng minh, tại tối hôm qua tai nạn xe cộ trước đó hắn cũng chưa từng thấy qua hai người kia. Cảnh sát sau khi hiểu rõ tình huống, tại chỗ loại bỏ Hứa Thuần Lương hiểm nghi, đang chuẩn bị để hắn đi lúc đó, từ ngoài cửa tiến đến một cảnh sát, là phụ trách án này đội trưởng cảnh sát hình sự Liễu Thanh Sơn. Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn có chút quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, lúc trước tiểu niệm tổ tại Nam Giang bị bắt cóc một án chính là Liễu Thanh Sơn phụ trách, thế giới này thật sự là không lớn nghĩ không ra lại với hắn đánh lên quan hệ. Liễu Thanh Sơn sau khi đến, vừa rồi tra hỏi cảnh sát tướng vị trí tặng cho hắn, hắn ngồi xuống về sau nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, còn nhớ ta không? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, ngài phụ trách qua đông niệm tổ bị bắt cóc bản án, ngài họ Liễu đúng không? Liễu Thanh Sơn nở nụ cười, trí nhớ không tệ a, hút thuốc sao? Hắn móc ra một hộp khói. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, sẽ không.
Liễu Thanh Sơn mình rút ra một chi đốt, hút một hơi thuốc mới nói, ngươi không ngại à? Hứa Thuần Lương cười nói, khách theo chủ liền. Liễu Thanh Sơn nói, ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không phải đến thẩm vấn ngươi, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình huống, ngươi cùng cái này khởi hung sát án cũng không quan hệ trực tiếp. Hứa Thuần Lương cải chính, không hề có một chút quan hệ. Liễu Thanh Sơn nói, không có kết án trước đó chúng ta không thể nói như vậy. Hắn cầm lấy vừa rồi ghi chép nhìn thoáng qua, người cùng hai người bọn họ chưa hề đều chưa từng gặp qua. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, không biết. Liễu Thanh Sơn nói, cái khác hai cái người trong cuộc cũng là nói như vậy, đúng, còn có Mã Trung, hắn cũng không biết hai người kia, người cảm thấy cái này khởi tai nạn xe cộ là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện sao. Hứa Thuần Lương nói, ta không cho rằng là cùng một chỗ ngoài ý muốn, bọn hắn hẳn là cố ý va chạm xe của chúng ta chiếc, mục đích là muốn tạo ra tai nạn xe cộ, đã nguy hiểm cho đến sinh mạng của chúng ta. Liễu Thanh Sơn nói, thông qua tai nạn xe cộ đến chế tạo mưu sát, dựa theo bình thường suy luận tới nói nhất định là có nguyên nhân, bọn hắn cùng các người bên trong người nào đó có thù, hay là bọn hắn thụ người nào đó ủy thác tới làm cái này sự kiện, người có cái gì cừu nhân không? Hứa Thuần Lương nói, đắc tội qua không ít người, nhưng là dám trả thù ta không nhiều. Liễu Thanh Sơn nói, thân người tay rất lợi hại, Lữ Phương Niên cùng Hoàng Dũng đều là luyện tán đả xuất thân, người lấy một địch hai, còn đem bọn hắn đánh không có sức hoàn thủ, Lữ Phương Niên xương mũi lần, xương gò má gãy xương, xương sườn gãy xương, trái màng nhĩ thủng, Hoàng Dũng bộ mặt xé rách tổn thương, não chấn động, tay phải gãy xương. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì? Người đều đã chết chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tới tố ta phòng vệ quá? Liễu Thanh Sơn nói, còn có pháo lâu sơn bản án, người lúc đó xuất thủ cũng thật nặng a. Hứa Thuần Lương nói, nếu có người nguy hiểm cho đến bên cạnh ngươi tính mạng con người, ngươi là chờ cảnh sát tới xử lý, vẫn là phấn khởi phản kích. Liễu Thanh Sơn nói, phòng vệ chính đáng cũng cần khống chế tiêu chuẩn, qua giới cũng sẽ khiến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, bản thân ngươi là nhân viên chính phủ, hẳn là so với người bình thường muốn lý trí. Hứa Thuần Lương nói, Liễu cảnh sát, ý của ngài là cái này khởi tai nạn xe cộ cùng lần trước kia khởi vụ án bắt cóc có quan hệ. Liễu Thanh Sơn nói, ta cũng không có nói như vậy, đương nhiên cũng không bài trừ khả năng này. Hắn gõ gõ khói bụi, đánh giá Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương chấn định tự nhiên, hắn đối Lữ Phương Niên cùng Hoàng Dũng chết không có chút nào cảm thấy đồng tình, tương phản, hắn còn có như vậy điểm cao hứng, cái này hai hàng vốn là đáng chết, không biết là ai giúp mình đại lao. Liễu Thanh Sơn nói, người cảm thấy ai khả nghi nhất? Hứa Thuần Lương lắc đầu, không có chứng cứ sự tình ta không thể nói lung tung, nếu như nói sai chẳng phải là lừa dối cảnh sát, không những không giúp được các ngươi phá án, ngược lại đem các ngươi dẫn vào lạc lối. Liễu Thanh Sơn nở nụ cười, người này rất có ý tứ a. Hứa Thuần Lương nói, ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Liễu Thanh Sơn biểu thị không có gì tốt hỏi. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta hiện tại có hay không có thể đi rồi? Buổi chiều còn có một cái hội nghị trọng yếu muốn mở đâu? Liễu Thanh Sơn nhẹ gật đầu, được, liền không chậm trễ ngươi thời gian. Hắn đứng dậy cùng Hứa Thuần Lương nắm tay nắm chặt, Hứa Thuần Lương tay cũng không có lập tức buông ra. Hứa Thuần Lương đồng chí, ta hy vọng tại sơ bộ điều tra kết quả ra trước khi đến, ngươi tạm thời lưu tại Nam Giang. Hứa Thuần Lương nhìn qua Liễu Thanh Sơn, ta là tới họp. Đơn vị còn có thật nhiều công việc chờ ta trở về làm đâu. Liễu Thanh Sơn nói, sẽ không trì hoãn ngươi quá lâu thời gian, tối đa cũng chính là một tuần, nếu như ngươi cảm giác không được khá xin phép nghỉ, chúng ta có thể giúp một tay làm ra giải thích. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ miễn đi, để các ngươi giải thích còn không bằng không nói, người khác còn không biết ta tại Nam Giang phạm vào bao lớn sự tình. Liễu Thanh Sơn tiễn hắn đi ra ngoài, đưa mắt nhìn Hứa Thuần Lương rời đi, bên người phụ tá nói, Liễu đội, hắn có không ở tại chỗ chứng minh. Liễu Thanh Sơn nói, hắn hẳn là cùng cái này khởi án mạng không quan hệ, thuê xe công ty bên kia có tin tức sao? Có, Đông Thái thuê xe là Đông Thái Khí Mậu dưới cờ, bọn hắn pháp nhân Hàn Thái, thuê xe công ty quản lý là Hàn Thái nhi tử Hàn Văn Thắng. Liễu Thanh Sơn nói, điều tra một chút, cái này Hàn Văn Thắng cùng Hứa Thuần Lương có hay không gút mắc? Hàn Văn Thắng sáng nay liền biết thuê cỗ xe xảy ra chuyện. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao tất cả cỗ xe đều có bảo hiểm, bất kỳ cái gì tổn thất đều có công ty bảo hiểm lật tẩy, đương cảnh sát gọi hắn đi qua điều tra thời điểm, hắn mới ý thức tới chuyện này tính nghiêm trọng. Dẫn đến trận này tai nạn xe cộ hai người đều đã chết, càng làm cho hắn nhức đầu là bị chạm đuôi xe là Tô Tình,
mà lúc đó Hứa Thuần Lương liền ngồi ở trong xe. Hàn Văn Thắng đối diện cảnh sát đề ra nghi vấn, rất nhanh liền bàn giao tình huống, bao quát hắn cùng Hứa Thuần Lương quá khứ ân oán, kỳ thật hắn cùng Hứa Thuần Lương là không có trực tiếp mâu thuẫn, đều là bởi vì giao hữu vô ý, bày ra Đường Thiên Nhất cái này bạn xấu, kết quả cùng theo Bạch Ai hai bữa đánh, đương nhiên trước mắt chỉ có thể kết luận lần đầu tiên là Hứa Thuần Lương đánh hắn, lần thứ hai không có tìm được chứng cứ. Nếu như từ động cơ phạm tội bên trên phân tích, Hàn Văn Thắng hoàn toàn chính xác có trả thù Hứa Thuần Lương khả năng, bất quá loại chuyện này không chịu nổi cân nhắc, đến một lần hắn có không ở tại chỗ chứng cứ, thứ hai hắn không có ngốc như vậy, sẽ dùng mình công ty xe đi áp dụng trả thù. Hàn Văn Thắng bàn giao về sau, Đường Thiên Nhất cũng bị gọi vào cục cảnh sát phối hợp điều tra, Đường Thiên Nhất cái này phiền muộn a, hắn chỉ thiên thể chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hứa Thuần Lương phối hợp cảnh sát điều tra ra được, nhìn thấy Tô Tình chờ ở bên ngoài lấy hắn, Tô Tình hôm nay ngoại trừ nhãn ảnh, chủ yếu là tối hôm qua ngủ không ngon, con mắt có chút sưng phù. Hứa Thuần Lương nói, tối hôm qua ngủ không ngon a. Tô Tình nhẹ gật đầu, vẩy một chút tóc dài nói, hai người kia đều đã chết. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đừng nhìn ta, chuyện này không quan hệ với ta. Tô Tình nói, biết, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi ngươi, chính là cảm thấy chuyện này có chút đáng sợ. Đừng sợ, hẳn là hướng về phía ta tới, với ngươi không quan hệ. Hứa Thuần Lương nói như vậy chủ yếu là đang an ủi Tô Tình, giúp nàng giải sầu, kỳ thật hết thảy còn không có kết luận, kia hai hàng chưa chừng là hướng về phía ai đây. Tô Tình hỏi hắn ăn cơm chưa, Hứa Thuần Lương lắc đầu, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đều hơn 3 giờ chiều, hội nghị đã bắt đầu, cũng không có chạy trở về tất yếu. Thời gian này phòng ăn trên cơ bản đều đang nghỉ ngơi, Tô Tình đề nghị bọn hắn đi phụ cận Starbucks đơn giản ăn chút. Hai người ngồi xuống về sau, Tô Tình đi chọn món ăn, Hứa Thuần Lương tiếp vào Hàn Thái điện thoại, Hàn Thái gọi cú điện thoại này tới là bởi vì hắn nhi tử sự tình, hắn cho rằng là Hứa Thuần Lương hướng cảnh sát tố giác đem hắn nhi tử bảo bối cho làm tiến vào. Hứa Thuần Lương nghe xong liền vui vẻ, Hàn lão bản, ta đều không có tìm ngươi, ngươi thế mà tìm tới ta, được, ngươi đã gọi điện thoại tới, vậy liền giải thích, vì cái gì hai người kia thuê công ty của các ngươi xe tới hại ta. Hàn Thái thái độ coi như không tệ, Hứa chủ nhiệm, chúng ta cũng là người bị hại, chúng ta cũng không biết bọn hắn thuê xe công dụng, là, giữa chúng ta đi qua thật có chút hiểu lầm, nhưng là đã giải thích rõ, chúng ta đều buông xuống, người suy nghĩ một chút nếu như chúng ta muốn trả thù, cũng không có khả năng dùng công ty mình xe a. Hứa Thuần Lương nói, Hàn lão bản, chuyện này ngươi hẳn là tìm cảnh sát đi nói, ta không là cảnh sát, ta chỉ phụ trách giải thích ta tự mình biết, về phần cảnh sát có phải hay không hoài nghi các ngươi, cũng không thuộc quyền quản lý của ta. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, Tô Tình bưng cà phê món điểm tâm ngọt trở về, rất bận a. Hứa Thuần Lương cười đem Hàn Thái tìm chính mình sự tình nói. Tô Tình nói, đúng đấy, hắn tìm ngươi làm gì? Hứa Thuần Lương nói, hẳn là cho là ta đem con của hắn cho cáo, kỳ thật chuyện này cùng ta không có một chút quan hệ, cảnh sát đang điều tra bên trong phát hiện hắn cùng ta đi qua phát sinh qua xung đột, tự nhiên đem hắn liệt vào nghi ngờ nghi đối tượng. Tô Tình nói, sẽ không phải thật sự là hắn chỉ điểm a. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, làm sao có thể, hắn không có ngu như vậy, coi như muốn báo thù ta cũng sẽ không dùng công ty mình xe, lại nói, hắn cũng không có lá gan lớn như vậy. Hứa Thuần Lương đối Đường Thiên Nhất chi lưu phú nhị đại thấy rất rõ ràng, nếu như nói tìm người đánh mình một trận rất có thể, nhưng là tìm người hại tính mạng của mình bọn hắn còn không có gan này sắc, dù sao quen sống trong nhung lụa rồi, ai cũng không dám tùy tiện khiêu chiến pháp luật. Tô Tình nói, có phải hay không là Đường Thiên Nhất? Hứa Thuần Lương nói, cảnh sát đã có thể tra được Hàn Văn Thắng, đoán chừng Đường Thiên Nhất cũng sẽ bị điều tra. Tô Tình nói, hy vọng sớm một chút có thể tra ra kết quả. Hứa Thuần Lương hỏi nàng cỗ xe tình huống, Tô Tình chiếc kia giáp xác trùng xem như triệt để báo hỏng, bất quá căn cứ trách nhiệm phân chia, hẳn là từ Đông Thái ô tô thuê công ty chịu trách nhiệm hoàn toàn, đương nhiên cũng không cần Đông Thái phương diện móc tiền, bọn hắn mua bảo hiểm, cuối cùng vẫn từ công ty bảo hiểm tính tiền. Hứa Thuần Lương lúc đầu lo lắng Tô Tình bởi vì việc này bị kinh sợ, nhưng nhìn tình trạng của nàng coi như không tệ. Hai người thương lượng một chút, từ Tô Tình cho Hình Vĩnh Thanh gọi điện thoại. Nghe chính là Hình Vĩnh Thanh mụ mụ Trương Mỹ Lan, Trương Mỹ Lan hỏi trước sáng tỏ thân phận, sau đó mới nói cho Tô Tình, nữ nhi ngã bệnh, sốt cao 39 độ, đang ở nhà bên trong dưỡng bệnh đâu. Tô Tình cũng không có trò chuyện nhiều với nàng thăm hỏi vài câu liền đã cúp điện thoại, ánh mắt lại lần nữa trở lại Hứa Thuần Lương trên thân,
có chút xấu hổ nói, đều tại ta không tốt, cho ngươi rước lấy phiền toái lớn như vậy. Hứa Thuần Lương nói, đều nói, tối hôm qua kia khởi tai nạn xe cộ là hướng về phía ta tới, hẳn là ta không có ý tứ mới đúng. Tô Tình biết hắn vãng thân thượng cản trách nhiệm chính là muốn để cho mình giảm bớt gánh vác, trong lòng càng ấm áp, nhìn qua Hứa Thuần Lương một đôi mắt đẹp còn như nước mùa xuân dập dờn. Hứa đại giáo chủ đạo tâm tại cái này hai hoàng xuân thủy bên trong nổi lên gợn sóng, trưởng trong lòng có chút phát nhiệt. Tô Tình đã nhận ra biến hóa của hắn, rủ xuống lông mi đen dài, ôn nhu nói, trên mạng xuất hiện thật nhiều liên quan tới tối hôm qua video, sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi a. Hứa Thuần Lương nói, nhỏ trang diện, ta dù sao cũng là trải qua nóng lục soát người, hiện tại nhiệt độ cùng khi đó so sánh căn bản chính là mưa bụi. Tô Tình nở nụ cười. Nụ cười này liền gió xuân đều say, Hứa Thuần Lương phát hiện cô nàng này hôm nay mặc đến quần áo cổ áo mở có chút thấp, lộ ra bộ phận trắng bóc có chút lóa mắt. Hứa Thuần Lương nhấp một hớp cà phê, thật là thơm. Đi qua làm sao không có cảm thấy Starbucks cà phê tốt như vậy uống. Tô Tình điện thoại di động vang lên, đơn vị chứng thực nàng ngày mai bài tin tức sự tình, bài tin tức là Tô Tình là Đông Châu Văn Lữ cục tranh thủ được, kỳ thật nàng là lấy việc công làm việc tư cho Hứa Thuần Lương hỗ trợ. Tô Tình trưng cầu một chút Hứa Thuần Lương ý kiến, Hứa Thuần Lương biểu thị không có vấn đề, ứng ngành công an yêu cầu, hắn còn phải tại Đông Châu lưu thêm mấy ngày, phạm lý đạt hậu thiên liền phải trở về, xế chiều ngày mai là thích hợp nhất. Hứa Thuần Lương vốn đang dự định mời Hình Văn Hổ hỗ trợ đứng đài, nhưng là phát sinh chuyện tối ngày hôm qua về sau, phản ngược lại không tiện đưa ra yêu cầu này. Tô Tình đem chuẩn bị xong kịch bản phát cho hắn, để hắn sớm chuẩn bị một chút, Hứa Thuần Lương lại phát cho Phạm Lý Đạt. Hứa Thuần Lương đi qua không có làm qua đài truyền hình bài tin tức, Tô Tình nói cho hắn biết một chút chú ý hạng mục, chính trò chuyện thời điểm, Hoa Trục Nguyệt gọi điện thoại tới. Hoa Trục Nguyệt cũng biết Hứa Thuần Lương tối hôm qua gặp tai nạn xe cộ sự tình, bất quá nàng cũng không phải là thông qua coi thường nhiều lần, mà là Hà Đông Tổng Giám Đốc Phan Thiên Hóa tìm được nàng, bởi vì việc này, Phan Vệ Đông cũng bị cảnh sát gọi đến hỏi nói. Tại Phan Thiên Hóa xem ra đây là Hứa Thuần Lương hướng bọn hắn khiêu khích. Từ khi trời hóa phụ tử bị ép từ bỏ Lan Hoa Môn môn chủ chi vị, Hà Đông tập đoàn tại trên thực tế đã cùng Lan Hoa Môn làm cắt chém. Cơ bộ Diêu mất tích bí ẩn về sau, Cơ Dài Dài kế thừa hắn hết thảy, mặt ngoài nhìn nàng là Lan Hoa Môn môn chủ, nhưng trên thực tế chấp trưởng quyền lực là Hoa Trục Nguyệt. Hoa Trục Nguyệt quan ngừng Lam Tinh tập đoàn kỳ hạ nhiều nhà hộp đêm cùng quán bar, Lam Tinh tập đoàn lần này chuyển hình không thể bảo là không kiên quyết, mà Hà Đông tập đoàn lại thừa cơ ăn vào. Đi qua thuộc về Lam Tinh vật nghiệp trên cơ bản đều bị Phan Thiên Hóa mua xuống. Này lên kia xuống, hiện tại Lam Tinh tập đoàn tại thanh thế bên trên đã không cách nào cùng Hà Đông địa vị ngang nhau. Hình Vĩnh Thanh tại OMMIA cổng bị đánh, đánh người mặc dù là Mã Trung, nhưng là OMMIA hộp đêm cũng chịu ảnh hưởng. Từ hôm nay trở đi bọn hắn liền tao ngộ nhiều cái bộ môn kiểm tra, phải biết giả tổng sẽ quán ba đều là thuộc về bộ văn hóa cửa phạm vi quản hạt. Mà Hình Văn Hổ là Bình Hải Văn Lữ bộ môn người đứng đầu, nữ nhi của hắn tại cửa quán ba bị đánh cái này còn cao đến đâu, để hắn có thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Hoa Trục Nguyệt hiện tại cũng tại Nam Giang, nàng hẹn Hứa Thuần Lương ban đêm gặp mặt, có mấy lời nhất định phải ở trước mặt nói. Phan Vệ Đông trong cục cảnh sát ở một cái buổi chiều mới được phép rời đi, chờ ở bên ngoài luật sư đưa điện thoại di động đưa cho hắn, vừa rồi hắn lão tử Phan Thiên Hóa đánh qua mấy điện thoại. Phan Vệ Đông tiến vào trong xe, trước cho phụ thân trở về một chiếc điện thoại. Phan Thiên Hóa người ở Kinh Thành, hắn đang định tiến về Nam Giang, nghe nói nhi tử đã ra, hơi yên lòng một chút, hỏi nhi tử tại sao lại liên lụy đến trong chuyện này đi. Phan Vệ Đông cũng là đầy bụng bực tức, hắn cùng chuyện này cũng không quan hệ, hai người cũng hoài nghi chuyện này là cùng một chỗ châm đối âm mưu của bọn hắn, cái này Hứa Thuần Lương có phải hay không chuyên môn cùng bọn hắn đối nghịch, Hà Đông hộp đêm lái đến chỗ nào. Hắn liền náo ở đâu? Đông Châu chi nhánh vừa khai trương liền tao ngộ trồn xuyên trận làm rối, bị Đông Châu thị lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách, còn không có kiếm tiền trước bồi thường một số lớn. Hiện tại Nam Giang cửa hàng vừa mới khai trương không có mấy ngày, Hứa Thuần Lương vừa xuất hiện, lập tức liền có nhiều bộ môn lâm kiểm, sinh ý khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trong thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình, hai người đều cho rằng Hứa Thuần Lương đang cố ý nhằm vào bọn họ. Nói không chừng phía sau còn có Lam Tinh tập đoàn tại sai sử. Hoa Trục Nguyệt tuyển định địa điểm tại Tĩnh Vườn, ngay tại suối nước nóng khách sạn sát vách, đây cũng là vì Hứa Thuần Lương thuận tiện, từ chi tiết đó có thể thấy được Hoa Trục Nguyệt cân nhắc sự tình vô cùng chu toàn. Hứa Thuần Lương đúng giờ đến tới chỗ,
Từ khi Cơ Bộ Diêu mất tích về sau, giữa hai người rất ít liên lạc. Mặc dù trước đây không lâu Hoa Trục Nguyệt chuyên đi Tế Châu tham gia Chu Nhân Hòa tang lễ, nhưng là bọn hắn chưa kịp làm qua nhiều giao lưu. Hoa Trục Nguyệt tại Cơ Bộ Diêu mất tích một chuyện bên trên đối Hứa Thuần Lương che giấu không ít tin tức, mà lại có lợi dụng hắn chi ngại, Hứa Thuần Lương đối với cái này mặc dù không có làm quá nhiều biểu thị, nhưng Hoa Trục Nguyệt trong lòng có chút áy náy, muốn tìm cái cơ hội thích hợp hướng hắn giải thích. Hứa Thuần Lương ngồi xuống về sau, cười nói, hoàn cảnh không tệ, ta đi tới không thấy được khách nhân khác, nên không phải ngươi đem nơi này bao xuống đi. Hoa Trục Nguyệt mỉm cười nói, tai vách mạch rừng, vẫn là bao xuống thanh tĩnh chút. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ hiện tại khí phách càng lúc càng lớn. Hoa Trục Nguyệt nói, người biệt hàn sầm ta chính là cái quản gia, quan tâm mệnh. Hứa Thuần Lương nói, quan tâm nữ nhân dễ dàng già. Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, vẫn là ngươi chịu nói thật ra. Hứa Thuần Lương nói, đừng hiểu lầm, ta nhưng không có cảm thấy ngươi lão, hai ta cùng một chỗ, nhìn qua ngươi cùng muội muội ta giống như. Hoa Trục Nguyệt mắng, nói hưu nói vượn ta lớn hơn ngươi nhiều. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ, ngươi lớn đều biết, không cần cả ngày treo ở ngoài miệng. Hoa Trục Nguyệt nhìn thấy hắn bốn phía tuần tra ánh mắt, biết hắn có ý riêng nắm lên chén trà làm bộ muốn dội hắn, trong lòng nhưng không có chút nào sinh khí. Cũng chính là Hứa Thuần Lương dám như thế trêu chọc mình, đổi thành người khác, không phải tướng lỗ tai hắn vặn xuống tới. Hoa Trục Nguyệt an bài mang thức ăn lên, nàng tìm Hứa Thuần Lương nhưng không phải là vì ôn chuyện, tối hôm qua phát sinh tai nạn xe cộ nàng cũng nghe nói, Hoa Trục Nguyệt nghe được tin tức này đầu tiên lo lắng là Phan gia phụ tử hành động trả thù. Hứa Thuần Lương lại không nhìn như vậy, mặc dù hắn tại Tô Tình trước mặt tướng tất cả trách nhiệm đều ôm tới. Nhưng là hắn hoài nghi tối hôm qua tai nạn xe cộ nhằm vào Tô Tình khả năng càng lớn, chiếc kia xe Pika hiển nhiên là nhằm vào giáp xác trùng đi, nhất là hôm nay truyền đến hai người tin chết về sau, Hứa Thuần Lương nhớ tới đột nhiên rời nhà ra đi Tô Thiên Vũ. Trừ mình ra, trên thế giới này khẳng định còn có người tại thủ hộ Tô Tình, người kia không thể nghi ngờ chính là phụ thân của nàng. Hoa Trục Nguyệt nói, ta nghe nói OMMIA bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Hứa Thuần Lương cười nói, đáng đời. Hắn đối Phan gia phụ tử lúc đầu liền không có cảm tình gì. Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, bọn hắn tiệm này là từ Lam Tinh tiếp nhận, Phan Thiên Hóa người này trả thù tâm cực nặng, lần trước không thể tiếp nhâm môn chủ đã đối chúng ta ghi hận trong lòng, lần này hắn khẳng định lại phải cho bọn ta ghi lại một bút. Hứa Thuần Lương nói, hắn cho rằng là ta dẫn đến hắn hộp đêm ngừng kinh doanh. Hoa Trục Nguyệt nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, cái này không quan hệ với ta. Tối hôm qua tại bọn hắn cửa hộp đêm bị đánh nữ hải kia là hình bí thư nữ nhi. Hoa Trục Nguyệt kinh ngạc nói, người nói là chủ quản Bình Hải Văn Lữ hình văn hổ bí thư. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hoa Trục Nguyệt hiện tại mới làm rõ ràng vì cái gì lần này ban ngành liên quan hành động lại nhanh như vậy, như thế nói đến OMMIA bị cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách cũng là đáng đời. Hai người đụng một cái chén rượu, cùng uống một chén rượu, Hứa Thuần Lương nói, có cái gọi Mã Trung người có quen hay không tất. Hoa Trục Nguyệt lắc đầu. Hứa Thuần Lương vừa điện thoại di động tốt bên trong có ảnh chụp, hôm qua Mã Trung đánh hình Vĩnh Thanh thời điểm, hắn chụp hình. Hoa Trục Nguyệt nhìn thoáng qua ảnh chụp, Trường Mao A. Ta biết người này, tiểu tử này không làm việc đàng hoàng, bọn hắn có cái đoàn thể, chuyên môn dụ dỗ ra đời không sâu tiểu cô nương, dùng phạm pháp thủ đoạn trưởng khống những này tiểu cô nương. Về sau, buộc các nàng đi từng cái sàn đêm công việc, từ đó kiếm trác lợi ích. Hứa Thuần Lương nhìn qua Hoa Trục Nguyệt. Hoa Trục Nguyệt nói, người đừng nhìn ta như vậy, ta nhưng không làm phi pháp sinh ý, đây cũng là chúng ta Lam Tinh tướng hộp đêm quầy rượu nghiệp vụ toàn bộ đóng gói bán ra nguyên nhân. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi không làm không có nghĩa là Cơ Bộ Diêu chưa làm qua, Lam Tinh tập đoàn tiền cũng không sạch sẽ, nhớ kỹ Vũ Viên Nghĩa nhi tử lúc trước chính là tại Lam Tinh dưới cờ hộp đêm bị người xáo lộ mà nhảy lầu. Kỳ thật ngẫm lại liền biết. Lan Hoa Môn chính là dựa vào phạm pháp thủ đoạn lập nghiệp. Cơ Bộ Diêu bốc hơi khỏi nhân gian, không chỉ là bởi vì hắn được tiệm đống chứng, còn có một nguyên nhân nên là hắn phi thường rõ ràng mình những này năm tài phú tích lũy cũng không sạch sẽ, muốn lấy phương thức như vậy tẩy bạch gia tộc tài sản. Hoa Trục Nguyệt nói, Lam Tinh trong quá trình phát triển khẳng định có qua màu xám kinh lịch, nhưng là phóng nhãn trong nước nhiều như vậy công ty lớn ai lại không có. Tóm lại, người yên tâm ta trưởng quản Lam Tinh một ngày. Liền sẽ không cho phép xuất hiện làm trái pháp sự tình. Hứa Thuần Lương cầm rượu lên bình giúp nàng rót, hướng về phía Hoa Trục Nguyệt câu nói này cũng phải mời nàng một chén,
chỉ bất quá muốn lấy lực lượng một người thay đổi Lan Hoa Môn mấy ngàn năm duyên cách xuống tới phương thức vận chuyển nói nghe thì dễ, đoán chừng Hoa Trục Nguyệt về sau gặp phải không ít khiêu chiến. Hứa Thuần Lương nói, cái này Trường Mao là dùng phương thức gì đến khống chế những cái kia nữ hài? Hoa Trục Nguyệt nói, không từ thủ đoạn, trước dùng hoa ngôn xảo ngữ, lợi dụng những cô bé này ra đời không sâu, quay chụp bất nhã chiếu, cung cấp hàng cấm, tóm lại nghĩ hết tất cả biện pháp dẫn đạo các nàng đi tiêu phí, đi vay tiền, tại trong lúc bất chi bất giác, những cô bé này càng lún càng sâu, muốn thoát khỏi bọn hắn cũng khó khăn. Hứa Thuần Lương giận không kềm được nói, cái này mẹ nó liền không ai quản sao. Những sự tình này nghiệp nội cũng không tươi gặp, ta chỉ có thể bảo chứng Lam Tinh không đi đụng, nhưng là người khác làm thế nào chúng ta không quản được. Cơ tổng sở dĩ lựa chọn tướng tất cả hộp đêm quán ba đóng gói chuyển nhượng, cũng là bởi vì hiện tại trong này càng ngày càng phức tạp, lợi ích càng lớn, muốn nhúng tay người thì càng nhiều, chỉ bằng chúng ta đã không cách nào khống chế cục diện, tương lai khẳng định là xảy ra đại sự. Hứa Thuần Lương nói, như thế nói đến, Hình Vĩnh Thanh cũng là bị uy hiếp. Hoa Trục Nguyệt lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng, bình thường tới nói, bọn hắn sẽ không ngu xuẩn đến đi trêu chọc dạng này bối cảnh nữ hài tử, bọn hắn lại không phải người ngu, bọn hắn bình thường chọn không có gia đình bối cảnh nữ hài ra tay, tương đối mà nói lại càng dễ khống chế. Hoa Trục Nguyệt lặng lẽ đánh giá Hứa Thuần Lương, từ Hứa Thuần Lương hai mắt bên trong thấy được mạnh mẽ muốn ra lửa giận, Hoa Trục Nguyệt ý thức được hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hứa Thuần Lương nói, cái này Trường Mao cùng Phan Vệ Đông có quan hệ sao? Hoa Trục Nguyệt nói, hẳn là có nghiệp vụ lui tới đi, chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng. Do dự một chút, ngữ trọng tâm Trường nói, Thuần Lương, ngươi không là cảnh sát không cần thiết trêu chọc Phan gia phụ tử, mặc dù tại kinh thành giao phong bên trong chúng ta chiếm thượng phong, nhưng là Phan Thiên Hóa người này không dễ chọc, ngươi là thể chế bên trong người, có thể nói nhất cử nhất động của ngươi đều dưới ánh mặt trời. Mà hắn lại quen thuộc tại dấu ở âm u nơi hẻo lánh. Hoa Trục Nguyệt nói lời nói này hoàn toàn là vì Hứa Thuần Lương suy nghĩ, nàng không muốn Hứa Thuần Lương cùng Phan Thiên Hóa mâu thuẫn kích thích, nếu như Phan Thiên Hóa quyết tâm đối phó Hứa Thuần Lương, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức chờ lấy hắn. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ, ta luôn luôn là người không phạm ta không phạm người, Phan Thiên Hóa hai người tốt nhất đừng trêu chọc ta. Hoa Trục Nguyệt biết hắn là cái không sợ trời không sợ đất tính tình. Nhắc nhở của mình đối Hứa Thuần Lương tới nói tác dụng không lớn, nàng thở dài nói, Thuần Lương, ngươi tính khí như vậy thật không thích hợp hỗn thể chế. Hứa Thuần Lương cười nói, nếu là hỗn, ở đâu còn không phải như vậy. Hoa Trục Nguyệt nói, tối hôm qua ngươi cùng Tô Tình xảy ra tai nạn xe cộ video nhiệt độ rất cao, còn tốt ngươi không phải cái gì cán bộ lớn, không phải đủ ngươi uống một bình. Cán bộ quốc gia liền không thể xảy ra tai nạn xe cộ. Xe sang trọng mỹ nữ. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười nói, liền một giáp xác trùng, ở đâu là cái gì xe sang trọng rồi. Hoa Trục Nguyệt nói, trên mạng đều nói là Porsche 911, còn có A, Tô Tình là truyền hình Tân Tấn người chủ trì, nàng cũng có nhất định nổi tiếng, mấy cái này nhân tố đều tổng hợp lại cùng nhau, khó tránh khỏi không khiến người ta suy nghĩ nhiều cũng may ngươi quan nhỏ, không phải ảnh hưởng khẳng định lớn hơn. Hứa Thuần Lương nói, ta liền không tính là cái gì quan viên. Hoa Trục Nguyệt nói, trên mạng video khắp nơi đều là, người không sợ bị Mai Như Tuyết nhìn thấy. Hứa Thuần Lương nói, ta lại không làm gì khác người sự tình, thân chính không sợ bóng nghiêng. Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, người cười cái gì à? Hoa Trục Nguyệt nói, nữ nhân đều là có tâm tư đố kỵ, Mai Như Tuyết cũng không ngoại lệ, nghe tỉ một lời khuyên a, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Hứa Thuần Lương bưng ly rượu lên nói, tạ ơn Hoa tỷ nhắc nhở. Hai người đối ẩm một chén, Hoa Trục Nguyệt cố ý nói, người cùng Tô Tình đến một bước nào rồi. Bằng hữu a, liền cùng hai ta không sai biệt lắm. Hoa Trục Nguyệt mắng, bất lừa ta ngươi cũng không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ. Nàng mở ra điện thoại, tìm tới cất giữ đoạn video kia, chính là Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình chăm chú ôm nhau kia đoạn, video tuyên bố người cũng tốt bụng cho phối hợp âm nhạc phụ đề. Mấu chốt là không cho bọn hắn hai trên mặt đánh gạch men. Hứa Thuần Lương xem xét liền phát hỏa, cái này mẹ nó ai vậy, bệnh tâm thần a. Hoa Trục Nguyệt nói, âm nhạc phối thật tốt, cái này đoạn ngắn đập đến cùng chiến hỏa tình ca, khoan hãy nói a, ta cảm thấy hai người các ngươi cũng rất xứng. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng ngươi cũng xứng. Hoa Trục Nguyệt lại có chút ngượng ngùng cút. Hứa Thuần Lương nói, đêm nay thế nhưng là ngươi mời ta tới. Hoa Trục Nguyệt đang muốn chế nhạo hắn vài câu, điện thoại di động vang lên,
nàng hướng Hứa Thuần Lương làm cái im lặng thủ thế, điện thoại là Phan Thiên Hóa đánh tới. Hoa Trục Nguyệt nói, Phan Tổng, muộn như vậy gọi điện thoại có việc gấp à? Phan Thiên Hóa nói, đương nhiên có chuyện à, không phải ta cũng không dám quấy rầy ngài Hoa Tiền Nguyệt hạ, cử án tề mi. Hoa Trục Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, từ Phan Thiên Hóa lời nói này có thể biết được, hắn phái người theo dõi mình, Hoa Trục Nguyệt lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh, nàng giễu cợt nói, Phan Tổng làm việc vẫn là ban đêm làm sự tình. Phan Thiên Hóa tự nhiên có thể nghe ra nàng nói mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ha ha cười một tiếng nói, ta là làm sàn đêm lập nghiệp, nếu là kiên trì dưới ánh mặt trời hành tẩu, tuyệt đối tồn không sống tới hiện tại, Hoa Tổng, ta đã trải qua từ bỏ môn chủ chi vị. Làm tinh vật nghiệp cũng là ta nể tình đồng môn phân thượng tiếp nhận, mọi người coi như không thể tương hỗ giúp đỡ, cũng không nên bỏ đá xuống giếng a. Phan Tổng có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Phan Thiên Hóa nói, chuyện giang hồ để giang hồ, lợi dụng thể chế chèn ép đồng môn liền làm người khinh thường. Hoa Trục Nguyệt nói, Phan Tổng, người nói như vậy chính là tại hướng trên thân người khác dội nước bẩn. Người không có làm, không có nghĩa là người khác không có làm qua. Nam Giang OMMIA hộp đêm bị cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách là nguyên nhân gì người ta lòng dạ biết rõ. Phan Tổng, ta đối việc buôn bán của ngươi không có hứng thú, các ngươi bị chỉnh đốn và cải cách giống như hẳn là từ tự thân tìm vấn đề, mà không phải tìm ta. Phan Thiên Hóa nói, như thế không còn gì tốt hơn, Hoa Tổng, đoạn người tài lộ không khác giết người phụ mẫu, ta hy vọng không lại có lần tiếp theo. Hắn nói xong liền đã cúp điện thoại. Phan Thiên Hóa mở là miễn đề. Một bên Phan Vệ Đông nghe được rõ ràng. Chờ hắn cúp điện thoại, Phan Vệ Đông tức giận nói cha, căn bản không muốn cùng nữ nhân này khách khí, mẹ nó, lặp đi lặp lại nhiều lần động dùng thể chế thủ đoạn tới đối phó chúng ta, nàng căn bản là không có bả môn quy để vào mắt. Phan Thiên Hóa cầm lấy để ở một bên xì gà rút hai cái, trầm giọng nói, trước không nên đem sự tình làm lớn chuyện, chúng ta bây giờ là vì cầu tài, làm ăn vẫn là dĩ hòa vi quý. Phan Vệ Đông nói, đều bị người ngừng kinh doanh chỉnh đốn, là bọn hắn trước vi phạm. Phan Thiên Hóa vỗ vỗ nhi tử bả vai nói, trước giải quyết hộp đêm vấn đề, bị đánh nữ nhân kia là Hình Văn Hổ nữ nhi. Phan Vệ Đông nói, ta làm sao biết, Trường Mao cái vương bát đản thế mà liên lụy ta không tha cho hắn. Phan Thiên Hóa nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, ta xem thu hình lại, cái kia Hình Vĩnh Thanh giống như đối Trường Mao mê luyến ghê gớm, ngươi để Trường Mao đi giải quyết chuyện này. Phan Vệ Đông sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh minh bạch ý của phụ thân, được, ta lập tức liên hệ hắn. Phan Thiên Hóa lại nhắc nhở hắn, thời kỳ nhạy cảm, người đừng tự mình ra mặt. Hình Vĩnh Thanh hết sốt, nàng hướng phụ mẫu trịnh trọng cam kết về sau không còn cùng Mã Trung lui tới. Hình Văn Hổ đối nữ nhi biểu thị tín nhiệm, để thê tử Trương Mỹ Lan đưa điện thoại di động còn cho nữ nhi, Trương Mỹ Lan rõ ràng có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nữ nhi lớn. Quan là giam không được. Hình Văn Hổ sáng sớm đi họp, thân là Bình Hải Văn Lữ người phụ trách hắn không có khả năng từ đầu đến cuối không xuất hiện. Hứa Thuần Lương hôm nay cũng đi tới hội trường, nhìn thấy trên đài hội nghị Hình Văn Hổ, cảm giác lão Hình biểu lộ ngưng trọng, rõ ràng vẫn không có thể từ nữ nhi sự tình bên trong đi tới, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, vô luận là sợi cỏ trăm họ vẫn là quan to hiển quý gặp được vấn đề như vậy đều sẽ đau đầu. Phạm Lý Đạt vừa mở sẽ liền soát lên thiển cận nhiều lần, Hứa Thuần Lương lúc đầu cho là hắn tại nhìn mình bát quái, lặng lẽ liếc qua, phát hiện Phạm Lý Đạt thấy đều là Đông Châu đồ nướng, nguyên là mình suy nghĩ nhiều, tối hôm qua xe họa nhiệt độ cũng không có đạt tới lần trước đánh người bên trên nóng lục soát tình trạng, xem ra phía sau có đẩy tay cùng không có đẩy tay còn là không giống nhau. Phạm Lý Đạt lặng lẽ nói cho Hứa Thuần Lương, trước mắt Đông Châu đồ nướng nhiệt độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nhất là Đông Châu là đồ nướng nơi phát nguyên tin tức đã tiến vào nóng lục soát 5 vị trí đầu, thân là Đông Châu Văn Lữ Cục Phó Cục trưởng, Phạm Lý Đạt cũng cảm giác được mặt mũi sáng sủa, từ lần này họp liền có thể nhìn ra, đi qua đối bọn hắn hở hững lạnh lẽo các huynh đệ khác thành thị Văn Lữ quan viên, đều chủ động tới lôi kéo làm quen, nói bọn hắn Đông Châu đồ nướng gần nhất phát hỏa. Chiều hôm qua phân tổ thảo luận bên trong Phạm Lý Đạt còn đặc địa làm phát biểu. Hắn mơ hồ cảm giác lần này Đông Châu đồ nướng nhiệt độ kéo dài thời gian khả năng so trong dự đoán muốn lâu một chút, vô luận như thế nào thông qua mạng lưới dẫn chương trình cái này một đợt dẫn lưu đều làm ra tốt hiệu quả, chí ít bọn hắn Đông Châu Văn Lữ tại trong tỉnh nhận lấy trước nay chưa từng có chú ý. Hình Văn Hổ phát biểu thời điểm, lại chuyên môn biểu dương Đông Châu Văn Lữ công việc, vạch Đông Châu tại thành lập Văn Lữ cục về sau, vùi đầu gian khổ làm ra,
chân thật làm tốt văn lữ công tác đồng thời không quên khấu chặt thời đại mạch đập hiểu được thuận theo trào lưu, bởi vì khi thì biến, đề nghị trong tỉnh những thành thị khác cũng muốn hướng Đông Châu học tập. Có thể có được Hình Văn Hổ khen ngợi chẳng khác nào là đối Đông Châu văn lữ mở rộng phương thức khẳng định, cái này đối vừa mới cất bước Đông Châu văn lữ có tương đương ý nghĩa quan trọng, có hắn khen ngợi, bọn hắn liền có thể tìm Đông Châu lãnh đạo thành phố muốn càng nhiều chính sách bồi dưỡng, thậm chí tài chính phụ cấp. Hội nghị kết thúc về sau, Hình Văn Hổ để cho người ta đem Hứa Thuần Lương gọi tới. Đã là thời gian ăn cơm, Hứa Thuần Lương may mắn bồi tiếp vị này tỉnh văn lữ người đứng đầu trung tiến cơm trưa. Cái khác tham dự hội nghị nhân viên nhìn ở trong mắt, từng cái trong lòng đều tràn đầy mê hoặc, người trẻ tuổi kia là ai? Một cái hàng tiểu bối lại có cùng chúng ta lão đại ăn cơm chung cơ hội. Trong đó cũng có tham gia qua Thái Minh Hồ cả nước văn lữ hội nghị, nhận ra đây là cùng Hình Văn Hổ cộng tác diễn xuất bá vương biệt cơ, Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương mặc dù cho mọi người lưu lại một chút ấn tượng, nhưng là kém xa Tô Tình khắc sâu, dù sao trận kia diễn xuất, mọi người hơn phân nửa chú ý đều tại mỹ nữ trên thân. Sau đó là lãnh đạo, cuối cùng mới đến phiên Hứa Thuần Lương. Phạm Lý Đạt hôm nay cùng Giang Đô Văn Lữ Cục trưởng Tề Hồng Diễm ngồi cùng một chỗ, Tề Hồng Diễm chính hướng hắn lĩnh giáo đẩy Quảng Đông đều đồ nướng kinh nghiệm đâu, Giang Đô cùng Đông Châu đi qua đều là thiên hạ cửu châu một trong, cũng đều là Bình Hải xây thành sớm nhất thành thị một trong, nhưng là hiện tại Văn Lữ đều có chút kéo hông, cả hai so sánh, Đông Châu khẳng định càng kém, đều nhanh tại trong tỉnh hạng chót. Tề Hồng Diễm nói, các ngươi thật đúng là mở ra lối riêng, thế mà nhớ tới dùng mỹ thực đến lôi kéo văn lữ. Kỳ thật trong lòng cũng không tán đồng, Đông Châu mới không là cái thứ nhất làm như vậy. Phạm Lý Đạt nói, vô tâm cắm liễu liễu xanh không nói gạt ngươi, liền chính chúng ta đều không nghĩ tới Đông Châu đổ nướng có thể gặp may. Tề Hồng Diễm nói, ta chú ý các ngươi Đông Châu văn lữ video số, chuẩn bị thật có chút không đủ đầy đủ, đến bây giờ mới chỉ ban bố một cái video. Phạm Lý Đạt nói, chúng ta văn lữ cục mới vừa vặn thành lập không lâu, còn ở vào rèn luyện giai đoạn, liền nói cái video này hào, vẫn là tìm đài truyền hình giúp chúng ta làm. Tề Hồng Diễm nói, không thể làm như vậy được, đài truyền hình vẫn là tư duy theo quán tính, bọn hắn quay chụp thủ pháp thiên về truyền thống, kỹ xảo mặc dù nhất lưu, nhưng là đã theo không kịp đương kim thời đại trào lưu. Ta cũng không tin các người Đông Châu văn lữ cục liền cái ra dáng bộ môn tuyên truyền đều không có. Phạm Lý Đạt thở dài. Hắn cũng phát hiện phương diện này vấn đề, sau khi trở về phải lập tức hướng phó quốc dân phản ứng. Hình Văn Hổ tìm Hứa Thuần Lương dĩ nhiên không phải vì bàn công việc, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là nữ nhi bảo bối của mình, tối hôm qua ngay trước nhiều người như vậy, không có có ý tốt hỏi tình huống cụ thể. Hứa Thuần Lương đem tối hôm qua mình nhìn thấy tình huống nói một lần. Hình Văn Hổ nghe xong cau mày nói, hai người bọn hắn là cao trung đồng học, lúc ấy vừa có yêu đương manh mối liền bị lão sư phát hiện. Ta lập tức giúp Vĩnh Thanh chuyển học, chúng ta vẫn cho là bọn hắn đã sớm đoạn mất liên lạc, làm sao cũng không nghĩ đến nàng thế mà cõng ta nhóm cùng người kia vụng trộm liên hệ. Hứa Thuần Lương nói, chuyện tình cảm rất khó nói. Có gì có thể khó nói, người kia quả thực là không có sở trường gì. Hình Văn Hổ tức giận nói, hắn không phải ghét bỏ Mã Tổng gia đình điều kiện, mà là bởi vì Mã Trung liền đại học đều không có trải qua, tốt nghiệp trung học sau liền trà trộn xã hội chơi bời lêu lổng. Hôm qua hắn đã thông qua cảnh mới biết một chút người này tư liệu. Hình ra sự tình Hứa Thuần Lương cũng không tốt cho thêm ý kiến, kỳ thật Hình Văn Hổ cũng không phải muốn ý kiến của hắn, cùng hắn nói chuyện mục đích là để Hứa Thuần Lương giữ bí mật, dù sao không phải cái gì hào quang sự tình, lấy thân phận của hắn, loại chuyện này nếu là truyền đi chắc là phải bị người chê cười dậy nữ vô phương. Hình Văn Hổ cũng nghe nói tối hôm qua hai tên người gây ra họa ngộ hại tin tức, hắn có chút khẩn trương, dù sao chỉ có một đứa con gái. Lúc đầu chỉ cảm thấy nàng gặp người không quen, tại sao lại cùng án giết người nhắc lên quan hệ. Hứa Thuần Lương thừa cơ nói, ta nghe nói Mã Trung người kia đã làm nhiều lần chuyện xấu, còn dính líu phạm pháp phạm tội, hẳn là để cảnh sát hảo hảo điều tra thêm hắn. Hình Văn Hổ nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, căn cứ ngành công an phản ứng, tối hôm qua kia khởi tai nạn xe cộ hẳn là không có quan hệ gì với hắn. Hứa Thuần Lương nói, coi như tai nạn xe cộ không có quan hệ gì với hắn cũng không có nghĩa là người này không có tội của hắn, ta cho là nên toàn diện điều tra một chút. Hình Văn Hổ minh bạch hắn ý tứ, nếu như cái này Mã Trung còn có tội của hắn, như vậy loại người này liền không nên trốn qua luật pháp chế tài, chỉ cần đem hắn trị tội, mình nữ nhi tự nhiên an toàn, tại cái này sự kiện bên trên không thể mềm lòng, đã có thể bảo hộ mình nữ nhi lại có thể là xã hội trừ hại, loại này lưỡng toàn tề mỹ sự tình cớ sao mà không làm.
Hai người chính nói chuyện trời đất thời điểm, Hình Vĩnh Tiến gọi điện thoại tới, nói cho cha thân muội muội ra cửa, không biết đi địa phương nào. Hình Văn Hổ lập tức kinh hoàng, hắn chuyên môn đã thông báo, để nhi tử nhất định phải nhìn hảo muội muội, nếu như nàng đi ra ngoài, phải tất hiếu cùng đi tả hữu, thế mà chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được. Hình Văn Hổ tranh thủ thời gian cho nữ nhi gọi điện thoại, còn con gái tốt cũng không tắt máy. Hình Vĩnh Thanh nói cho phụ thân, nàng chính là muốn ra ngoài đi một chút, chờ một lúc liền trở về, để hắn không cần lo lắng. Hình Văn Hổ căn dặn nữ nhi chú ý an toàn, gừng càng già càng cay, hắn một bên ổn định nữ nhi, một vừa tra xét nữ nhi vị trí, Hình Vĩnh Thanh sinh bệnh trong lúc đó hắn để bạn già tịch thu tay của nữ nhi cơ, chính là muốn nơi tay trên máy làm tay chân, mở ra tra tìm định vị. Đừng nhìn lão Hình lớn tuổi, nhưng hắn là cái điện tử sản phẩm cuồng nhiệt kẻ yêu thích, điện thoại chơi đến so đa số người trẻ tuổi còn thuần thục hơn. Hình Văn Hổ vốn muốn cho nhi tử trước đi xem một chút nữ nhi đang làm gì, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là có chút không yên lòng, hắn chờ một lúc còn muốn tại trong hội nghị phát biểu, khẳng định không thể đi thẳng như vậy, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương lập tức minh bạch hắn ý tứ, Hình Bí Thư, ngài có chuyện gì chỉ cần phân phó. Ngài nếu là không rảnh làm sự tình ta có thể ra mặt. Hình Văn Hổ đem nữ nhi một người đi ra ngoài sự tình nói, hắn muốn cho Hứa Thuần Lương đi qua nhìn một chút, làm như vậy chỗ tốt là, coi như Hứa Thuần Lương bị phát hiện, cũng có thể giả dạng làm là ngẫu nhiên gặp, nếu như người nhà theo tới, Hình Vĩnh Thanh liền sẽ cho rằng người nhà đối nàng không tín nhiệm, theo dõi nàng. Hứa Thuần Lương thầm suy nghĩ cười, bình thường làm việc tràn ngập quyết đoán Hình Bí Thư gặp được nữ nhi vấn đề cũng biến thành không biết làm thế nào. Hắn nhẹ gật đầu, đáp ứng cho Hình Văn Hổ hỗ trợ. Hình Văn Hổ tướng địa chỉ phát cho Hứa Thuần Lương, vị trí biểu hiện Hình Vĩnh Thanh tại Hồ Thị Tôm Hùm, thời gian này 89 phần 10 là đang dùng cơm, đương nhiên là không phải một người ăn cơm cũng không biết. Hứa Thuần Lương cho rằng chuyện này không bài trừ Hình Văn Hổ bóng rắn trong chén khả năng, bất quá cùng lưu tại nơi này họp, không bằng đi qua nhìn một chút, trợ giúp lãnh đạo bài yêu giải nạn là một cái thuộc hạ thần thánh chức trách. Hứa Thuần Lương nguyên bản không có ý định tướng tiến về truyền hình bài tin tức sự tình nói cho Hình Văn Hổ, nhưng đã Hình Văn Hổ cho mình an bài nhiệm vụ, mình để hắn hỗ trợ đứng đài cũng là nên, thế là tướng bài tin tức sự tình nói, Hình Văn Hổ sảng khoái đáp ứng xuống. Hứa Thuần Lương dựa theo Hình Văn Hổ cho địa chỉ của hắn đi tới Hồ Thị Tôm Hùm, tiệm này cực kỳ sôi động, Hứa Thuần Lương đi vào dạo qua một vòng, quả thật tại lầu 2 thấy được Hình Vĩnh Thanh. Cùng với nàng ngồi cùng một chỗ chính là Mã Trung. Mã Trung thay đổi tối hôm qua đối nàng lạnh lùng, cười rạng rỡ, đang giúp nàng lột tôm. Hứa Thuần Lương cự ly xa trộm chụp hai phát, chỉ sợ lão Hình nhìn thấy cái này ảnh chụp phổi đều phải tức điên, cái này Hình Vĩnh Thanh quả thực là không cứu nổi, tối hôm qua bị đương chúng đánh mặt, hôm nay thế mà còn nguyện ý cùng Mã Trung đi ra ăn cơm, thật không biết nàng bị Mã Trung rót cái gì mê hồn dược. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Mã Trung đứng dậy đi toilet, cũng vội vàng đi theo. Mã Trung ở phía trước vừa đi vừa gọi điện thoại, Lữ tỷ, nàng đáp ứng, ha ha, yên tâm đi, đối nàng ta có đầy đủ tự tin. Mã Trung đi vào nhà vệ sinh nam sau đó tiến đến một người giữ cửa cắm lên, Mã Trung không có gây nên quá nhiều chú ý, một bên giải quần, còn vừa gọi điện thoại, không cần khách khí, ngài có thể tìm ta làm việc là vinh hạnh của ta lại nói, lần này OMMIA phiền phức cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, về sau Lữ tỷ mang ta phát tài liền tốt, ha ha. Mã Trung cúp điện thoại, một cái đại thủ ấn xuống sau gáy của hắn, trực tiếp đem mặt của hắn cho nhấn tại băng lãnh gạch men sứ trên mặt tường, thân thể của hắn hướng về phía trước vừa kề sát, nửa người dưới đều dán tại bồn tiểu tiện bên trên, cảm ứng dòng nước vọt lên hắn một đũng quần, lạnh buốt lạnh buốt. Mã Trung mắng, người đại gia, lời còn chưa dứt, đối phương nắm lên tóc của hắn, về sau kéo một cái, sau đó tướng đầu hắn trùng điệp đâm vào gạch men sứ trên mặt tường, Mã Trung bị đâm đến trời đất quay cuồng. Còn không có làm rõ phía sau là ai, liền đặt mông ngồi xuống, nắm trong tay điện thoại cũng rơi trên mặt đất. Hứa Thuần Lương nhặt lên điện thoại di động của hắn nhắm ngay Mã Trung mặt muốn giải tỏa, có thể thử hai lần không thể thành công, muốn nói cũng trách hắn. Tối hôm qua hai cái tát đem Mã Trung rút thành đầu heo, đến bây giờ còn không có tiêu sưng đâu, vừa mới lại bắt hắn lại đầu gặp trở ngại, lại ra mặt dày cũng không chịu nổi liên tiếp giày vò. Hứa Thuần Lương từ bỏ cố gắng, lạnh lùng nói, mật mã. Đi mẹ nó. Hứa Thuần Lương một tay lấy người này mặt nhấn tại bồn tiểu tiện bên trong, lại lần nữa khởi động cảm ứng xả nước. Mã Trung kêu thảm, tới. Hứa Thuần Lương chế trụ huyệt câm của hắn, một lát sau đem hắn ướt rầm rề đầu ôm ra, mật mã. Mã Trung lần này không dám vi phạm,
thành thành thật thật bàn giao mật mã, Hứa Thuần Lương mở ra điện thoại di động của hắn album ảnh, bên trong đều là một chút khó coi ảnh chụp cùng coi thường nhiều lần. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, lần này nhân tang đều lấy được. Mã Trung nghiến răng nghiến lợi nói, ta là Lan Hoa Môn, thức thời đưa di động trả lại cho ta. Nếu không, Hứa Thuần Lương một thanh đập vào hắn trên ót, Mã Trung cái chán trùng điệp đụng vào bồn tiểu tiện cạnh dưới, tướng gốm sứ đều đụng rách ra, mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, có người chờ đến không kiên nhẫn được nữa, có khỏe hay không a? Hứa Thuần Lương không có phản ứng hắn, móc ra điện thoại di động của mình cho Liễu Thanh Sơn gọi điện thoại, Liễu cảnh sát, ta giúp ngài bắt một cái phần tử phạm tội. Liễu Thanh Sơn nghe xong liền lên tinh thần, cái gì? Ai, địa phương nào? Một. Hứa Thuần Lương nói, khả năng dính đến một cái khổng lồ phạm tội đội, ta đã đem hắn khống chế được, ngài tốt nhất mau chóng đuổi tới. Liễu Thanh Sơn lập tức tinh thần tỉnh táo tốt, ta lập tức dẫn người đuổi tới, người cần phải giúp ta khống chế lại, chú ý an toàn. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, nhìn thấy Mã Trung nằm trên mặt đất, quần cũng không kịp nâng lên liếc một cái, cũng không ra thế nào lớn a, thật không biết Hình Vĩnh Thanh mê luyến hắn cái gì. Mã Trung tay chân giật giật, giống như có tỉnh lại xu thế, Hứa Thuần Lương nhấc chân chiếu vào đầu hắn lại là một chút. Lúc này bành 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 tiếng đập cửa càng ngày càng kịch liệt, bên ngoài chờ lấy vị kia xem ra tính tình cũng không tốt lắm. Hứa Thuần Lương nói, gõ cái gì gõ? Không xong đâu. Người mẹ nó còn chưa ăn no à? Bên ngoài vị kia đã nổi giận. Hứa Thuần Lương nói, đừng nóng vội, không có làm cho ngươi tốt đâu. Bồng, bên ngoài vị kia một cước giữ cửa cho đạp ra, một vị lại cao lại béo tựa như đồ vật vận động viên tráng hán đi vào toilet, nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn cảnh tượng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hứa Thuần Lương nói, nhìn cái gì vậy? Cảnh sát phá án đâu, ra ngoài. Tráng hán kia hung thần ác sát nhìn hắn chằm chằm, cảnh sát không nổi a. Cảnh sát liền có thể chiếm lấy công chúng tài nguyên a. Người cảnh sát chứng đâu? Hứa Thuần Lương cười cười. Tráng hán đi tới, chỉ vào hắn nói, xem xét người nhà chính là lừa đảo, hù ta. Ta mẹ nó. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, bỗng nhiên một cái đấm móc như thiểm điện đánh trúng vào tráng hán cằm. Tráng hán bị hắn đánh cho lảo đảo lui về phía sau, liên tiếp đụng phải mấy cái tới người xem náo nhiệt, Hứa Thuần Lương một quyền liền giải trừ lực chiến đấu của hắn. Hứa Thuần Lương nâng lên ống tay áo xoa xoa mặt, mắng một câu, ngu xuẩn đồ chơi, nước bọt phun ta một mặt. Tiệm cơm hai tên bảo an nghe hỏi chạy tới, hai tên bảo an cộng lại đều hơn 100 tuổi, nhìn thấy trong toilet chiến trận ai cũng không dám tiến lên, thúc giục báo cảnh. Điện thoại vừa cầm lên cảnh sát đã đến, bảo an đều buồn bực. Hiện tại báo cảnh hệ thống đều như thế chí năng rồi. Không cần lên tiếng cảnh sát liền biết bên này tình trạng. Liễu Thanh Sơn mang theo cộng tác tới, tách ra đám người, tiến vào toilet, hai người đều bị tình cảnh trước mắt cho chấn kinh. Liễu Thanh Sơn nói, tình huống như thế nào? Hứa Thuần Lương đem Mã Trung điện thoại ném cho hắn, chính ngài nhìn, bên trong tùy tiện tìm xem đều đủ hắn ngồi xổm mấy năm. Hắn đem mật mã nói cho Liễu Thanh Sơn, đại hắn kia từ dưới đất ngồi dậy đến, cảnh sát đồng chí. Có người giả mạo cảnh sát. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương đứng ở trước mặt mình, hắn dọa đến dừng lại không nói. Hứa Thuần Lương làm cái đút túi động tác, con hàng này phản ứng cũng khá nhanh, nghĩ lầm Hứa Thuần Lương còn muốn đánh mình, tranh thủ thời gian trơn tru nằm xuống giả vờ ngất. Liễu Thanh Sơn nói, mập mạp này tình huống như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, ảnh hưởng công vụ, hư hao người khác tài vật, toilet chính là hắn hư hao. Liễu Thanh Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tất cả đều mang về. Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm, thấy được trong đám người Hình Vĩnh Thanh, Hình Vĩnh Thanh nhìn thấy hắn xoay người rời đi, Hứa Thuần Lương cùng Liễu Thanh Sơn nói một tiếng, Liễu Thanh Sơn biểu thị hắn trước tiên có thể đi, quay đầu điện thoại liên lạc, này lại mà công phu nhìn thấy Mã Trung trong điện thoại di động nội dung, Liễu Thanh Sơn đã ý thức được muốn lập công lớn, Hứa Thuần Lương vạch trần tuyệt đối là đại án. Hình Vĩnh Thanh rời đi tôm hùm quán một đường chạy chậm. Nàng còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ mau rời khỏi nơi này. Hình Vĩnh Thanh, sau lưng truyền đến Hứa Thuần Lương thanh âm. Hình Vĩnh Thanh chạy hai bước, lại xoay người, nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ngươi không muốn đi theo ta, ta sự tình không tới phiên ngươi đã tới hỏi. Hứa Thuần Lương thật không nghĩ quan tâm nàng, sở dĩ tới còn không phải xem ở ba nàng trên mặt mũi, ta không muốn quản ngươi, ngươi có biết hay không Mã Trung người nào. Hắn bình thường đều làm được chuyện gì? Ta không biết, ta cũng không quan tâm.
Hứa Thuần Lương nói, ngươi có phải hay không có nhược điểm gì rơi vào trong tay hắn? Hắn uy hiếp ngươi. Hình Vĩnh Thanh cắn môi một cái, nước mắt tràn mi mà ra. Hứa Thuần Lương một đoán chính là cái này kết quả, thở dài nói, yên tâm đi, cảnh sát đem hắn bắt đi, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn lần này chạy không được, ngươi không cần sợ hãi. Hình Vĩnh Thanh ngồi xổm xuống, che lấy gương mặt im ắng sụt sùi khóc. Hứa Thuần Lương cũng không tốt khuyên nàng, nhưng là cũng không thể cứ như vậy đi ra, Hình Văn Hổ phái mình tới chủ yếu là nghĩ bảo vệ hắn khuê nữ bình an, vạn nhất Hình Vĩnh Thanh xảy ra chuyện gì coi như không nói được, còn tốt Hình Vĩnh Tiến kịp thời chạy tới, lại là Hình Văn Hổ đem sự tình bàn giao cho Hứa Thuần Lương về sau, còn có chút bất an tâm, lại để cho nhi tử đuổi đi qua nhìn một chút. Liễu Thanh Sơn lúc này gọi điện thoại tới, để Hứa Thuần Lương mang Hình Vĩnh Thanh tới cục cảnh sát, bởi vì trong điện thoại phát hiện nàng cùng Mã Trung tin tức ghi chép. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Hình Vĩnh Thanh bộ dáng bây giờ, cảm giác nàng trạng thái tinh thần không quá ổn định, đề nghị vẫn là trước hết để cho nàng về nhà, để tránh tiến một bước kích thích đến nàng, chờ ổn định hỏi lại cũng không muộn. Liễu Thanh Sơn hỏi hắn lúc nào có thể tới, Hứa Thuần Lương nói cho Liễu Thanh Sơn mình chờ một lúc muốn đi truyền hình làm bài tin tức, chờ bài tin tức kết thúc mới có thời gian. Liễu Thanh Sơn cũng không có miễn cưỡng hắn, Hứa Thuần Lương xem như là cảnh sát lập xuống đại công, dù sao Mã Trung đã xa lưới, bên này chứng cứ vô cùng xác thực, trước thẩm lấy lại nói, tiếp xuống có không ít công việc muốn làm, bởi vì dính đến người bị hại đông đảo, vẻn vẹn là thân phận so với liền phải vài ngày. Liễu Thanh Sơn áp Mã Trung về cục cảnh sát trên đường, có cái ghi rõ Lữ tỷ người gọi điện thoại tới, Liễu Thanh Sơn đem điện thoại đưa cho Mã Trung, cảnh cáo nói, phải nên làm như thế nào chính ngươi rõ ràng. Nếu như nói lung tung, ngươi liền làm tốt cả một đời ở bên trong chuẩn bị đi. Mã Trung nhếch môi nở nụ cười, trong kẽ răng đều là vết máu. Liễu Thanh Sơn nhìn người này không vừa mắt, giơ tay tại đầu hắn bên trên vỗ một cái, lúc này mới mở ra miễn đề. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm một nữ nhân, Mã Trung, nói chuyện có được hay không? Mã Trung nhìn Liễu Thanh Sơn một chút, ngài nói. Tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác, gần nhất phong thanh có chút gấp. Bên này đến nhốt mấy ngày. Ngươi an bài các nàng đi trực tiếp căn cứ đi, lúc nào trở về, ta thông chi ngươi. Thành. Đối phương đã cúp điện thoại, Liễu Thanh Sơn lạnh lùng nhìn qua Mã Trung, Lữ tỷ là ai? Lữ Ngọc Mông, OMMIA quản lý. Liễu Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ, lại là OMMIA, xem ra hộp đêm này quả thật có vấn đề lớn, xem ra muốn hướng thượng cấp xin chỉ thị, lập tức đối OMMIA khai thác hành động. Căn bản không cần Liễu Thanh Sơn xin chỉ thị, khoảng cách Mã Trung xa lưới không đến 2 giờ, Bình Hải tỉnh tương quan lãnh đạo liền hướng trong tỉnh hệ thống công an làm ra chỉ thị, vào lúc ban đêm một trận chấn động Nam Giang sấm mùa xuân hành động oanh oanh liệt liệt triển khai. Hành động lần này trọng điểm là Hà Đông tập đoàn tại Bình Hải tất cả sản nghiệp, toàn tỉnh các thị thống nhất hành động lần này tự nhiên cũng ảnh hưởng đến cái khác hành nghề hộp đêm, quán bar, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, vào lúc ban đêm, tại Nam Giang liền có hơn 100 tên nhân viên tương quan bị bắt. Phụ trách OMMIA sự vụ quản lý Lữ Ngọc Mông bị cảnh sát gọi đến hỏi lời nói, sớm đạt được phong thanh Phan Vệ Đông kịp thời bước ra đi ngoại cảnh. Thân là Hà Đông Tổng Giám đốc Phan Thiên Hóa không đi, đến hắn loại này cấp bậc đã sớm phòng ngừa chu đáo sắp xếp xong xuôi hết thảy, kỳ thật coi như xảy ra chuyện cũng không nên lan đến gần nhi tử, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là lâm thời an bài nhi tử rời đi một đoạn thời gian. Liễu Thanh Sơn liếc nhìn hồ sơ cũng không nóng lòng đặt câu hỏi, Lữ Ngọc Mông biểu hiện được cũng có chút bình tĩnh. Song phương đang trầm mặc bên trong vượt qua chừng 5 phút, Liễu Thanh Sơn rốt cuộc nói, có biết hay không ta vì cái gì tìm ngươi qua đây? Lữ Ngọc Mông cười nói, dù sao là không có công việc tốt, có vấn đề gì ngài cứ hỏi, ta cam đoan phối hợp ngài công việc. Mã Trung ngươi biết à? Nhận biết. Quan hệ thế nào? Bằng hữu quan hệ. Liễu Thanh Sơn nhìn Lữ Ngọc được một chút, ngoại trừ đâu? Có hay không trên phương diện làm ăn lui tới? Không có, hắn chính là một cái tiểu lưu manh, chúng ta cấp độ khác biệt. Liễu Thanh Sơn nở nụ cười, khả cư ta nắm giữ tình huống, các người quan hệ trong đó giống như cũng không đơn giản đâu. Lữ Ngọc Mông nói, hắn cái loại người này nói chuyện có thể có mấy phần có thể tin. Liễu Thanh Sơn không lại tiếp tục cùng với nàng vòng vo, bình thường hắn không ít hướng người nơi đó đưa tiểu thư A. Lữ Ngọc Mông nói, cảnh sát, chúng ta OMMIA là làm đang lúc buôn bán, không có phi pháp kinh doanh, không tệ, thật sự là hắn giới thiệu qua một chút nữ hài qua làm việc,
nhưng là công tác của các nàng tính chất đều là hợp pháp, ta cùng hộp đêm chúng ta cũng không có ép buộc qua các nàng xử lý bất luận cái gì phi pháp công việc. Liễu Thanh Sơn nói, người không có ép buộc không có nghĩa là những người khác không có ép buộc, chúng ta tại Mã Trung trong điện thoại di động cùng chỗ ở của hắn phát hiện đại lượng bất nhã ảnh chụp, hắn cùng hắn đội lợi dụng nói yêu thương phương thức lừa gạt người bị hại, thừa cơ vỗ xuống bất nhã chiếu lợi dụng những hình này bắt chẹt áp chế. Lữ Ngọc Mông nháy nháy mắt một mặt vô tội nói, ta thật không biết, nếu như ta biết, ta sẽ không theo dạng này người phát sinh bất cứ liên hệ gì. Liễu Thanh Sơn thần sắc run lên, Lữ Ngọc Mông, người tốt nhất thành thành thật thật giao phó ngươi vấn đề. Hắn tướng một phần Lữ Ngọc Mông cùng Mã Trung ở giữa chuyển khoản ghi chép ném đi ra, ngươi giải thích thế nào? Lữ Ngọc Mông nói, cái này rất bình thường, hắn giúp đỡ giới thiệu khẳng định sẽ có tiền hoa hồng, tựa như xe taxi đem bệnh nhân đưa đến chỉ định bệnh viện có thể cầm trích phần trăm, nghiệp nội quy tắc ngầm, tất cả mọi người làm như thế. Liễu Thanh Sơn nói, Lữ Ngọc Mông ta khuyên ngươi không muốn cãi chảy cãi cối, chúng ta đã nắm giữ đa số người bị hại tư liệu, người bây giờ bàn giao còn kịp, nếu không tội thêm một bậc. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta là trong sạch, Mã Trung Chi là lời nói của một bên, các ngươi không thể chỉ nghe hắn a. Liễu Thanh Sơn nở nụ cười, được, vậy ngươi đi xuống trước, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, người lão bản là Phan Vệ Đông đi, hắn tại chúng ta triển khai hành động trước đó đã xuất cảnh. Đừng nói với ta hắn là bận bịu công vụ, Lữ Ngọc Mông ta còn nhắc nhở ngươi, chuyện lần này không nhỏ, liên quan đến phương diện rất rộng, trong tỉnh đã định ra điệu, muốn triệt tra tới cùng, ngươi liền xem như nghĩ gánh chịu cũng phải ước lượng đo một cái ngươi phân lượng của mình, ngươi đảm đương không nổi. Lữ Ngọc Mông mặc dù còn đang mỉm cười, nhưng là tiếu dung rõ ràng có chút cứng ngắc lại. Liễu Thanh Sơn ra hiệu đem nàng dẫn đi, tiếp lấy lại thẩm vấn Mã Trung. Mã Trung mới vừa từ bệnh viện trở về, hắn thương đến không nhẹ, bộ mặt nhiều chỗ gãy xương, đây là Hứa Thuần Lương lưu thủ, không phải có thể đem hắn đánh chết trong nhà cầu. Mã Trung vừa tiến đến liền hét lên, ta muốn cáo hắn. Liễu Thanh Sơn nói, cáo ai vậy? Hứa Thuần Lương, hắn đối ta bạo lực ẩu đả, đã tạo thành tổn thương tội. Liễu Thanh Sơn nở nụ cười, bây giờ nghĩ tìm kiếm pháp luật bảo vệ. Mã Trung nói, làm gì? Ta cũng là công dân, ta cũng được luật pháp bảo vệ. Liễu Thanh Sơn nói, người đừng khinh nhờn pháp luật hai chữ này, người xứng sao? Mã Trung trực lăng lăng nhìn qua Liễu Thanh Sơn, ta có tổn thương tình chứng minh. Liễu Thanh Sơn nói, có thể chứng minh người thụ thương, nhưng là ai có thể chứng minh người bị đánh? Ngươi! Liễu Thanh Sơn nói, trong toilet không có giám sát lúc ấy rất trượt. Mã Trung nói, người đây rõ ràng là thiên vị hắn. Liễu Thanh Sơn nói, đừng nói nhảm, trước tiên đem ngươi việc của mình nói rõ ràng, tranh thủ cái xử lý khoan dung, đều như vậy, còn không biết nặng nhẹ đâu. Ngươi không chịu nói, Lữ Ngọc Mông đều chịu a, một mình ngươi gánh lấy đi. Ngươi ít hù ta, hù ngươi có kia tất yếu sao? Hiện tại toàn thế giới đều biết lần này sấm mùa xuân hành động là bởi vì ngươi báo cáo, ta nếu là hiện tại đem ngươi cho thả ra, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể hay không xếp hàng hoan nghênh ngươi. Bất quá ta đoán chừng bọn hắn sẽ không cho ngươi tặng hoa. Ngươi hại ta, Mã Trung thanh âm đều run rẩy lên, hắn đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì, hắn luôn mồm mình xuất thân Lan Hoa Môn, nhưng hắn cùng Lan Hoa Môn không có chút quan hệ nào, hắn lần này hành vi sợ rằng sẽ toàn bộ Lan Hoa Môn đều đắc tội. Coi như hiện tại đem hắn thả ra, bên ngoài không biết có bao nhiêu mang theo đao chờ hắn. Liễu Thanh Sơn đốt lên một điếu thuốc, cười tủm tỉm nhìn qua Mã Trung nói, ta thật sự là náo không rõ, Hình Vĩnh Thanh làm sao lại coi trọng ngươi như thế cái rác rưởi đồ chơi. Mã Trung run giọng nói, có phải hay không ba nàng để ngươi làm như thế? Liễu Thanh Sơn nói, ngươi xứng sao? Mã Trung ngẩng đầu nội tâm tại Liễu Thanh Sơn ánh mắt khinh thường hạ sợ run. Lúc này hắn phương mới ý thức tới mình đi một bước ngu xuẩn nhất cờ. Liễu Thanh Sơn nói, người có phải hay không uy hiếp Hình Vĩnh Thanh? Không có, ta không có, ta chỉ là tìm nàng hỗ trợ giải quyết OMMIA hộp đêm bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách sự tình, ta thề, ta là động chi lấy lý hiểu chi lấy tình. Liễu Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, biên, người tiếp lấy cho ta biên. Phan Thiên Hóa nắm lên trên bàn công tác sứ ngựa hung hăng ném xuống đất, sứ ngựa ứng thanh mà nát. Vỡ vụn mảnh sứ vỡ rơi là tả trên đất. Vừa mới nhận được tin tức, bị đột kích kiểm tra không chỉ là Bình Hải tỉnh bên trong vật nghiệp, hiện tại đã lan đến gần nhiều cái tỉnh thị, mà lại rất có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Phan Thiên Hóa tướng hộp đêm nghiệp vụ giao cho nhi tử không lâu, hắn lúc đầu đối với mình bảo bối này nhi tử ký thác kỳ vọng,
nhưng hiện thực lại là hắn liên tiếp đâm rắc rối, sự tình lần này khiến cho quá lớn. Một cái nhỏ vô lại tại OMMIA cửa hộp đêm đem Bình Hải tỉnh văn lữ người phụ trách nữ nhi đánh, đối việc buôn bán của bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, Phan Thiên Hóa vốn định lấy hòa bình thủ đoạn giải quyết vấn đề, nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, sự tình càng đào càng lớn. Phan Thiên Hóa lúc này phương mới ý thức tới mình cuối cùng vẫn là chủ quan. Đứng tại Phan Thiên Hóa bên người trung niên nhân đi một bên tìm đến điều cây chổi cùng ki hốt rác, yên lặng dọn dẹp mảnh sứ vỡ. Phan Thiên Hóa dùng sức đánh hai cái xì gà nói, lão phí, ngươi không vội, quay đầu để nhân viên quét dọn đi làm. Lão phí là huynh đệ của hắn, cũng là hắn trợ thủ đắc lực nhất. Lão phí vẫn không có dừng lại trầm giọng nói, có một số việc vẫn là tự thân đi làm mới yên tâm. Phan Thiên Hóa nói, ta đã sớm nói tận lực ít đụng thiên môn sinh ý, chúng ta Hà Đông phát triển đến nay, phương hướng hẳn là cải biến. Lão phí nói, Vệ Đông cũng là nóng lòng muốn làm ra một phen thành tích cho ngài nhìn, mà lại cái này chút kinh doanh coi như hắn không làm, còn sẽ có người đi làm, chỉ cần chúng ta làm một chuyến này, liền không khả năng tuyệt đối phòng ngừa. Phan Thiên Hóa nói, Lữ Ngọc Mông trong nhà tình huống như thế nào? Lão phí nói, ly hôn, nữ nhi cùng chồng trước cùng một chỗ sinh hoạt, có người ca ca phụ mẫu khỏe mạnh. Phan Thiên Hóa nói, để nàng yên tâm, sự tình trong nhà, công ty sẽ vì nàng an bài tốt. Lão phí nhẹ gật đầu, phi thường rõ ràng Phan Thiên Hóa cũng không phải muốn làm từ thiện, mà là muốn để Lữ Ngọc Mông rõ ràng bán hắn hậu quả. Phan Thiên Hóa lại nói, cái kia nhỏ vô lại cùng Vệ Đông có hay không qua tiếp xúc? Lão phí nói, hẳn không có. Phan Thiên Hóa nói, ta muốn chứng thực chuyện này, để Vệ Đông trong thời gian ngắn không nên quay lại. Lão phí nói, lần này phong ba trong thời gian ngắn sẽ không yên tĩnh, ngài muốn chuẩn bị sẵn sàng. Phan Thiên Hóa nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, cần gấp nhất là tất cả mọi người bình an vô sự. Nhiều năm như vậy, ta sóng gió gì không có trải qua. Lão phí A, tìm người đem tin tức thả ra, liền nói chủ mưu là Hoa Trục Nguyệt. Lão phí gật đầu nói, cái kia Mã Trung cả ngày ở bên ngoài đánh lấy Lan Hoa Môn cờ hiệu giả danh lừa bịp, lần này vừa vặn lợi dụng chuyện này làm văn chương. Phan Thiên Hóa trên mặt cuối cùng có mỉm cười, họa thủy đông dẫn, lợi dụng Lan Hoa Môn đến phân gánh mình đối mặt áp lực là trước mắt nhất biện pháp khả thi. Hứa Thuần Lương chép xong tiết mục ra, nhìn thấy một cỗ màu trắng Porsche 911 ngừng tại cửa ra vào, Hoa Trục Nguyệt liền ngồi ở trong xe chờ lấy. Thu trong lúc đó, Hoa Trục Nguyệt liền cho hắn gọi điện thoại, hẹn gặp mặt hắn. Hứa Thuần Lương đem tình huống nói rõ về sau, lo lắng nàng đợi quá muộn. Vốn định hẹn đến ngày mai nhưng Hoa Trục Nguyệt thế mà tới chờ hắn. Hứa Thuần Lương lên xe, cười nói, Hoa tỷ, muộn như vậy tới tìm ta có phải hay không có việc gấp? Hoa Trục Nguyệt nói, bài tin tức A, gần thành minh tinh. Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, cái nào cùng cái nào A, đi, tìm chỗ ngồi, ta mời ngươi ăn bữa khuya. Hoa Trục Nguyệt nói, Phú Dư Bài Đáng A cách chỗ này không xa. Phú Dư Bài Đáng là bản xứ một nhà có phần có danh tiếng chợ đêm sắp xếp ngăn, chủ đánh tôm đồ nướng, bởi vì giá cả thân dân, mùi vị không tệ, có phần bị dân chúng truy phủng. Đã là trong đêm 10 giờ rưỡi, nơi này vẫn là tiếng người huyên náo. Hoa Trục Nguyệt gọi món ăn thời điểm, Liễu Thanh Sơn cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, hy vọng hắn ngày mai buổi sáng đi trong đám một chuyến, còn có chút thủ tục muốn làm, mấy phần nhận định sách cần hắn ký tên. Hứa Thuần Lương đáp ứng xuống. Hoa Trục Nguyệt nói, bạch bia. Tùy ngươi. Hứa Thuần Lương nhìn một chút rượu đơn, điểm một bình kính phần, kỳ thật tốt nhất là bốn khai quốc duyên, Hứa Thuần Lương ngại món đồ kia thật không có kình. Hoa Trục Nguyệt mắt nhìn thấy hắn hướng trước mặt mình trong ly thủy tinh rót rượu, không chịu được nhắc nhở, ngươi có phải hay không chưa hề không có coi ta là thành nữ nhân. Cũng không biết cho ta ít ngược lại điểm. Hứa Thuần Lương nói, không phải không đem ngươi trở thành nữ nhân, chủ yếu là ngươi quá có nữ nhân vị. Nếu là thời khắc dùng mang sắc ánh mắt nhìn ngươi, ta sợ mình cầm giữ không được. Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười, biết rõ hắn nói đến không nhất định là lời nói thật, nhưng nghe vẫn là dễ chịu. Hoa Trục Nguyệt bưng lên ly pha lê cùng hắn đụng một cái, uống một hớp nói, không có chuyện, có kỷ luật đảng quốc pháp hẹn buộc ngươi. Hứa Thuần Lương uống một hớp nửa chén, ăn khỏa củ lạc nói, trên đời này khắp nơi tràn đầy mâu thuẫn, nữ nhân xinh đẹp, ngươi nếu không nhìn nàng. Nàng cảm thấy ngươi không đủ tôn trọng nàng, lòng tự trọng bị thương tổn, nếu như ngươi sắc mị mị mà nhìn xem nàng, nàng lại phải mắng ngươi lưu manh. Hoa Trục Nguyệt nói, cho nên nắm chắc tốt tiêu chuẩn mới là mấu chốt. Hứa Thuần Lương nói, sai,
gặp được đúng nhân tài là mấu chốt, nữ nhân muốn là ưa thích ngươi, ngươi thấy thế nào nàng, trong nội tâm nàng đều vui lòng, cũng chính là ngoài miệng giả mù sa mưa mắng ngươi chán ghét. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi thật giống như hiểu rất rõ nữ nhân giống như. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Hoa Trục Nguyệt, Hoa Trục Nguyệt thế mà bị hắn thấy có chút mất tự nhiên, ho khan một tiếng nói, ngươi đừng già nhìn ta chằm chằm nhìn. Hứa Thuần Lương nói, kia vẫn là không thể quá đem ngươi trở thành nữ nhân. Tướng lột tốt tôm đặt ở Hoa Trục Nguyệt trong chén. Hoa Trục Nguyệt trong trí nhớ giống như cái này còn là lần đầu tiên có nam nhân vì chính mình lột tôm, không phải mình không đủ xuất sắc, mà là bởi vì người khác không dám. Nàng ý thức được giữa bọn hắn bầu không khí trở nên có chút mập mờ, tranh thủ thời gian chuyển đổi đề tài nói, ta tìm ngươi thật có sự tình, buổi tối hôm nay Bình Hải triển khai sấm mùa xuân hành động. Hà Đông dưới cờ tại Bình Hải tất cả chàng tử đều bị kiểm tra, hơn phân nửa bị cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Cái khác tỉnh thị cũng có sóng cùng, ta đoán chừng loại tình huống này sẽ còn mở rộng. Hứa Thuần Lương nói, chuyện tốt a, Phan Thiên Hóa hai người vốn cũng không phải là vật gì tốt, lúc trước còn cùng Cơ Giai Giai đoạt vị trí đâu, đây chính là chuyển vận báo ứng xác đáng. Tại Hứa Thuần Lương xem ra, Hà Đông bị đối chiếu Hoa Trục Nguyệt không tính chuyện xấu. Dù sao Lam Tinh hiện tại trung tâm kinh doanh đã chuyển di, bọn hắn nhận ảnh hưởng sẽ không quá lớn, chẳng lẽ Hoa Trục Nguyệt sinh ra môi hở răng lạnh nghĩ pháp? Hoa Trục Nguyệt nói, Mã Trung thua tiền, khai ra Lữ Ngọc Mông, Phan Vệ Đông đã đi ngoại cảnh tránh đầu sóng ngọn gió. Hứa Thuần Lương nói, cháu trai này trốn được rất nhanh a. Hoa Trục Nguyệt nói, coi như hắn không trốn, chuyện này cũng chưa chắc có thể lan đến gần hắn, Lữ Ngọc Mông 89 phần 10 sẽ nhận lãnh tất cả tội danh. Hứa Thuần Lương nhìn qua Hoa Trục Nguyệt, ngươi hiểu rõ như vậy nàng. Hoa Trục Nguyệt nói, nàng quá khứ là cùng ta, về sau bị Phan Thiên Hóa đào tới, Lữ Ngọc Mông vẫn rất có năng lực. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đồng tình nàng. Hoa Trục Nguyệt lắc đầu nói, Thuần Lương, Phan Thiên Hóa người kia không đơn giản, bên ngoài bây giờ có không ít tin tức, đều nói Mã Trung cùng Lữ Ngọc Mông là lan hoa môn người. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, hắn là muốn họa thủy đông dẫn a. Hoa Trục Nguyệt nói, tóm lại trong khoảng thời gian này sẽ không quá bình, ta cuối tuần dự định xuất ngoại xử lý một ít chuyện, Dài Dài bên kia, ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Hứa Thuần Lương nói, nàng không phải có nhiều như vậy bảo tiêu sao? Ta làm sao chiếu cố? Hoa Trục Nguyệt nói, nàng hiện tại cả ngày cùng đám kia người nước ngoài khắp nơi quậy, dạng này phong hiểm rất lớn, ta muốn cho nàng đi thụ nhân đọc sách, ngươi là sư phụ nàng nghe lời ngươi. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười nói, mới là lạ. Bất quá, ta có thể thử một chút. Hoa Trục Nguyệt nói, người cũng phải cẩn thận nhiều hơn, lần này Hà Đông tổn thất nặng nề, Phan Thiên Hóa người kia có thù tất báo, Mã Trung bởi vì ngươi mà xa lưới, chuyện này là không gạt được, Phan Thiên Hóa khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta liền sợ hắn không đến. Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, Thuần Lương, ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng là ngươi dù sao đơn thương độc mã, tổng không có cách nào chiếu cố thời điểm, Phan Thiên Hóa thủ hạ dân liều mạng không ít, mà lại người này làm việc không nói giang hồ quy củ, cái gì thủ đoạn hèn hạ đều xử được, đây cũng là mấy năm gần đây Hà Đông có thể cấp tốc phát triển lớn mạnh nguyên nhân. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Hoa Trục Nguyệt hắn phi thường minh bạch. Đối Hình Văn Hổ một nhà tới nói, hôm nay cũng là khó chịu nhất thời gian, Hình Vĩnh Thanh sau khi về nhà không ăn không uống, tướng mình khóa trong phòng. Ban đêm lúc 11 giờ, Hình Văn Hổ cuối cùng gõ cửa phòng. Hình Vĩnh Thanh con mắt đỏ ngầu nhìn qua hắn. Hình Văn Hổ duỗi tay vuốt ve một chút nữ nhi tóc, ôn nhu nói, đói bụng không? Cha vừa cho ngươi hạ một bát mì dương xuân, ta đi cấp ngươi bưng tới a. Cha, Hình Vĩnh Thanh nhào vào phụ thân trong ngực ôm thật chặt hắn. Hình Văn Hổ vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ nhi bả vai, đừng sợ, có cha ở đây, không có gì khảm qua không được. Hình Văn Hổ cực hận Mã Trung kia bọn tạp chủng, từ cảnh sát nơi đó đạt được tin tức để hắn không rét mà run, nếu như Mã Trung tướng những hình kia tung ra ngoài, nữ nhi chỉ sợ chỉ có một con đường chết, lần này may mắn Hứa Thuần Lương xuất thủ kịp thời, cứu vãn nữ nhi, cũng bảo toàn hắn mặt mũi. Hứa Thuần Lương sáng sớm hôm sau đi tìm Liễu Thanh Sơn, Liễu Thanh Sơn lần này đối với hắn rõ ràng khách khí rất nhiều, cũng không có đối với hắn tiến hành thông lệ hỏi thăm, trực tiếp tướng chuẩn bị xong mấy phần văn kiện đưa cho hắn. Để hắn ở phía trên ký tên. Ra ngoài cẩn thận, Hứa Thuần Lương vẫn là nhìn một chút. Liễu Thanh Sơn nói, làm sao, còn không tin được ta à? Hứa Thuần Lương nói, ta ngay cả mình cũng tin không nổi, đừng nói là ngươi.
Liễu Thanh Sơn nở nụ cười, cẩn thận một chút là công việc tốt, bất quá ngươi làm việc có phải hay không có chút thô bạo a? Mã Trung gương mặt kia nhiều chỗ gãy xương nếu như chăm chú truy cứu tới. Hứa Thuần Lương nói, loại kia không cần mặt mũi người muốn xương cốt làm gì. Hắn truy cứu, ngươi để hắn truy cứu cái thử một chút. Liễu Thanh Sơn nói, ngươi có phải hay không trước đó liền quan sát tốt địa hình rồi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có phải hay không ghi âm rồi. Hai người ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, đồng thời nở nụ cười, Liễu Thanh Sơn dùng ngón tay điểm Hứa Thuần Lương, ngươi a, lòng tiểu nhân. Hứa Thuần Lương nói, ta nhưng không mang theo mắng chửi người. Liễu Thanh Sơn đứng dậy cầm chai nước cho hắn, cho ngươi cái lời khuyên, cùng phần tử phạm tội làm đấu tranh sự tình vẫn là giao cho chúng ta cảnh sát, chúng ta làm sao chấp pháp cũng không có vấn đề gì, ngươi không có quyền chấp pháp a, ta là vì ngươi tốt, ngươi sẽ không mỗi lần đều gặp may mắn. Nếu như lần trước kia hai người không phải đột nhiên chết, người cái kia phòng vệ chính đáng nói không chừng liền qua cầm cố, còn có lần này, cái kia mập mạp trêu chọc ngươi, ngươi một quyền để người ta đem thả đổ vào địa. Hứa Thuần Lương nói, hắn đạp cửa tiến đến, ta cho là hắn là phần tử phạm tội đồng bọn đâu. Liễu Thanh Sơn chép miệng, Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua suốt cảnh ghi chép, Liễu Thanh Sơn cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi, hai người cũng coi là tâm hữu linh tê, đồng thời cười ha hả. Hứa Thuần Lương sau khi xem xong, ở phía trên ký tên, Liễu đội, ta có hay không có thể về Đông Châu rồi. Liễu Thanh Sơn nói, tạm thời còn không được, Lữ Phương Niên cùng Hoàng Dũng sự kiện kia còn không có điều tra xong, lưu ngươi tại Nam Giang cũng là bởi vì kia vụ án, ngươi bây giờ ký tên chính là hôm qua tại Tôm Hùm Quán. Hứa Thuần Lương nói, thật phiền phức. Liễu Thanh Sơn nói, ta đều không có ngại làm phiền ngươi ngại phiền toái, ngươi đến Nam Giang vẫn chưa tới một tuần lễ liền chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh. Hẳn là nói như vậy, người mỗi lần tới Nam Giang đều phải chỉnh ra chút động tĩnh. Hứa Thuần Lương nói, không tệ ta à, các người Nam Giang công an có phải hay không hẳn là nghĩ lại một chút, vì cái gì tỉnh thành tỷ lệ phạm tội cao như vậy. Liễu Thanh Sơn nói, người nói như vậy ta nhưng phải cùng ngươi nói dóc, chúng ta Nam Giang chỉ an tại cả nước đều đứng hàng đầu, người đi đến chỗ nào liền phạm tội tỷ lệ cao, người thế nào không nghĩ lại một chút chính mình vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, Liễu đội, ngươi làm cảnh sát nói chuyện đến phụ trách, ngươi nói như vậy có thể sẽ ảnh hưởng ta chính trị tiền đồ. Liễu Thanh Sơn nói, dẹp đi đi, liền ngươi còn chính trị tiền đồ, ta liền chưa nghe nói qua có ai dựa vào nắm đấm đánh ra chính trị tiền đồ. Hứa Thuần Lương nói, chính quyền tạo ra từ báng súng, quyền đầu cứng mới là chân lý, các ngươi nghĩ để cao phá án suất, nhất định phải làm được hai điểm này. Ngươi còn bắt đầu dạy dỗ ta. Hứa Thuần Lương nói, không phục a. Không phục hai ta trên bàn rượu phân cao thấp, đi uống rượu. Liễu Thanh Sơn nói, ta sợ ngươi. Hôm nay không được, ngày mai, trời tối ngày mai ta mời, ta phải trước đó báo cáo chuẩn bị một chút. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, thành, ta hôm nay buông tha ngươi. Liễu Thanh Sơn vui tươi hớn hở tiễn hắn đi ra ngoài, lần này lập xuống đại công may mắn mà có Hứa Thuần Lương, mời người ta dừng lại là hẳn là, đến đi ra bên ngoài, Liễu Thanh Sơn nhớ tới một sự kiện, đúng rồi. Hình bí thư bên kia chúng ta cũng không tốt thúc, người giúp ta đã hiểu tìm hiểu tình hình. Hứa Thuần Lương nói, Liễu đội, người lớn bao nhiêu? Liễu Thanh Sơn sửng sốt một chút, không biết cùng mình niên kỷ có quan hệ gì, 39A. Cấp bậc, chính khoa. Hứa Thuần Lương nói, 39 mới chính khoa, người cái này rõ ràng là chính trị ngộ tính không đủ A. Liễu Thanh Sơn biết mình phương diện này có chút rơi ở phía sau. Ho khan một tiếng nói, chủ yếu là ta thích phần công tác này, bỏ qua mấy lần thăng chức cơ hội. Hứa Thuần Lương nói, ta bảo ngươi âm thanh Liễu ca, ta vẫn là đừng mạo xưng là trang hảo hán, nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình không phải cái gì mất mặt sự tình, ngươi vừa rồi để cho ta đi thúc hình bí thư chuyện này, liền đầy đủ ngươi chính trị trí tuệ. Ta chính trị trí tuệ thế nào? Liễu Thanh Sơn trợn tròn một đôi mắt, hắn không có cảm thấy có mao bệnh a. Hứa Thuần Lương nói, có một số việc một khi ghi lại trong danh sách rất có thể sẽ trở thành trong lòng vĩnh viễn bóng ma, cá nhân ta cảm thấy a, Hình Vĩnh Thanh cùng vụ án này quan hệ không lớn, nàng cùng Mã Trung là quan hệ yêu đương, năm nhẹ nữ hải ai không gặp được hơn mấy thứ cặn bã nam a, yêu đương cũng không cần ghi lại trong danh sách a. Tại Hứa Thuần Lương dẫn dắt dưới, Liễu Thanh Sơn giống như có chút minh bạch thế nhưng là. Hứa Thuần Lương nói, ta đoán chừng hình bí thư cũng nghĩ như vậy. Liễu Thanh Sơn hiện tại tính là hoàn toàn nghe hiểu, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hình bí thư khẳng định không muốn chuyện này bị tuyên dương ra ngoài,
mà lại Hình Vĩnh Thanh cùng Mã Trung quan hệ trong đó hoàn toàn chính xác cùng cái khác người bị hại không giống, Mã Trung lá gan còn không có lớn đến uy hiếp lợi dụng Hình Vĩnh Thanh kiếm tiền tình trạng. Điểm này đang thẩm vấn hỏi bên trong Mã Trung cũng thừa nhận, hắn đối Hình Vĩnh Thanh không có phạm pháp, coi như chụp mấy tấm hình cũng là tại Hình Vĩnh Thanh đồng ý tình huống dưới. Liễu Thanh Sơn nói, chuyện này ta phải xin phép một chút lãnh đạo. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, xin chỉ thị trước đó làm tốt bị mắng chuẩn bị. Liễu Thanh Sơn nhìn qua Hứa Thuần Lương đi xa dùng sức gãi đầu một cái, tốt như chính mình chính trị giác ngộ hoàn toàn chính xác có vấn đề, khó trách không thăng nổi đi. Văn lữ hội nghị mở xong, tổ chức phương cũng sẽ không tiếp tục cung cấp miễn phí dừng chân, Hứa Thuần Lương một lần nữa mua khách sạn, lần này lựa chọn đi Chiêm Ái Hoa mở Thanh Hoài Tiểu Trúc. Hiện tại Chiêm Ái Hoa trên cơ bản đem sinh ý đều giao cho nhi tử Chiêm Thiên Hàng, đoạn thời gian gần nhất Chiêm Ái Hoa đều tại Nguy Sơn Đảo, tự mình giám sát suối nước nóng khách sạn công trình. Chiêm Thiên Hàng tiếp vào Hứa Thuần Lương điện thoại lập tức an bài cho hắn đến thỏa đáng. Hứa Thuần Lương nhìn thấy cái này độc môn độc viện biệt thự cảm giác có chút khoa trương, Thiên Hàng, ngươi làm như vậy, ta đi công tác phụ cấp không đủ à. Chiêm Thiên Hàng cười nói, đến ta chỗ này ở không cần bỏ ra tiền. Ta cũng không phải hối lộ ngươi a, phòng này bình thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta ngẫu nhiên ở. Nhân viên phục vụ tướng hành lý cất kỹ, Hứa Thuần Lương nói, ta đoán chừng phải ngốc cái 3-5 ngày. Chiêm Thiên Hàng nói, nghĩ ở bao lâu, ngươi sân khấu đăng ký thời điểm, ta đã sắp xếp xong xuôi, về sau ngươi chỉ muốn làm thủ tục vào ở đăng ký, toàn bộ miễn phí. Hứa Thuần Lương nhìn qua Chiêm Thiên Hàng không thể không thừa nhận. Chiêm Thiên Hàng tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện làm tốt lắm, cái này cũng người chứng minh nhà Chiêm Ái Hoa dạy con có phép, hắn trêu chọc nói, vậy ta về sau há không phải là không có tư ẩn có thể nói. Chiêm Thiên Hàng cười nói, yên tâm, người về sau mang cô nương tới, ta quyền đương không biết. Nam nhân cùng một chỗ, lập tức liền có thể tìm tới cộng đồng ác thú vị, hai người cười lên ha hả. Chiêm Thiên Hàng cũng không có ở lâu, người nghỉ ngơi trước, đêm nay đừng an bài chuyện khác. Ta cho ngươi đón tiếp. Hứa Thuần Lương nói, không cần như vậy long trọng. Chiêm Thiên Hàng nói, nhất định phải, ta đi Nguy Sơn Đảo, Hứa Trấn trưởng đối ta thế nhưng là long trọng tiếp đãi, còn có a, ta vừa vặn cùng ngươi nói chuyện văn lữ phương diện khả năng hợp tác. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, được. Chiêm Thiên Hàng cùng hắn nắm tay, đúng rồi, ngươi Nam Giang nếu là có những bằng hữu khác cùng một chỗ mời đi theo, giúp ta phát triển một chút quan hệ xã hội. Hứa Thuần Lương phát hiện Chiêm Thiên Hàng thật đúng là thông minh, ân tình đều đưa đến khéo như thế diệu. Lúc đầu hắn ban đêm nghĩ mời Tô Tình ăn cơm, lần này Nam Giang văn lữ bên trên tỉnh vệ thị bài tin tức nhờ có Tô Tình hết sức giúp đỡ, cũng mượn lần này cơ hội giúp nàng ép một chút. Hứa Thuần Lương lại đem Hình Vĩnh Tiến cặp vợ chồng kêu lên, không có gọi Hình Văn Hổ nguyên nhân cũng là cân nhắc đến hắn hai ngày này tâm tình không tốt. Lúc xế chiều Hình Văn Hổ nhận được công an cơ quan điện thoại. Hướng hắn thông báo tình tiết vụ án tiến triển, đương nhiên chủ yếu là hướng hắn nói rõ cùng Hình Vĩnh Thanh tương quan bộ phận. Hình Văn Hổ sau khi nghe xong, đối lần này thông báo phi thường hài lòng, cúp điện thoại, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, phụ trách lần này bản án cảnh sát gọi Liễu Thanh Sơn, cái này năng lực cá nhân có thể, mà lại đầu não phi thường thanh tình, về sau nhất định phải đưa ra khen ngợi. Lúc này Hình Vĩnh Tiến đi vào bên cạnh hắn, thận trọng nói cha. Hình Văn Hổ nhẹ gật đầu, có việc. Hình Vĩnh Tiến nói, ban đêm Hứa Thuần Lương mời chúng ta cặp vợ chồng ăn cơm, ngài nói ta có đi hay là không? Hình Văn Hổ nói, vì cái gì không đi, tiểu Hứa người như vậy có thể kết giao. Hình Vĩnh Tiến gật đầu nói, được, ban đêm ta nhiều kính hắn hai chén, hướng hắn biểu thị cảm tạ. Hình Văn Hổ nhướng mày, Vĩnh Tiến a, có câu chuyện cũ kể thật tốt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, người ta không đề cập tới, ngươi liền không nên chủ động nhắc lên. Hình Vĩnh Tiến có chút mê võng nhìn qua phụ thân, nghĩ một hồi, mới nghĩ thấu đạo lý trong đó, phụ thân là không muốn nhắc lại chuyện này, tranh thủ để muội muội sự tình chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nếu như cái này sự tình mở rộng, đối muội muội là một loại sâu nặng tổn thương, đối bọn hắn nhà danh dự cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, mặc dù bọn hắn là người bị hại, nhưng bây giờ xã hội này chân chính có đồng tình tâm người chỉ sợ không nhiều. Hình Vĩnh Tiến nói, tiểu Hứa bên kia có phải hay không nói với hắn một tiếng. Hình Văn Hổ nói, tuổi của hắn mặc dù so ngươi nhỏ, nhưng là hắn cân nhắc sự tình so ngươi chu đáo, ngươi về sau nhiều cùng hắn học tập lấy một chút. Hình Vĩnh Tiến minh bạch, đây chính là không cần nói, người ta Hứa Thuần Lương cái gì đều hiểu. Tô Tình cũng là lần đầu tiên đến Thanh Hoài Tiểu Trúc,
nhìn thấy khách sạn trùng tu phong cách rất có kinh diễm chi cảm. Hứa Thuần Lương mang theo Tô Tình đi vào trăng sáng sảnh thời điểm, lại đến phiên người khác kinh diễm. Chiêm Thiên Hàng nhận biết Tô Tình, hừm, cái này không phải chúng ta truyền hình người chủ trì sao? Tô Tình hướng hắn thận trọng cười một tiếng, Chiêm Tổng tốt. Chiêm Thiên Hàng nói, Tô Tiểu Thư đúng không, hoan nghênh đến bản điếm, còn xin nói thêm quý giá ý kiến. Hình Vĩnh Tiến cùng Tô Minh Tú gặp vợ chồng cũng đến chưa bao lâu, bọn hắn cùng Tô Tình đều là gặp mặt qua, Tô Tình cùng Tô Minh Tú ngồi cùng một chỗ, hai người hàn huyên. Hình Vĩnh Tiến nhìn thấy Hứa Thuần Lương về sau, phát hiện hắn đối muội muội sự tình quả nhiên không nhắc tới một lời, phụ thân không có nhìn lầm, Hứa Thuần Lương người này cân nhắc sự tình phi thường chu đáo. Tới lần cuối đến một vị là Chiêm Thiên Hàng mời khách nhân, hắn biết Hứa Thuần Lương an bài hai nam một nữ tới về sau, mình mời một vị bạn gái tiếp khách. Chiêm Thiên Hàng tướng vị này san san tới chậm bằng hữu giới thiệu cho mọi người nhận biết, đủ thoải mái, bạn học chung thời đại học của ta, hiện tại Hà Đông tập đoàn phụ trách bộ phận đầu tư. Hứa Thuần Lương nghe được Hà Đông tập đoàn lập tức nhấc lên tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy vị này tề sảng có được có thể so với người mẫu thân cao, tướng mạo có chút Âu Mỹ hóa, già dặn không mất vũ mị. Xem ra sẽ không vượt qua 30 tuổi, còn trẻ như vậy liền tốt nghiệp bác sĩ, đoán chừng cùng mình một dạng đi đường tắt. Hứa Thuần Lương từ khi bên trên Europa Thương học viện, đối trình độ có toàn nhận thức mới, trên thế giới này bất luận cái gì học vị cũng có thể thao tác. 1. Tề sảng cùng Tô Tình, Tô Minh Tú từng cái nắm tay, lại hướng Hứa Thuần Lương cùng Hình Vĩnh Tiến gật đầu ra hiệu, cử chỉ phi thường vừa vặn. Tô Minh Tú nói, Chiêm Tổng, các ngươi là. Tề sảng nói, bằng hữu. Một câu dẫn tới tất cả mọi người nở nụ cười, những người khác cười là cảm thấy không có đơn giản như vậy. Chiêm Thiên Hàng mình cười là bởi vì bọn họ xác thực là bằng hữu, hắn mời mọi người nhập tọa. Thanh Hoài Tiểu Trúc phòng ăn vừa mới tiến hành thăng cấp cải tiến, Hứa Thuần Lương lần trước tới thời điểm vẫn là trà yến chủ đề, thức ăn hôm nay đồ ăn đổi thành hoài dương gió, sò đi lên rõ ràng tiếp địa khí, liền tôm đều lên bàn. Cũng không phải Chiêm Thiên Hàng đối đãi khách nhân không đủ coi trọng, mà là hắn trà yến tại hiện thực trước mặt cao siêu quá ít người hiểu, kinh thương người cuối cùng còn phải hướng tiền tài cúi đầu. Hình Vĩnh Tiến đối đồ ăn khẩu vị khen không dứt miệng, chỗ ở của hắn cách nơi này không xa, thế mà không biết có nhà này bảo tàng khách sạn. Chiêm Thiên Hàng nói, Hình tiên sinh về sau có thời gian thường đến, chỉ cần nói trước một tiếng, ta khẳng định an bài đúng chỗ. Hình Vĩnh Tiến cười nói, tranh thủ đi, ta lập tức đi ngay Đông Châu, khi nào về tổng bộ còn không biết đâu. Chiêm Thiên Hàng biểu thị bọn hắn tập đoàn trước mắt cũng tại khai thác Đông Châu thị trường. Ở vào Nguy Sơn đảo suối nước nóng khách sạn chính đang trong quá trình kiến thiết. Hình Vĩnh Tiến nói, nếu như Chiêm Tổng có cho vay phương diện yêu cầu có thể tìm ta liên hệ. Chiêm Thiên Hàng thế mới biết Hình Vĩnh Tiến là tiến đến phụ trách Nam Giang Ngân hàng Đông Châu chi nhánh ngân hàng hoạt động tín dụng nghiệp vụ, mặc kệ sinh ý làm bao lớn đối cho vay đều là có nhu cầu. Hình Vĩnh Tiến bị phái đi Đông Châu, khẳng định gặp phải phát triển nghiệp vụ nhu cầu, hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Tề sảng cũng chủ động tăng thêm Hình Vĩnh Tiến WeChat. Hứa Thuần Lương cố ý nói, Tề tiểu thư, Hà Đông tập đoàn cũng là xử lý khách sạn nghiệp sao. Tề sảng cười nói, khách sạn cũng là Hà Đông tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ một trong, công việc của ta cũng không liên quan đến cụ thể quản lý, lệ thuộc vào công ty bộ tài vụ. Nàng chuyển hướng Hình Vĩnh Tiến nói đến công việc của ta tính chất cùng Hình tiên sinh có chút cùng loại, đều là thuộc về đầu tư. Hình Vĩnh Tiến nói, hoạt động tín dụng cùng đầu tư kỳ thật có chút cùng loại. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, nếu như Hình Vĩnh Tiến biết Hà Đông bối cảnh hẳn là liền sẽ không như thế nói, Hà Đông đầu tư yêu cầu hồi báo khẳng định so với bọn hắn muốn cao hơn nhiều, vị này Tề tiểu thư chưa chừng chính là thả lãi nặng vay. Quan sát Chiêm Thiên Hàng cùng Tề sảng ở giữa hỗ động, hẳn là chỉ là bằng hữu bình thường, bất quá Tề sảng bối cảnh vẫn là đưa tới Hứa Thuần Lương cảnh giác. Chiêm Thiên Hàng bản thân xử lý khách sạn ăn uống nghiệp, đối Đông Châu đồ nướng gần đây nhiệt độ tự nhiên chú ý, hắn dự định dựng cái này sóng đi nhờ xe, tại Nam Giang làm cái Đông Châu đồ nướng tiết, còn muốn mời Đông Châu văn lữ cục hỗ trợ nhất vừa nhất cố kiệu, bởi vì cái gọi là sư xuất nổi danh. Hứa Thuần Lương hơi chút suy nghĩ sẽ đồng ý Chiêm Thiên Hàng thỉnh cầu, Chiêm Thiên Hàng ý nghĩ chẳng khác gì là tại Nam Giang làm cái phân hội trận, cũng chẳng khác gì là trợ giúp bọn hắn Đông Châu làm tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng. Loại này lưỡng toàn tề mỹ sự tình cớ sao mà không làm. Tề sảng hướng Tô Tình nói, Tô tiểu thư đi qua Đông Châu sao? Tô Tình mỉm cười nói, ta chính là Đông Châu người,
tại Đông Châu còn công việc qua một đoạn thời gian. Tề Sảng nói, ta chỉ là ngồi xe đi ngang qua, còn không có đi Đông Châu chơi qua. Chiêm Thiên Hàng nói, chờ ta bên kia suối nước nóng khách sạn khai trương, hoan nghênh ngươi đi chỉ đạo công việc. Tề Sảng cười nhẹ nhàng nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, không biết Hứa trấn trưởng có hoan nghênh hay không. Hứa Thuần Lương nói, ta đang định hoan nghênh đâu, nhưng nói đều bị Chiêm Tổng cho nói xong. Tô Tình nói, ngươi yên tâm, Hứa trấn trưởng nhất hoan nghênh chính là mỹ nữ. Đám người đồng thời nở nụ cười. Rượu đến uống chưa đủ đô, Tề Sảng đứng dậy đi gian phòng cách vách, nàng có vị bằng hữu vừa vặn cũng ở nơi đây ăn cơm, cho nên đi qua kính một chén rượu. Tề Sảng rời đi về sau, Hứa Thuần Lương nói, Chiêm Tổng, các ngươi. Chiêm Thiên Hàng nói, bằng hữu, thật là bằng hữu, người ta có bạn trai, ta đêm nay chính là lâm thời mượn dùng, không phải các ngươi khi đi hai người khi về một đôi, ta một người nhiều xấu hổ tịch mịch. Tô Tình nói, ngài nhưng đừng nói như vậy, ta cùng Hứa trấn trưởng cũng là bằng hữu. Chiêm Thiên Hàng cười nói, đúng, tất cả mọi người là bằng hữu. Hình Vĩnh Tiến nói, sự vật đều là không ngừng phát triển biến hóa, hai chúng ta lỗ hổng ngay từ đầu cũng là từ bằng hữu phát triển tới. Tô Minh Tú nói, đúng, từ bằng hữu phát triển thành cặp vợ chồng, hiện tại lại từ cặp vợ chồng biến thành bằng hữu. Chiêm Thiên Hàng cười nói, nghe tẩu tử kiểu nói này, ta cảm giác kết hôn đều có chút dư thừa. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, kỳ thật không cần quan tâm tình thế, cùng một chỗ vui vẻ là được rồi. Mấy người nghe hắn nói như vậy đồng thời nhìn về phía Tô Tình có chút xấu hổ, đều nhìn ta làm gì. Kỳ thật Hứa Thuần Lương lời này cũng không sai a. Lúc này có người gõ cửa một cái, lại là Tề Sảng trở về, cùng hắn cùng đi đến còn có một vị. Hứa Thuần Lương làm sao cũng không nghĩ tới người này lại là Kiều Như Long, Tề Sảng thế mà cùng Kiều Như Long nhận biết, hơn nữa còn tiết lộ mình ở chỗ này ăn cơm tin tức. Hứa Thuần Lương mới không tin trên thế giới này sẽ có kia nhiều trùng hợp, nhắc tới trong đó không có tận lực an bài hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Hứa Thuần Lương đứng lên nói, Long ca, người cũng tại a. Những người khác không biết Kiều Như Long, liền Chiêm Thiên Hàng vị này chủ quán cơm cũng không biết Kiều Như Long thân phận, là Tề Sảng để hắn chuẩn bị một cái nhất căn phòng tốt, nàng giới thiệu bạn bè tới dùng cơm, bằng hữu giúp đỡ sinh ý sự tình tại ăn uống nghiệp bên trong rất phổ biến, bởi vì Tề Sảng trước đó đã thông báo, Chiêm Thiên Hàng cũng không có lộ diện quấy rầy. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương trịnh trọng như vậy đứng dậy, những người khác ý thức được Kiều Như Long thân phận không phải bình thường, cũng đồng thời đứng lên. Kiều Như Long lạnh nhạt cười nói, mọi người ngồi, ta nghe nói Thuần Lương tại, cho nên tới cùng hắn lên tiếng kêu gọi, như vậy đi, ta không nhiều quấy rầy, bồi mọi người uống một chén rượu liền đi qua, ta uống trước rồi nói. Kiều Như Long làm chén rượu kia. Hứa Thuần Lương nói, đến đều tới, tọa hạ tâm sự. Kiều Như Long cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không cần, ta còn có khách nhân trọng yếu, tối nay là ta làm chủ không thể thất lễ, các ngươi bàn này coi như ta. Tề Sảng cười nói, Kiều ca, người ta Chiêm Tổng là chủ tiệm. Chiêm Thiên Hàng vội vàng nói, ta đến an bài, ta đến an bài. Kiều Như Long nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, hướng Hứa Thuần Lương nói, ta đi qua a không quấy rầy các ngươi. Trước khi đi, hướng Tô Tình nhìn thoáng qua. Tô Tình cũng không rõ ràng người này là ai, nhưng là luôn cảm thấy ánh mắt của hắn tựa hồ mang theo một loại nào đó uy áp. Kiều Như Long rời đi về sau. Chiêm Thiên Hàng hướng Tề Sảng nói, người cũng không có giới thiệu một chút. Tề Sảng cười nói, hắn là đến tìm Hứa trấn trưởng, ta còn tưởng rằng Hứa trấn trưởng sẽ giới thiệu đâu. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ giới thiệu cái giám a Kiều Như Long căn bản xem thường ngươi, hắn cười tủm tỉm nhìn qua Tề Sảng, thầm mắng, giới nương môn không phải người tốt đâu, đêm nay chàng diện này nên không phải nàng cố ý làm cục, để tương lai đại cứu ca vừa vặn đụng vào mình cùng Tô Tình ăn cơm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mình cùng Tô Tình cũng không làm gì khác người sự tình, cùng một chỗ ăn bữa cơm làm gì. Hắn không phải cũng có Tề Sảng loại tâm cơ này biểu bằng hữu khác phái. Tề Sảng nói, Hứa trấn trưởng, ta cũng không biết cùng Kiều Tổng nhận biết, vừa rồi hắn hỏi ta với ai cùng nhau ăn cơm, ta liền nói Đông Châu mấy người bằng hữu, hắn hỏi là ai. Ta liền đem tên của ngươi nói, nghĩ không ra hắn lập tức liền theo tới rồi, ngươi cùng Kiều Tổng đến cùng quan hệ thế nào a? Hứa Thuần Lương nói, ta không có quan hệ gì với hắn, muội muội của hắn là bạn gái của ta. Hình Vĩnh Tiến bị vừa uống đến miệng bên trong một miệng trà cho bị sặc, xoay mặt đối góc tường kịch liệt ho khan vài tiếng, đừng nói là hắn, liền lão bà hắn Tô Minh Tú cũng là phá lệ kinh ngạc,
vốn cho rằng Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình là một cặp đâu, nguyên lai Hứa Thuần Lương có bạn gái, cái kia còn mang theo Tô Tình khi đi hai người khi về một đôi, tiểu tử này là không phải có chút cặn bã à. Chiêm Thiên Hàng biết Mai Như Tuyết sự tình, nhưng là hắn cũng không biết Kiều Như Long là Mai Như Tuyết ca ca, cười nói, trách không được, ta rất ít nhìn thấy Hứa Trấn Trưởng biết điều như vậy đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, ta từ nhỏ liền hiểu lễ phép, đến, chúng ta tiếp tục uống. Ngoại trừ Kiều Như Long nửa đường khúc nhạc dạo ngắn, đêm nay trò chuyện phi thường vui sướng. Hình Vĩnh Tiến dựa theo phụ thân chỉ thị toàn bộ hành trình đều không có hướng Hứa Thuần Lương biểu đạt cảm ơn. Ban đêm rời đi thời điểm, hắn cùng thê tử cùng đi trở về. Hứa Thuần Lương cùng hắn tại cửa chính phân biệt, Hình Vĩnh Tiến cùng hắn nắm tay nói, chờ ta đi Đông Châu, hai anh em ta mới hảo hảo tâm sự. Hứa Thuần Lương minh bạch hắn ý tứ, nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của hắn. Hứa Thuần Lương cùng Chiêm Thiên Hàng tề sảng nói một tiếng, hắn đưa Tô Tình trở về. Chiêm Thiên Hàng đã hỗ trợ gọi tốt xe. Ô tô khởi động về sau, Tô Tình mới nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Hứa Thuần Lương cười nói, có cái gì tốt phiền phức. Tô Tình thở dài nói, hắn sẽ không nói lung tung đi. Hắn không có nhàm chán như vậy. Hứa Thuần Lương nhớ tới tại Tế Châu thời điểm, Kiều Như Long tại Chu Nhân Hòa Linh đường trước cùng chính mình nói kia lời nói, xem ra hắn đối với mình sở tác sở vi cũng không hài lòng. Muốn nói hai người nhận biết thời gian đã không ngắn, Kiều Như Long người này rất có lòng dạ, nhưng một mực đối với mình khá lịch sự. Tô Tình nói, ngươi yên tâm đi, có cần ta có thể ở trước mặt hướng Mai Như Tuyết giải thích. Hứa Thuần Lương nói, giải thích cái gì? Có thể giải thích rõ ràng liền căn bản không có giải thích tất yếu, giải thích không rõ ràng, ngươi lại giải thích cũng vô dụng, nàng không có nhỏ nhen như vậy. Tô Tình nhẹ gật đầu ta, làm sao đều có thể. Nói xong nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua ngoài cửa sổ. Hứa Thuần Lương trong lòng làm sao không rõ nàng ý tứ, có chút hơi cảm động, bất quá hắn cũng không có trả lời, giả ra không nghe thấy Tô Tình nói cái gì. Xe tiếp tục tại phố dài bên trong tiến lên, đèn đường màu quýt chỉ riêng xuyên thấu qua cửa sổ xe khi thì lướt qua Tô Tình mỹ lệ khuôn mặt, nàng nhìn thấy cửa sổ xe bên trong cái bóng, thấy được mình thế mà tại rơi lệ, nàng không dám lau đi. Sợ động tác của mình sẽ để cho Hứa Thuần Lương nhìn ra nàng khóc, lặng lẽ rơi nửa đoạn dưới cửa sổ xe, ý đồ để gió đêm tướng nước mắt của mình thổi khô, lại không nghĩ tới nước mắt ngược lại càng chảy càng nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tướng Tô Tình đưa đến chỗ ở, Hứa Thuần Lương đường cũ trở về Thanh Hoài Tiểu Trúc, ngoài ý muốn phát hiện Kiều Như Long cũng không có đi. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương trở về, Kiều Như Long xuống xe, mỉm cười nói, Thuần Lương. Về đến như vậy nhanh. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ may ta trở về nhanh, không phải ngươi còn không biết hướng chỗ nào nghĩ đâu, mời nói, Long ca, đi trong phòng ngồi một lát. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, đi theo Hứa Thuần Lương đi gian phòng của hắn. Hứa Thuần Lương chào hỏi hắn ngồi, đi nấu nước pha trà. Kiều Như Long để hắn không vội sống, mình ngồi một hồi liền đi. Hứa Thuần Lương nói, đến đều tới, làm sao đều phải uống chén trà lại đi. Không phải Tiểu Tuyết cũng phải trách ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Kiều Như Long kỳ thật cũng không vội mà đi, đi thăm một chút Hứa Thuần Lương hiện tại ở lại hoàn cảnh, khen, người bây giờ tiêu chuẩn không thấp a. Hứa Thuần Lương đi vào hắn đối diện ngồi xuống, ngài cũng không phải không biết ta cái gì cấp bậc, rượu chủ tiệm là bằng hữu ta, gian phòng kia hắn miễn phí cung cấp cho ta. Kiều Như Long gật đầu nói, một người ở thuận tiện. Hứa Thuần Lương nghe được hắn nói bóng gió, cười nói, Long ca. Hôm nay thật là khéo a, không nghĩ tới gặp được ngài. Kiều Như Long nói, ta mời người ăn cơm, vừa vặn Tề Sảng giúp ta giới thiệu quán rượu này, cho nên mới tới nếm thử, ta cũng không nghĩ tới ngươi tại, hôm nay không có quấy rầy đến các ngươi a. Hứa Thuần Lương nói, không có, đều là bằng hữu. Nước sôi rồi, hắn đứng dậy đi châm trà. Kiều Như Long cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa, mở ra tivi, trên tivi chính phát hình Đông Châu Văn Lữ bài tin tức. Hứa Thuần Lương nghe được Tô Tình thanh âm, nhịn không được hướng trên màn hình TV liếc nhìn, trong lòng tự nhủ thế nào cứ như vậy tất đâu, tiết mục này sớm không truyền bá muộn không truyền bá, hết lần này tới lần khác hiện tại truyền bá, còn vừa vặn để Kiều Như Long thấy được. Hứa Thuần Lương cũng lười giải thích, đem pha tốt trà đặt ở Kiều Như Long trước mặt uống trà. Kiều Như Long một câu hai ý nghĩa nói, rất thượng kính. Hứa Thuần Lương nói, đầu về lên TV, đây không phải bất đắc dĩ nha. Vì Đông Châu Văn Lữ ta chỉ có thể kiên trì bên trên. Kiều Như Long nói, ta nghe Tiểu Tuyết nói,
Đông Châu đổ nướng cái này một đợt nhiệt độ chính là ngươi tìm người xào lên. Hứa Thuần Lương nói, cũng không thể nói như vậy, chủ yếu là Đông Châu vốn là có cơ sở này, cũng may mà thị lý ủng hộ. Kiều Như Long nhấp một ngụm trà, tướng chén trà chậm rãi đặt ở trên bàn trà, mỉm cười nói, ta phát hiện ngươi vẫn còn có chút tiến bộ, sẽ nói mặt mũi bảo làm chuyện gì hiểu được che giấu. Hứa Thuần Lương nói, đa tạ Long ca tự thân dạy dỗ. Kiều Như Long nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, ta nhưng không dạy được ngươi. Hứa Thuần Lương cũng cười theo hai tiếng, nghe ra Kiều Như Long lúc này nói đến đều không phải là cái gì tốt lời nói, hắn cũng sẽ không yếu thế, coi như ngươi là ta tương lai đại cứu tử cũng không thể cùng ta từ trên cao nhìn xuống nói chuyện. Kiều Như Long cũng ý thức được Hứa Thuần Lương bắt đầu có bắn ngược, lời nói xoay chuyển, ta nghe nói chuyện của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, chuyện nào? Kiều Như Long nói, Hà Đông sự tình a, Thuần Lương a, giống Hà Đông như thế lớn công ty liên lụy quá rộng. Người cùng bọn hắn là địch cũng không sáng suốt. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này cùng ta không có liên quan quá nhiều, ta chỉ là đi ngang qua. Kiều Như Long nhìn hắn một cái, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Hứa Thuần Lương cười cười không nói chuyện, Kiều Như Long nên không phải tề sảng tìm đến làm người hòa giải a. Kiều Như Long nói, lão hình cùng Hà Đông mâu thuẫn để chính bọn hắn giải quyết, người không cần thiết đi theo lẫn vào, bình thường loại tình huống này, đánh tới cuối cùng chính là một cái hòa. Chắc chắn sẽ có người ra nhận gánh trách nhiệm, nếu như nhập hí quá sâu, nói không chừng cuối cùng gánh trách chính là ngươi. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, Kiều Như Long hẳn không phải là nói cùng, nhưng là hắn nghĩ mình không đếm xỉa đến đoán chừng là bởi vì chính mình cùng Mai Như Tuyết quan hệ, dễ dàng để cho người ta suy nghĩ nhiều. Xem ra Hà Đông bối cảnh so với hắn trong dự đoán còn cường đại hơn, đã Kiều Như Long đều chịu ra mặt khuyên nói mình, nói không chừng hình ra bên kia cũng sẽ có người khuyên nói, chính như Kiều Như Long nói. Đến cuối cùng đẩy ra mấy người nhận gánh trách nhiệm, Hà Đông Phan gia phụ tử sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Hứa Thuần Lương nói, ta lúc đầu cũng không có nghĩ dính vào. Kiều Như Long nói, kia không còn gì tốt hơn, đối Chu thư ký mời ta đi Đông Châu tham quan, người nói ta có đi hay là không. Hứa Thuần Lương thầm than Kiều Như Long cũng quá sẽ vòng vo, Chu thư ký mời ngươi mắc mớ gì tới ta. Ta nói để ngươi không đi ngươi thì không đi được, ta còn có thể chi phối ngươi. Long ca. Hiện tại Đông Châu đang ở tại cao tốc phát triển thời kỳ, hoa đầu nếu như tại lúc đầu tham gia hẳn là hồi báo không tệ. Kiều Như Long cười lắc đầu nói, không chỉ là đầu tư mới hạng mục, được rồi, không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Hắn đứng dậy cáo từ, Hứa Thuần Lương đi ra ngoài đưa tiễn. Kiều Như Long nói, đừng đi ra, bên ngoài gió lớn, dễ dàng bị cảm lạnh. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, thân thể ta cường tráng chịu nổi. Kiều Như Long nói, người lúc còn trẻ đều nghĩ như vậy, nhưng tật bệnh mới mặc kệ ngươi là tuổi trẻ vẫn là tuổi già, mới mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, Thuần Lương a, sống phải cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Hứa Thuần Lương đứng tại cửa ra vào nhìn qua Kiều Như Long biến mất ở trong màn đêm thân ảnh, Kiều Như Long trước khi đi kia phiên nói đã có uy hiếp hương vị, nếu như hắn là vì muội muội ra mặt, hoàn toàn có thể lý giải, nhưng là như quả có nguyên nhân khác, kia liền cần hảo hảo suy tư một chút. Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng Kiều Như Long cùng Hà Đông ở giữa có quá sâu lợi ích liên lụy, lấy Kiều Như Long xuất thân, hắn không có khả năng để mắt Phan Thiên Hóa dạng này người giang hồ, hy vọng hôm nay hắn là Hà Đông nói chuyện chỉ là bởi vì cùng Tề Sảng bằng hữu quan hệ. Kiều Như Long lên xe, Tề Sảng trong xe một mực chờ lấy hắn, nói khẽ lâu như vậy a. Kiều Như Long nói, ta sự tình khi nào đến phiên ngươi đã tới hỏi. Tề Sảng mím môi, Kiều Như Long đưa tay phải ra. Tề Sảng lấy ra một điếu thuốc đưa tới trong tay của hắn. Vì hắn nhóm lửa chi kia khói, Kiều Như Long hít một hơi thuốc lá, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, hờ hững nói, về sau Phan gia sự tình ngươi ít nhúng tay. Tề Sảng nói, hắn dù sao. Kiều Như Long ánh mắt sắc bén ngăn cản nàng nói tiếp, lại hít một hơi thuốc lá nói, Tiểu Vũ, phía trước bờ sông dừng xe. Kiều Như Long xuống xe Tề Sảng lập tức đi theo, làm thủ thế, để Tiểu Vũ lái xe đi trước. Kiều Như Long một người dọc theo bờ sông đi tới, Tề Sảng không dám đuổi theo, yên lặng đi theo phía sau hắn chừng 5 mét địa phương. Kiều Như Long hút xong chi kia khói, rốt cục dừng bước lại, nhìn qua đối diện đèn đuốc rã rời bến tàu, thấp giọng nói, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Tề Sảng nói, không phải bọn hắn tìm ta, là ta muốn giúp hắn. Kiều Như Long nói, không cần ngươi giúp hắn, Phan Thiên Hóa trong tay có không ít bài. Tùy tiện đánh ra một chương đều có thể hóa giải nguy cơ trước mắt.
Tề Sảng nói, lần này thực sự không có quan hệ gì với hắn, nguyên nhân gây ra là một cái. Kiều Như Long không kiên nhẫn khoát tay áo, ngươi rời đi Hà Đông đi, ta an bài ngươi đi những công ty khác đi làm, lão Phan chơi như vậy xuống dưới, một ngày nào đó sẽ đem chính hắn đùa chơi chết. Tề Sảng nói, kỳ thật hắn cũng nghĩ chuyển hình, ta muốn giúp hắn. Ngươi lấy cái gì giúp hắn? Hắn là ai ngươi cũng không phải không rõ ràng, tự cho là nắm giữ người khác một chút hắc liệu, uy bức lợi dụ để cho người ta giúp hắn làm việc, hiện tại thời đại nào? Hắn quá hạn, một lần đến tay không có nghĩa là vĩnh viễn có thể đắc thủ, nếu như hắn bất hạnh trêu chọc không nên dây vào người, ha ha. Kiều Như Long lời còn chưa dứt, nhưng là Tề Sảng đã hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ. Tề Sảng bỗng nhiên xông đi lên ôm chặt lấy Kiều Như Long thân thể, Như Long, bọn hắn là thân nhân của ta a. Kiều Như Long không có nửa điểm phản ứng, ngươi có thể lựa chọn. Tề Sảng chậm tay chậm buông hắn ra. Kiều Như Long xoay người nhìn qua Tề Sảng, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, thừa dịp còn kịp. Tề Sảng lắc đầu, ngươi tại sao muốn đối ta như vậy, ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt. Ta còn chưa đủ hèn mọn. Kiều Như Long vươn tay sờ soạng sờ mặt nàng, bàn tay của hắn trượt xuống đến nàng tuyết trắng phần cổ, bỗng nhiên tay của hắn dùng sức bóp lấy cổ của nàng, Tề Sảng trợn tròn trong mắt. Nhưng trong ánh mắt của nàng lại chưa bày biện ra một tia một hào sợ hãi, ngược lại tỏa ra một loại trước nay chưa từng có hưng phấn cùng khoái hoạt. Tại nàng cảm giác được mình cũng nhanh hít thở không thông thời điểm, Kiều Như Long buông ra nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, bám vào bên tai nàng thấp giọng nói, ta là sợ bọn họ tổn thương đến ngươi. Tề Sảng ôm thật chặt hắn, Như Long, chỉ là một câu quan tâm đã để nàng cảm động, nàng không phải người ngu, nàng minh bạch hắn chân chính lo lắng chính là gia tộc của hắn vinh dự. Nhưng là chỉ cần đối với mình có một điểm điểm quan tâm cũng đã đầy đủ. Kiều Như Long ôm nàng, ánh mắt lại nhìn qua không trung trăng sáng, Hà Đông không có việc gì, lão Phan tìm người, chuyện này sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, người không cần vì hắn khẩn trương, hắn cũng sẽ không vĩnh viễn gặp may mắn. Tề Sảng nhỏ giọng nói, ta khuyên hắn một chút. Kiều Như Long nói, thiên tính cho phép, không đổi được. Hắn bắt lấy Tề Sảng tóc, để nàng tại trong đau đớn ngóc lên đầu, đồng thời mở ra môi anh đào. Tề Sảng nhìn lên trước mắt cái này cái nam nhân, nàng ý thức được mình đời này là không cách nào rời đi. Hai người bờ môi sắp đến gần thời điểm, Kiều Như Long lại đột nhiên buông ra nàng, có chút thống khổ che ngực, cảm giác lòng của mình trước khu có chút nhói nhói. Tề Sảng ân cần nói, thế nào? Ngươi thế nào? Kiều Như Long khoát tay áo biểu thị mình không có việc gì. Tề Sảng nói, Như Long, ngươi lần trước thân thể kiểm tra lúc nào? 2 tháng trước, không có việc gì. Thân thể ta từ trước đến nay khỏe mạnh. Kiều Như Long thử nghiệm hít vào một hơi, cảm giác trước ngực khu đâm nhói đã làm dịu, 2 tháng trước sở dĩ đi làm thân thể kiểm tra, là bởi vì Diệp Thanh Nhã yêu cầu, bọn hắn kết hôn nhiều năm, đến nay cũng không mang thai, song phương nhà người cũng đã bắt đầu thúc giục. Kiều Như Long cho là mình không có vấn đề, Tề Sảng liền có thể chứng minh, tại bệnh viện sau khi kiểm tra, cũng đã chứng minh phỏng đoán của hắn, Diệp Thanh Nhã có bao nhiêu túi noãn xào chứng bệnh. Chính là nguyên nhân này mới đưa đến bọn hắn cưới sau nhiều năm không dục. Kiều Như Long đối với chuyện này cũng không trách cứ Diệp Thanh Nhã, hắn còn vì Diệp Thanh Nhã suy nghĩ, đề nghị tạm thời giấu giếm hai nhà người. Tề Sảng nói, Như Long, vẫn là đi kiểm tra một chút, tuyệt đối đừng không coi thành chuyện gì to tát. Kiều Như Long nói, được, ta đáp ứng ngươi, từ Đông Châu trở về sau ngay lập tức đi bệnh viện kiểm tra. Triệu Phi Dương vẫn là như quá khứ. Đi trước nhìn nhi tử sau đó đi thăm viếng Bùi Lâm, nhi tử tình huống từng ngày chuyển biến tốt đẹp, Bùi Lâm tình trạng cơ thể cũng có cải thiện, bác sĩ nói nàng tùy thời có thể lấy xuất viện, nhìn qua hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Triệu Phi Dương lại rõ ràng đây chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng thôi, đi vào thê tử trước phòng bệnh, hắn thông lệ biểu lộ thân phận của mình, lần này nhưng lại chưa được phép đi vào. 1. Triệu Phi Dương giơ tay lên bên trong cà mèn, ta đưa cơm. Hắn có chút kỳ quái. Đi qua chưa hề nhận qua ngăn cản. Sau lưng truyền tới một thanh âm, không cần, về sau từ chúng ta làm thay. Triệu Phi Dương xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Lục Kỳ cùng Lý Trung hướng bên này đi tới. Triệu Phi Dương nhíu mày, ta là trượng phu nàng, ta sẽ hại nàng sao? Các ngươi có thể kiểm tra a. Lý Trung đi tới kiểm tra một chút hắn cà mèn, đồ ăn rất thơm, Triệu Phi Dương gần nhất đối thê tử chiếu cố rất chu đáo. Triệu Phi Dương nói, để cho ta đi vào đi. Liền một lần. Lý Trung lắc đầu. Triệu Phi Dương mơ hồ ý thức được có chút không ổn, chẳng lẽ cảnh sát đã nắm giữ Bùi Lâm phạm tội chứng cớ xác thật,
nếu như thế chỉ sợ liền phiền toái, mặc dù hắn sớm có dự cảm một ngày này sớm tối đều sẽ tới, thật là chính đến thời điểm vẫn cảm thấy có chút quá nhanh. Lý Trung biểu thị đồ ăn không có vấn đề, Lục Kỳ cùng hắn cùng một chỗ tiến vào phòng bệnh, Triệu Phi Dương trơ mắt nhìn xem, pháp luật trước mặt quả thật không có nửa điểm người có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Bùi Lâm ngồi ở trên giường xem sách, nhìn thấy Lý Trung mang theo cả mèn tiến đến, nàng lập tức liền hiểu, nói khẽ Triệu Phi Dương ở bên ngoài. Các ngươi không cho hắn tiến đến. Lục Kỳ nói, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, thân thể của ngươi tình huống đã có thể xuất viện. Bùi Lâm nói, ta có thể gặp con của ta sao? Lục Kỳ lắc đầu, mặc dù hắn cũng rất muốn thành toàn Bùi Lâm, nhưng là hiện dưới loại tình huống này là không có khả năng. Bùi Lâm thở dài nói, xem ra các ngươi đã đem ta trở thành tội phạm. Lý Trung tướng cả mèn đặt ở bên cạnh nàng, giới thiệu một chút, trải qua lãnh đạo cấp trên đồng ý, Lục Kỳ đồng chí một lần nữa về đơn vị, cũng phụ trách Dương Mộ Phong một án. Bùi Lâm biểu lộ phong ba không sợ hãi, nàng cầm lấy viết xong ly hôn hiệp nghị, lúc đầu ta muốn đem ly hôn hiệp nghị tự tay giao cho Triệu Phi Dương, hiện tại đành phải xin các ngươi chuyển giao. Lục Kỳ nói, Bùi Lâm, có một số việc là không gạt được, sớm ngày nói ra tình hình thực tế dù sao cũng so chậm một ngày muốn tốt. Bùi Lâm nhìn qua Lục Kỳ nói, ta đều chưa làm qua tại sao muốn giấu giếm. Các ngươi đã cho rằng Dương Mộ Phong là ta giết, chứng cứ đâu? Cầm ra chứng cứ đến. Lục Kỳ không thể không bội phục nàng ương ngạnh cùng tỉnh táo, từ Gia Niên Quảng Trường đến Seven Star, lộ trình không tính xa, quen thuộc hoàn cảnh người có thể tránh thoát đại bộ phận giám sát, nhưng là còn có chút giám sát dễ dàng bị sơ trợt, tỉ như ven đường cửa hàng giám sát, chỉ cần chúng ta dụng tâm đi thăm dò, kiểu gì cũng sẽ tra được muốn chứng cứ. Bùi Lâm biểu lộ bình tĩnh như cũ, nhưng là nội tâm đã bắt đầu hốt hoảng, nàng phỏng đoán Lục Kỳ phải chăng có phô trương thanh thế khả năng. Bùi Lâm nói, đã các ngươi tìm được cái gọi là chứng cứ liền cứ khởi tố ta. Lục Kỳ nói, tên hung thủ này vô cùng giảo hoạt, mặc cùng Trần Vi Vi một dạng quần áo, mang theo tóc giả, bình thường tới nói lấy mạng lưới mua sắm phương thức dễ dàng tra được ghi chép, thế là nàng lựa chọn đi thực thể cửa hàng mua sắm đủ loại dấu hiệu cho thấy nàng muốn giết Dương Mộ Phong cũng không phải là nhất thời xúc động, trước đây liền trải qua kín đáo kế hoạch. Bùi Lâm nói, nghe các người kiểu nói này, thật đúng là đáng sợ. Lục Kỳ nói, Trần Vi Vi tại mặc quần áo phương diện phi thường chú trọng, thông qua trang phục bảng hiệu, chúng ta chuyên môn thăm viếng Đông Châu hai nhà cửa hàng, điều lấy bọn hắn tiêu thụ ghi chép, phát hiện tại chuyện xảy ra trước 2 tuần cũng không có bán ra cùng khoản quần áo. Bùi Lâm nói, người nói với ta những này có ý nghĩa gì? Lục Kỳ nói, thế là chúng ta làm lớn ra lục soát phạm vi, chúng ta điều tra ngươi xuất hành ghi chép. Bùi Lâm bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nàng cố gắng nhớ lại, mình phải chăng có chỗ sơ hở. Lục Kỳ nói, cái này 2 tuần ngươi chỉ đi qua Nam Giang, căn cứ chúng ta điều tra cái này nhất phẩm bài cửa hàng Nam Giang tiêu thụ ghi chép, chuyện xảy ra trước 2 tuần chỉ bán ra 1 kiện. Có quan hệ gì với ta? Lục Kỳ nói, người này phi thường thông minh, nàng biết rõ điện tử thanh toán dễ dàng lưu lại ghi chép, cho nên nàng toàn bộ hành trình sử dụng tiền mặt thanh toán, nhưng nàng không để ý đến một điểm, hiện tại dùng tiền mặt thanh toán người càng ngày càng ít, mà lại duy nhất một lần dùng 1.3 vạn khối tiền mặt thanh toán, cho nên nhân viên cửa hàng đối người này nhớ kỹ rất rõ ràng. Bùi Lâm cố giả bộ trấn định, các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền giả thiết ta có tội, tất cả điều tra đều nhằm vào ta đang tiến hành. Dạng này có tội đề cử đối với ta là cực kỳ không công bằng. Lục Kỳ nói, ta đề nghị ngươi vẫn là phối hợp không nói gạt ngươi, chúng ta trước mắt nắm giữ chứng cứ đã đầy đủ đưa ngươi định tội, ngươi bây giờ không nói, đợi lát nữa làm tốt xuất viện chuyển sang nơi khác lại nói, đối chúng ta đã tướng cùng ngày nhân viên cửa hàng mời đến Đông Châu, nàng sẽ đối với mua sắm người tiến hành xác nhận. Bùi Lâm ha ha nở nụ cười, ta thật sự là phục các ngươi, được a, muốn ta nói thật a, được a. Ta có một thỉnh cầu, ta muốn gặp Triệu Phi Dương một mặt. Lục Kỳ lắc đầu nói, không thể. Bùi Lâm nói, nhất tuyệt tình chính là các ngươi những người này a. Lục Kỳ nói, vậy cũng phải phân đối với người nào, bác sĩ nói ngươi bây giờ tình huống thân thể hoàn toàn có thể làm lý xuất viện, tiếp xuống ngươi cần theo chúng ta đi, phối hợp công việc của chúng ta, nếu như ngươi thật vô tội, tin tưởng không lâu về sau ngươi liền có thể cùng trưởng phu nhi tử đoàn viên. Bùi Lâm nói, ta muốn đổi quần áo một chút. Các người trước tiên có thể ra ngoài các loại sao? Lục Kỳ cùng Lý Trung liếc mắt nhìn nhau, hai người đi ra, bất quá lập tức liền có một nữ cảnh sát tiến đến, Bùi Lâm đã bị liệt là trọng điểm đối tượng hiềm nghi, nhất cử nhất động của nàng đều muốn đang được giám sát.
Lục Kỳ tướng Bùi Lâm ký xong kia một sấp văn kiện mang đi ra ngoài đưa cho Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương nhìn một chút, trong đó có 3 phần ly hôn hiệp nghị, Bùi Lâm đã ký xong chữ, còn có 1 phần khí quan hiến cho sách, đây đều là ứng nàng yêu cầu của mình cung cấp. Triệu Phi Dương hôm nay tới chính là muốn làm bột nói cho Bùi Lâm, hắn đồng ý ly hôn, tại liên tiếp kinh lịch nặng biến cố lớn về sau, Triệu Phi Dương trở nên càng ngày càng tỉnh táo, hắn không thể không cân nhắc xấu nhất một bước, nếu như Bùi Lâm được chứng thực mưu sát, như vậy nàng bóng ma tướng nương theo gia đình cả đời, coi như Triệu Phi Dương có thể không quan tâm, nhưng là nhi tử đâu. Ly hôn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cũng có thể xem làm nhân sinh bên trong một loại rừng tổn hại. Nhưng là Triệu Phi Dương cũng không rõ Bùi Lâm vì sao muốn ký tên phần này khí quan hiến cho sách, chẳng lẽ là nàng cho là mình không cách nào đào thoát luật pháp chế tài, thậm chí cân nhắc đến sẽ tao ngộ cực hình cho nên mới nghĩ ra dạng này chủ ý, để thân thể nàng nào đó bộ phận lấy phương thức như vậy có thể tiếp tục tồn sống sót. 2. Triệu Phi Dương nội tâm tràn đầy đắng chát, hắn không nên nghĩ như vậy, Bùi Lâm hẳn là thông qua loại phương thức này làm ra một loại nào đó đền bù, là nhi tử tích đức làm việc thiện. Lục Kỳ có chút đồng tình nhìn qua Triệu Phi Dương, người hẳn là khuyên nhủ nàng. Khuyên nàng cái gì? Triệu Phi Dương hỏi ngược lại. Lục Kỳ nói, căn cứ chúng ta bây giờ tiến triển, nhiều nhất 3 ngày có thể phá được án này. Triệu Phi Dương bên trong bắt đầu lo lắng, Lục Kỳ tương đương đối với hắn hạ tối hậu thư, xem ra hắn tìm được hữu lực chứng cứ. Triệu Phi Dương nói, ta cũng muốn biết kết quả. Lục Kỳ nói, người tin tưởng nàng sao? Triệu Phi Dương bị Lục Kỳ cái này đơn giản vấn đề cho đang hỏi, hắn không tin Bùi Lâm, hắn chưa hề tin tưởng qua Bùi Lâm, nhưng cho dù là hiện tại hắn vẫn hy vọng Dương Mộ Phong bản án cùng Bùi Lâm không quan hệ, hắn thực sự không nhẫn tâm con của mình vừa ra đời liền mất đi mẫu thân. Lúc này trong phòng bệnh bỗng nhiên truyền đến kinh hoàng thanh âm, người tới. Mau chạy tới người. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, Lục Kỳ trước tiên phản ứng lại, hướng trong phòng bệnh phóng đi. Những cảnh sát khác cũng theo sát lấy xông vào phòng bệnh, Triệu Phi Dương cũng không đoái hoài tới cái gì quy củ, hắn cũng vọt vào. Nhìn thấy Bùi Lâm sắc mặt tái xanh miệng sùi bọt mép, toàn bộ thân thể thẳng băng không ở co quắp. Nữ cảnh sát dọa đến sắc mặt tái nhợt, nàng run giọng nói, ta chẳng hề làm gì, nàng nhấp một hớp canh đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Lục Kỳ nhìn thoáng qua hộp cơm, ngươi cho nàng ăn cái gì? Triệu Phi Dương nói, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi đã kiểm tra. Người tới, nhanh, người tới. Hắn một bên kêu cứu một bên, đẩy ra Lục Kỳ, bắt đầu đối Bùi Lâm áp dụng cứu giúp. Bùi Lâm tiếu dung vô cùng quỷ dị, bỗng nhiên bắt lấy Triệu Phi Dương cổ áo, thấp giọng nói. Ta, chính ta đi, chiếu cố, tốt. Triệu Phi Dương hét lớn, người đừng nói chuyện. Bác sĩ cùng y tá tất cả đều chạy tới, Triệu Phi Dương muốn cho mở, lại bị Bùi Lâm gắt gao bắt lấy ta khí quan. Nắm chặt, một. Lục Kỳ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua hết thảy, Bùi Lâm cũng nhìn thấy hắn, trên mặt hiện ra điên cuồng cười. Lục Kỳ xem hiểu tâm lý của nàng, theo hiển hiện chứng cứ càng ngày càng nhiều, nàng hẳn là sợ hãi mình nhìn không quá cảnh sát thẩm vấn, cho nên quyết tâm muốn chết, nàng cho rằng chỉ phải chết, rất nhiều chuyện liền không có chứng cứ. Dương Mộ Phong bị giết một án liền vĩnh viễn trở thành án chưa giải quyết, cảnh sát không cách nào đưa nàng định tội, như vậy người nhà của nàng liền sẽ không nhận án này ảnh hưởng. Mắt thấy là phải thắng lợi, Bùi Lâm lại dùng loại này cực đoan phương pháp lại lần nữa thay đổi thế cục, Lục Kỳ chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy quả quyết nữ nhân, trong lúc nhất thời trong đầu phân loạn như tê dại. Bác sĩ cùng y tá đã đối Bùi Lâm triển khai cứu giúp, Triệu Phi Dương lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu triệu tập Trường Hưng chuyên gia qua tới cứu người. Tỉnh táo lại Lục Kỳ để cho người ta trước đem Triệu Phi Dương đưa tới hộp cơm phong tồn, quay đầu muốn làm cái kiểm nghiệm, xác định trong đồ ăn có độc hay không. Ánh mắt của hắn ở chung quanh tìm kiếm, chợt nhớ tới cái gì, cúi đầu xuống nhìn. Đến trên đất quyển sách kia, hình pháp giải thích. Lục Kỳ nhớ đến bọn hắn mấy lần lúc tiến vào, Bùi Lâm đều đang nhìn quyển sách kia, hắn đeo lên thủ sáo đi qua nhặt lên quyển sách kia, từ trong sách rơi xuống một chút màu trắng bột phấn. Lý Trung đưa cái vật chứng túi cho hắn, Lục Kỳ tướng sách chứa vào vật chứng túi, lại cẩn thận siêu tập trên đất bột phấn. Lúc này chuyên gia của bệnh viện đều tới. Triệu Phi Dương giận dữ hét, các ngươi ra ngoài, người không liên hệ tất cả đều ra ngoài. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nhất định phải cân nhắc tốt thuộc cảm xúc. Trở lại hành lang bên trên, Lý Trung có chút buồn bực nói, nàng có cái gì nghĩ không ra? Vì sao lại uống thuốc độc? Lục Kỳ không nói một lời, hung hăng ở trên tường đánh một quyền, căn cứ quốc gia pháp luật tương quan quy định,
giết người sau người trong cuộc tự sát, sẽ không lại truy cứu trách nhiệm hình sự. Bùi Lâm liền đem phiếu tên sách cắm ở một trang này, còn ở phía trên dùng bút trọng điểm làm ra đánh dấu. Cơ hồ ngay tại Bùi Lâm uống thuốc độc tự sát đồng thời, Đông Châu nhanh chóng trên đường, một cỗ vi phạm luật lệ hành xử xe hàng cùng một cỗ màu đen Maybach phát sinh va chạm. Hai chiếc xe bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, nhưng là tại va chạm phát sinh quá trình bên trong, xe hàng bên trên trang bị ống thép tản mát bay ra, trong đó một cây ống thép bởi vì quán tính bay về phía Maybach xe con, xuyên thấu trước kính chắn gió, bắn vào người điều khiển ngực trái, tướng lồng ngực của hắn xuyên thấu, người bị hại cùng chỗ ngồi đinh ở cùng nhau. Trong xe tùy hành một vị khác nữ hành khách cũng không lo ngại, vẻn vẹn thụ một chút bị thương ngoài da. Phòng cháy nhân viên cùng cấp cứu nhân viên ngay đầu tiên chạy tới hiện trường, đối trong xe nhân viên tiến hành cứu giúp. Vị nữ sĩ kia nhìn thấy thảm liệt như vậy tình huống cũng không có mất đi chấn định, nàng trước tiên phát gọi điện thoại xin giúp đỡ. Cứu viện vừa mới triển khai, hiện trường người phụ trách liền nhận được lãnh đạo thành phố chỉ thị, không tiếc bất cứ giá nào nghĩ cách cứu viện bị nhốt nhân viên. Triệu Phi Dương đứng ở một bên lo lắng bất an chờ đợi cứu giúp kết quả thời điểm, nhận được Trương Tùng điện thoại. Đổi thành bình thường, Triệu Phi Dương khẳng định sẽ kinh sợ, nhưng bây giờ hắn không có tấm lòng kia tình. Trương Tùng trong điện thoại ngữ khí trịnh trọng nói cho hắn biết, để hắn lập tức an bài Thư Viễn Hàng làm ra chuẩn bị, buông xuống trong tay bất kỳ công việc gì trước mắt có một vị thân phận nhân vật trọng yếu gặp tai nạn xe cộ, lồng ngực quán thông tổn thương, sơ bước phán đoán đã thương tới đến trái tim. Cấp cứu nhân viên vừa mới đem hắn từ trong xe cứu ra, ngay lập tức sẽ mang đến Trường Hưng bệnh viện khoa tim mạch tiến hành khẩn cấp cứu giúp. Thư Viễn Hàng không đến Trường Hưng trước đó, bệnh như vậy người là không thể nào mang đến Trường Hưng, bình thường trước tiên sẽ mang đến Đông Châu Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện, nơi đó mới là Đông Châu công nhận chữa bệnh trình độ thứ nhất. Thư Viễn Hàng đi vào Trường Hưng về sau, nương tựa theo cao siêu chữa bệnh trình độ thanh danh vang dội. Trong thời gian ngắn đã thu được Đông Châu thậm chí toàn bộ Bình Hải y học giới thừa nhận, hiện đang tìm hắn người chủ đao đều sắp xếp lên giải đội. Triệu Phi Dương trong lòng thầm than, lão bà của ta còn không biết sống hay chết đâu, ngươi để cho ta đi cứu một cái nhân vật trọng yếu. Hắn có thể trọng yếu bao nhiêu? Trương Tùng nói, Chu thư ký lập tức sẽ tiến về Trường Hưng bệnh viện. Triệu Phi Dương mím môi, ngài yên tâm, ta lập tức an bài. Triệu Phi Dương cho Thư Viễn Hàng gọi điện thoại. Thư Viễn Hàng vừa mới từ phòng giải phẫu xuống tới, nghe nói lại tới cái khám gấp cũng có chút đau đầu, nhưng là căn cứ trị bệnh cứu người nguyên tắc vẫn là đáp ứng. Bệnh nhân sau 15 phút đưa đạt bệnh viện, trên lồng ngực còn mang theo chặt đứt một đoạn ống thép, cấp cứu nhân viên không dám tùy tiện tường ống thép rút ra, phòng ngừa tạo thành hai lần tổn thương hoặc xuất huyết nhiều. Thư Viễn Hàng vì hắn tiến hành sơ bộ sau khi kiểm tra đánh giá ra, này nhân trái tim vỡ tan, cụ thể tổn hại tình huống cần mở ngực tìm kiếm. Đã bởi vì mất máu quá nhiều xuất hiện cơn sốc, tình huống không thể lạc quan. Xác nhận bệnh người thân phận thời điểm, Thư Viễn Hàng mới lưu ý đến bệnh nhân tên gọi Kiều Như Long, Kiều Như Long chẳng phải là Hứa Thuần Lương tương lai đại cứu tử. Phụ trách cứu giúp chuyên gia đi vào Triệu Phi Dương trước mặt, biểu lộ trầm thống nói cho hắn biết Bùi Lâm đã não tử vong, tiếp tục cứu giúp đã không có ý nghĩa, như thế nào quyết định còn phải chờ hắn ký tên. Lúc này viện xử lý chủ nhiệm điện thoại đánh tới. Hướng hắn báo cáo Chu thư ký xe đã tiến vào Trường Hưng bệnh viện. Triệu Phi Dương dùng sức siết chặt nắm đấm, Thư Viễn Hàng điện thoại tiếp lấy lại đánh tới. Thư Viễn Hàng thanh âm lộ ra lo lắng, Triệu Việt, người bị thương trái tim tổn hại nghiêm trọng, chữa trị đã không khả năng, nhất định phải đi trái tim đổi thành giải phẫu. Ngươi nói cái gì? Thư Viễn Hàng nói, nhất định phải đi trái tim đổi thành giải phẫu, ta liên hệ ngành tương quan, trong thời gian ngắn rất khó tìm đến thích hợp trái tim. Triệu Phi Dương ngẩng đầu, nhìn xem chính tại giả vờ giả vịt cứu giúp nhân viên y tế, Bùi Lâm đã não tử vong, hiện tại cứu giúp căn bản chính là vô dụng công. Thư Viễn Hàng gặp hắn nửa ngày không có phản ứng, lớn tiếng nói, Triệu Viện, ngài có không có cách nào, không phải ta cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cái gì? Thư Viễn Hàng coi là Triệu Phi Dương tại qua loa mình, hắn có chút gấp, hét lớn, kẻ thụ thương là Kiều Như Long, Mai Như Tuyết ca ca. Triệu Phi Dương nội tâm đột nhảy lên, hắn mím môi, cảm giác cổ của mình đầu khô cạn liền muốn xé rách, hết tất cả cố gắng cứu giúp, làm tốt khép tim chuẩn bị. Ngươi nói cái gì, ngươi tìm được trái tim. Triệu Phi Dương trong mắt bỗng nhiên đã tuôn ra nước mắt, hắn kiệt lực khống chế tâm tình của mình ta. Thê tử của ta vừa mới, qua đời, nàng hình chữ O máu, khi còn sống ký tên khí quan hiến cho. Bên đầu điện thoại kia Thư Viễn Hàng rơi vào trầm mặc.
Triệu Phi Dương đã cúp điện thoại, lặng lẽ xóa đi nước mắt, lớn tiếng nói, không cần cứu chữa. Hứa Thuần Lương nhận được Trương Tùng thông chi, Chu thư ký cho rằng, từ hắn đến thông chi Kiều ra người càng là thích hợp một chút, Kiều Như Long sinh mệnh treo ở một tuyến, dù ai cũng không cách nào đảm bảo hắn có thể qua cửa ải này. Chu thư ký hiện tại áp lực cũng rất lớn, Kiều Như Long là ứng mình mời tới Đông Châu khảo sát, mới vừa tiến vào Đông Châu liền phát sinh chuyện lớn như vậy cho nên, nếu như hắn có chuyện bất chắc, mình khó từ tội lỗi, hắn phi thường rõ ràng Kiều lão năng lượng, vô cùng rõ ràng Kiều Như Long tại Kiều gia tầm quan trọng. Diệp gia bên kia Chu thư ký mình thông chi, Kiều Như Long thê tử Diệp Thanh Nhã đã từ kinh thành đi Đông Châu. Chu thư ký hiện tại có khả năng làm chính là tập kết Đông Châu trình độ cao nhất bác sĩ đến cùng tử thần đánh một trận cầm, cố gắng cứu trở về Kiều Như Long sinh mệnh, nếu như thành công như vậy hết thảy còn có đường lùi, nếu như thất bại. Chu thư ký ép buộc mình không đi nghĩ kết quả xấu nhất. Trương Tùng nói, Chu thư ký, trước xuống xe đi. Chu thư ký nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, tiểu Hứa bên kia đã thông chi. Trương Tùng nói, toàn tất cả an bài xong, Trường Hưng bên này là thư viện hàng tiến sĩ phụ trách cứu giúp, hắn có thể nói là toàn châu Á đứng đầu nhất khoa tim mạch bác sĩ. Chu thư ký xuống xe, Trương Tùng phát hiện vẫn chưa có người nào tới tiếp đãi, có chút không vui, đang chuẩn bị cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại thời điểm, nhìn thấy Cao Tân Hoa vội vàng chạy tới. Cao Tân Hoa mặc dù cùng Chu thư ký đánh qua mấy lần đối mặt, đều là xa xa ngẩng đầu nhìn, cũng không có trực tiếp đã từng quen biết, Trương Tùng biết hắn, lão Cao A, Triệu Phi Dương đâu. Cao Tân Hoa nói, vợ hắn vừa mới qua đời, chính xử lý đâu. Trương Tùng sửng sốt một chút, Chu thư ký nhíu mày, hôm nay làm sao nhiều như vậy bất hạnh sự tình, Triệu Phi Dương mới bao nhiêu lớn A, vợ hắn khẳng định càng tuổi trẻ, nhân sinh khổ đoạn, loại này ngoài ý muốn thật sự là khó lòng phòng bị. Cao Tân Hoa mời bọn họ đi trước phòng khách quý nghỉ ngơi. Chu thư ký lắc đầu nói, không cần, đi trước phòng giải phẫu bên kia tìm hiểu một chút tình huống. Triệu Phi Dương tại khí quan hiến cho trên sách ký tên, nhìn qua bị đẩy đi Bùi Lâm, hai chân của hắn đột nhiên mềm nhũn ra, thậm chí không cách nào nâng đỡ hắn thể trọng. Triệu Phi Dương lảo đảo hướng toilet đi đến, một gã bác sĩ tới hảo tâm muốn nâng hắn, Triệu Phi Dương hét lớn, lăn đi. Hiện trường giống như chết yên tĩnh, Triệu Phi Dương vịn tường, lảo đảo xông vào toilet, hắn tướng cửa phòng rửa tay khóa trái ở, trong đầu tràn đầy Bùi Lâm trước khi chết dáng vẻ, hắn bỗng nhiên vung tay lên hung hăng quật lấy hai má của mình. Sau đó che gương mặt quỳ trên mặt đất gào khóc, từ Bùi Lâm trên thân hắn thấy được mình nhu nhược, đi qua hắn vẫn cho rằng là Bùi Lâm liên lụy mình, nhưng chân chính ý thức được Bùi Lâm đã cách mở thế giới này, hắn lại không có cảm giác được một tơ một hào nhẹ nhõm. Nội tâm lại bị một loại mãnh liệt bứt rứt buộc chặt. Hắn ý thức được, mình cũng tìm không được nữa lý do, hôm nay hết thảy đều là mình tạo thành, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, Bùi Lâm ngắn ngủi cả đời đều là tại tích cực phấn đấu cùng cứu rỗi. Mặc dù nàng ra phát điểm có chút tự tư, nhưng là đối một cái hào không bối cảnh cùng nhân mạch nữ nhân mà nói, tại dạng này hoàn cảnh xã hội hạ nàng lại có bao nhiêu lựa chọn đâu. Triệu Phi Dương rửa mặt, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa Triệu Viện. Lại là viện xử lý chủ nhiệm không yên lòng hắn, tới xem một chút tình huống. Triệu Phi Dương mở cửa phòng, ưỡn ngực hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi. Triệu Phi Dương tại khách quý cửa phòng nghỉ ngơi gặp Cao Tân Hoa, Cao Tân Hoa nhìn qua Triệu Phi Dương. Ngạc nhiên phát hiện Triệu Phi Dương hai tóc mai vậy mà tăng thêm rất nhiều tóc trắng. Rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì Cao Tân Hoa trong lòng tràn đầy đồng tình, coi như Triệu Phi Dương làm một chút chuyện hồ đồ cũng không nên tao ngộ dạng này bất hạnh, trong khoảng thời gian này thượng thiên đối với hắn quá tàn khốc. Phi Dương, bớt đau buồn đi. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, Chu thư ký tại. Cao Tân Hoa chỉ bên trong, hắn không dám ở bên trong ở lâu, bên trong bầu không khí quá kiềm chế. Hắn tại Chu thư ký trước mặt cũng không thể nói gì hơn. Triệu Phi Dương hít vào một hơi gõ cửa phòng một cái đi vào. Chu thư ký chưa hề đến liền không hề ngồi xuống, từ đầu đến cuối bất an ở bên trong dạo bước, Trương Tùng có thể hiểu tâm tình của hắn, đối với cái này hắn cũng là vô kế khả thi, bây giờ có thể làm chỉ có làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Vừa rồi nghe nói Kiều Như Long tình huống không thể lạc quan, cần muốn tiến hành giải phẫu ghép tim, nhưng là trong thời gian ngắn đến nơi đâu tìm thích hợp trái tim. Trương Tùng đã liên hệ Đông Châu tất cả bệnh viện, phát động Đông Châu toàn bộ hệ thống vệ sinh giúp bận bịu liên hệ có thể dùng trái tim, trước mắt vẫn không cái gì tin tức. Triệu Phi Dương kêu một tiếng Chu thư ký. Chu thư ký hướng hắn nhẹ gật đầu, hắn cũng nghe nói Triệu Phi Dương trong nhà phát sinh sự tình, kỳ thật cũng không có trông cậy vào Triệu Phi Dương có thể tới. Triệu Phi Dương nói, Chu thư ký,
ngài không cần lo lắng, ta tin tưởng sẽ có kỳ tích phát sinh. Kỳ tích, Chu thư ký nhưng không tin cái gì kỳ tích, căn cứ vừa rồi bác sĩ phản hồi, Kiều Như Long lần này giữ nhiều lành ít, trái tim tổn hại nghiêm trọng, nếu như tại trong thời gian quy định tìm không thấy thích hợp trái tim, liền xem như thần tiên cũng cứu không được hắn. Chu thư ký biết rõ mình bất an không chỉ là từ đối với Kiều Như Long vận mệnh lo lắng, có lẽ hắn phát triển không ngừng chính trị kiếp sống nguyên nhân quan trọng này dừng bước không tiến, thậm chí từ đây vẽ lên dấu chấm tròn. Triệu Phi Dương nói, tìm tới trái tim, thư tiến sĩ đã bắt đầu chuẩn bị tiến hành giải phẫu ghép tim. Trương Tùng hơi kinh ngạc nói, tìm được, hắn cơ hồ tìm khắp cả hết thảy có thể dùng quan hệ, trước mắt vẫn không tìm được thích hợp cung cấp thể, coi như tìm được, hắn cũng hẳn là trước tiên nhận được tin tức. Triệu Phi Dương đỏ hồng mắt nói, Chu thư ký, thê tử của ta khi còn sống liền ký tên khí quan tự nguyện hiến cho sách, ta quyết định tuân theo nàng nguyện vọng tướng trái tim hiến cho ra. Chu thư ký nhếch lên bờ môi, hắn tiến lên một bước, cầm thật chặt Triệu Phi Dương băng lãnh đại thủ, Phi Dương đồng chí. Cảm ơn ngươi, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt tâm tình của hắn lúc này, Triệu Phi Dương cứu vãn nhưng không chỉ là Kiều Như Long sinh mệnh. Hứa Thuần Lương khi lấy được Kiều Như Long xảy ra chuyện tin tức về sau, trước tiên thông chi Mai Như Tuyết, hắn không có nói cho Mai Như Tuyết cụ thể tường tình, hai huynh muội tình cảm rất sâu, nếu như biết Kiều Như Long chân thực tình trạng lo lắng Mai Như Tuyết chịu không được loại đả kích này. Hứa Thuần Lương cùng Liễu Thanh Sơn bên kia nói một tiếng, lấy được hứa sớm rời đi Nam Giang. Nếu có chuyện gì hắn có thể tùy thời trở về. Hứa Thuần Lương trên đường đi điện thoại liền không ngừng qua, Kiều Như Long chuyện này có thể nói là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, một ngày trước mới tốt tốt, làm sao đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy. Đường sắt cao tốc nhanh đến Đông Châu thời điểm, Cao Tân Hoa gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết tình huống có chỗ chuyển cơ, xứng đôi trái tim tìm được, trước mắt từ thư viễn hàng mổ chính là Kiều Như Long tiến hành giải phẫu ghép tim. Hứa Thuần Lương thoáng thả một điểm tâm. Thư viễn hàng trình độ rất cao, loại giải phẫu này với hắn mà nói không tồn tại vấn đề gì. Cao Tân Hoa nói, người có biết hay không là ai cung cấp trái tim? Hứa Thuần Lương kỳ thật cũng không chú ý chuyện này, chỉ cần có thể cứu vãn Kiều Như Long sinh mệnh liền tốt, quản hắn ai cung cấp trái tim. Cao Tân Hoa lời kế tiếp để nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Hứa Thuần Lương cũng khiếp sợ không thôi. Bùi Lâm, tại Kiều Như Long xảy ra chuyện đồng thời nàng tự sát. Mà lại nàng khi còn sống ký xuống khí quan quyên tặng sách. Hứa Thuần Lương sửng sốt một hồi lâu phương mới hồi phục tinh thần lại, ngươi nói là Triệu Phi Dương tướng trái tim của nàng quyên cho. Cao Tân Hoa nói, hắn cũng thật không dễ dàng. Lúc này đã tới Đông Châu Đông Trạm, Hứa Thuần Lương cầm lấy tay hãm dương, bước nhanh đi xuống đường sắt cao tốc. Hứa Thuần Lương theo đám người đi hướng dưới mặt đất dừng xe khu, trong đầu vẫn đang hồi tưởng lấy Cao Tân Hoa kia lời nói. Tiến vào dừng xe khu trước đó, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, trời u ám, một trận bão tố sắp đến. Gần nhất bởi vì Đông Châu đồ nướng nhiệt độ, đến Đông Châu du lịch người hoàn toàn chính xác nhiều hơn không ít, Hứa Thuần Lương xếp hàng chờ trong chốc lát, lên xe taxi. Tài xế xe taxi nghe nói hắn đi Trường Hưng bệnh viện, mặt lập tức liền trầm xuống, miệng bên trong a rồi a, cái gì mình đẩy nửa ngày mới đến vị trí này, nghĩ không ra kéo cái người địa phương. Còn đi Trường Hưng bệnh viện cái này a gần. Hứa Thuần Lương lúc đầu tâm tình liền không tốt, nghe hắn lại nhảy lập tức liền phát hỏa, cả giận nói, ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy, đi nhanh lên, ta có việc gấp, đều như ngươi loại này kén cá chọn canh thái độ, Đông Châu còn tại sao làm văn lữ kiến thiết. Lái xe cũng không phải cái gì tốt tính tình, Đông Châu văn lữ mắc mớ gì tới ta. Chúng ta cũng là muốn kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi có việc gấp làm sao không đánh máy bay đi qua. Hứa Thuần Lương nhìn một chút phía trước, hàng rào sắt đem lái xe bảo hộ phải hảo hảo, không phải nắm chặt đầu hắn cho hắn hai to mồm, đương nhiên hàng rào sắt cũng ngăn không được hắn xuất thủ, chủ yếu là hôm nay có đại sự, Hứa Thuần Lương lười nhắc cùng hắn lý luận, đi nhanh lên. Lái xe một đường bước lại nhảy, Hứa Thuần Lương cái này phiền muộn a, Đông Châu xe taxi đội ngũ là hẳn là hảo hảo chỉnh đốn một chút, đối người địa phương còn như vậy đối người bên ngoài thái độ có thể nghĩ. Đổi thành một cái bên ngoài hành khách đầy cõi lòng chờ mong mà đến, mới tới quý điện liền tao ngộ như thế đối đãi, người ta khẳng định phải hối hận qua tới. Hứa Thuần Lương rõ ràng có thể cảm giác được con hàng này cố ý bút tích, chờ đến Trường Hưng bệnh viện, Hứa Thuần Lương để hắn đánh tấm vé, hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng, chờ sự tình xử lý xong về sau, lão tử lại cùng ngươi thu được về tính sổ sách. Hứa Thuần Lương hướng phòng bệnh cao ốc đuổi thời điểm, trên đường gặp bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông. Vu Hướng Đông nhìn thấy hắn,
chủ động tới chào hỏi, thấp giọng nói, hôm nay Chu thư ký tới. Hắn đoán được Hứa Thuần Lương qua đến Trường Hưng cùng Chu thư ký có quan hệ. Hứa Thuần Lương không có nói chuyện nhiều qua loa hai câu, thẳng đến khách quý phòng nghỉ. Đến lúc đó nhìn thấy Trương Tùng chính tại cửa ra vào hút thuốc, Hứa Thuần Lương đi qua lên tiếng chào hỏi. Trương Tùng dùng khóe mắt hét lên khách quý phòng nghỉ đại môn, Chu thư ký ở bên trong đâu. Hứa Thuần Lương không có vội vã đi vào, thấp giọng nói, trước mắt tình huống thế nào. Trương Tùng nói, đi vào 3 giờ, giải phẫu đang tiến hành, cái này thư viễn hàng trình độ đến tột cùng thế nào. Hứa Thuần Lương nói, khoa tim mạch lĩnh vực Bình Hải tỉnh bên trong không có so với hắn giải phẫu trình độ cao hơn. Trương Tùng gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn cũng vô cùng gấp gáp, nếu như Chu thư ký bởi vì việc này nhận lấy ảnh hưởng, hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Lúc này Chu thư ký phát tới tin tức, phía trên văn tự là Chu thư ký châm trước về sau phát ra, yêu cầu làm tốt phân công quản lý giao thông lãnh đạo thành phố lập tức làm ra xử phạt. Trương Tùng nhìn thấy phía trên danh sách, cảm giác được có chút sờ mắt kinh tâm, hắn nhanh đi làm, vô luận Kiều Như Long có thể hay không được cứu, lần này Đông Châu giao thông bộ môn quản lý phải đối mặt một lần đại động đáng. Trương Tùng hôm nay cũng vội vàng đến sứt đầu mẻ chán, mặc dù trước tiên thông tri an ninh mạng bộ môn, nhưng vẫn là có quần chúng vây xem tướng lần này tai nạn xe cộ hiện trường video ban bố ra ngoài, trước mắt ngay tại phát động hết thảy lực lượng tiến hành thanh lý. Liền liền Hứa Thuần Lương cũng nhìn thấy trên mạng một chút video, vô luận từ bảo hộ người tư ẩn góc độ, vẫn là xử lý kiện bị chú ý sau khả năng sinh ra ảnh hưởng đến cân nhắc, đều hẳn là kịp thời dập tắt dư luận chi hỏa, phòng ngừa người hữu tâm lợi dụng chuyện này chế tạo văn chương. Hứa Thuần Lương tiến vào khách quý phòng nghỉ, Chu thư ký đang ở bên trong gọi điện thoại, Hứa Thuần Lương không có quấy rầy hắn, đi xem hạ Chu thư ký chén trà, hỗ trợ nối liền nước nóng. Chu thư ký lưu ý đến hắn đến, nói chuyện điện thoại xong về sau nói, tiểu Hứa, trở về rồi. Hứa Thuần Lương nói, vừa tới, đã thông chi người bị thương người nhà, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền đến. Chu thư ký nói, loại này tai họa bất ngờ ai cũng không nghĩ đến, con đường kia xe hàng là cấm làm được thật không biết giao quản bộ môn là làm cái gì. Hứa Thuần Lương có thể lý giải Chu thư ký phiền muộn, đối với chuyện này giao quản bộ môn hoàn toàn chính xác tồn tại không làm hiện tượng, trong thành phố nhiều cái đoạn đường dựa theo quy định cấm chỉ xe hàng, xe gắn máy thông hành, nhưng là cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cỗ xe vi quy thông hành. Đông Châu giao thông chỉnh thể hỗn loạn, xe điện chiếm dụng xe tốc hành đạo, vi quy nghịch hành nhìn mãi quen mắt, Kiều Như Long cái này khởi tai nạn xe cộ không thông báo khiến nhiều ít người bị sau đó truy trách. Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký, ngài không cần lo lắng, thư viễn hàng phi thường lợi hại, thủ thuật của hắn trình độ tại toàn bộ châu Á đều là xếp hàng đầu. Chu thư ký cảm khái nói, hy vọng người hiền tự có thiên tướng. Ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, hơn 3 giờ, làm sao còn chưa có đi ra. Hứa Thuần Lương tướng chính mình hiểu rõ đến một chút tình huống nói cho hắn, Kiều Như Long không chỉ trái tim tổn thương, còn sát nhập lồng ngực cùng trái phổi, thư viễn hàng lần này cần làm thân mật giải phẫu cùng trái phổi thu bổ giải phẫu. Dự tính tay thuật thời gian sẽ rất lâu, Hứa Thuần Lương đề nghị Chu thư ký trước tiên có thể trở về, chờ có tin tức trước tiên thông chi hắn. Tại Hứa Thuần Lương xem ra Chu thư ký ở lại chờ ý nghĩa cũng không lớn, không những giúp không được gì còn cho Trường Hưng bệnh viện phương diện tạo thành rất lớn áp lực, đương nhiên hắn cũng rõ ràng Chu thư ký hẳn là sẽ không đi, tại Kiều Như Long giải phẫu kết thúc trước đó, Chu thư ký là không tâm tình làm một chuyện gì. Trương Tùng an bài xong việc tình lại đi đến. Hướng Chu thư ký báo cáo một chút trước mắt sự kiện phản hồi, trước mắt nhiều cái bộ môn hợp lực tướng tai nạn xe cộ sự kiện cho đè ép xuống, giải hư tin tức giả người cũng tại thứ nhất thời gian bị khu quản hạt đồn công an khống chế. Hứa Thuần Lương một bên nghe, trong lòng thầm than, đều nói bên trong thể chế cơ cấu hiệu suất làm việc thấp, vậy cũng phải phân sự tình gì, xảy ra chuyện đối tượng là ai. Lúc này Cao Tân Hoa tiến đến, sau lưng còn đi theo một phòng ăn nhân viên công tác, đến cơm trưa thời gian. Chuyên môn cho Chu thư ký một nhóm an bài cơm trưa. Hứa Thuần Lương cùng hắn giao đưa một chút ánh mắt, hai người cũng không trò chuyện. Chu thư ký thời điểm dùng cơm, Hứa Thuần Lương cùng Cao Tân Hoa cùng rời đi khách quý phòng nghỉ, Cao Tân Hoa thấp giọng nói Kiều gia người đến sao. Hứa Thuần Lương nói, Mai Như Tuyết buổi chiều mới có thể đến, Diệp Thanh Nhã cũng sắp đến, Kiều Viễn Giang từ Nam Giang tới, vốn hẳn nên hắn cái thứ nhất đến, không biết thế nào. Nhắc Tào Tháo liền đến. Kiều Viễn Giang đã chuyến đặc biệt đã tới Trường Hưng bệnh viện, hắn cùng Hứa Thuần Lương cơ hồ tại đồng thời đạt được tin tức, bất quá Hứa Thuần Lương là cưỡi đường sắt cao tốc,
Kiều Viễn Giang lựa chọn ngồi xe, cho nên thời gian bên trên ngược lại so Hứa Thuần Lương muốn chậm một chút. Chu thư ký nghe nói Kiều Viễn Giang đến Trường Hưng tin tức, liền cơm cũng chưa ăn xong, liền vội vàng đi xuống lầu nghênh đón. Hứa Thuần Lương nhìn qua Chu thư ký bước đi như bay thân ảnh, trong lòng thầm than, ai cũng không dễ dàng, hắn không có ý định đi theo đi qua, đến một lần cùng Kiều Viễn Giang không quen, thứ hai loại thời điểm này cũng không tới phiên hắn đi tiếp đãi. Hứa Thuần Lương cùng Cao Tân Hoa đi cửa phòng giải phẫu, trên màn hình vẫn biểu hiện giải phẫu bên trong, đoán chừng giải phẫu còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Cao Tân Hoa không nín được đi hút thuốc lá khu, Hứa Thuần Lương đi theo. Cao Tân Hoa lấy ra một điếu thuốc, Hứa Thuần Lương móc ra bật lửa giúp hắn đốt, Cao Tân Hoa sửng sốt một chút phương mới quay về ngọn lửa hút một hơi, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Cao Tân Hoa đã không còn tướng Hứa Thuần Lương xem là quá khứ cái kia có thể tùy tiện hô tới quát lui hàng tiểu bối. Người trẻ tuổi này xã hội bây giờ quan hệ sớm đã vượt qua mình, Cao Tân Hoa phát hiện liền Hứa Thuần Lương cho hắn đốt thuốc, hắn đều cảm thấy có chút bất an. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, Bùi Lâm tình huống như thế nào? Cao Tân Hoa thở dài nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao gần nhất truyền ngôn rất nhiều, chuyện này ngươi hẳn là hỏi Lục Kỳ, Bùi Lâm xảy ra chuyện thời điểm hắn tại hiện trường. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, loại thời điểm này, làm rõ Bùi Lâm sự tình cũng không trọng yếu, chỉ là chuyện này cũng quá mức không thể tưởng tượng, Bùi Lâm chết rồi, trái tim quyên tặng cho Kiều Như Long, đối Kiều Như Long mà nói, cái này nhưng là tái tạo tri ân. Cao Tân Hoa nói, Triệu Viện cũng thật sự là đáng thương. Hứa Thuần Lương cũng không cảm thấy Triệu Phi Dương đáng thương, chân chính đáng thương là Bùi Lâm, Bùi Lâm mặc dù độc chết Dương Mộ Phong, nhưng là đó là bởi vì Dương Mộ Phong áp chế nàng trước đây. Dựa theo Hứa Thuần Lương logic, Bùi Lâm cách làm cũng không có sai, hắn kỳ thật đáy lòng là nhận đồng, sở dĩ không có ngay đầu tiên hướng cảnh sát cung cấp manh mối cũng có nguyên nhân này. Bùi Lâm là tự nguyện hiến cho. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, đương nhiên là A, nàng khi còn sống liền ký tên khí quan hiến cho sách, Triệu Viện làm gia thuộc cũng đồng ý, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, trái tim của nàng vừa vặn có đất dụng võ. Cao Tân Hoa nói xong, ý thức được mình nói như vậy giống như có chút không ổn. Thở dài nói, Bùi Lâm xem như cho hài tử tích một cái đại công tước đức. Diệp Thanh Nhã là một người tới, nàng cũng không tướng tin tức này nói cho Kiều Lão, đây là trưng cầu qua phụ thân ý kiến về sau quyết định. Diệp Sương Nguyên cho rằng Kiều gia sự tình vẫn là phải giao cho Kiều gia đi xử lý, nữ mà hiện tại muốn làm đến chính là tận một cái thê tử bổn phận, trước tiên tiến về Đông Châu thăm viếng. Diệp Sương Nguyên người ở Kinh Thành hắn cũng không có lựa chọn cùng nữ nhi cùng một chỗ tiến về Đông Châu. Có chuyện hắn trước hết cùng phụ thân nói chuyện. Diệp lão đang ở trong sân đánh ngũ cầm hí, lành bệnh về sau, thân thể của hắn càng ngày càng tốt, hẳn là Hứa Thuần Lương dạy cho hắn điều tức phương pháp công lao. Nhìn thấy nhi tử cái giờ này trở về, Diệp lão có chút hiếu kỳ, động tác lại không có trung đoạn, chậm rãi nói, sớm như vậy trở về rồi. Có chuyện muốn theo ngài thương lượng. Diệp lão ngừng lại, nhi tử đã nói như vậy liền sẽ không là chuyện nhỏ, hai người đi thư phòng. Diệp lão ngồi xuống, Diệp Sương Nguyên quy củ đứng đấy, cái này là từ nhỏ dưỡng thành thói quen tốt. Diệp lão nói, sự tình gì? Diệp Sương Nguyên nói, Như Long tại Đông Châu tao ngộ tai nạn xe cộ. Diệp lão nhíu mày, nghiêm trọng không? Diệp Sương Nguyên nhẹ gật đầu, vô cùng nghiêm trọng, một cây ống thép xuyên thấu hắn ngực trái tim bị hao tổn, trước mắt ngay tại đi giải phẫu ghép tim. Diệp lão đầu tiên nghĩ đến phải là bảo bối của mình tôn nữ. Nếu như Kiều Như Long qua không được cửa này, tôn nữ chẳng phải là muốn thủ tiết. Hắn nhìn qua Diệp Sương Nguyên nói, Thanh Nhã biết không? Biết, đã khởi hành đi Đông Châu. Ngươi vì cái gì không bồi nàng cùng đi? Phát sinh một chút sự tình. Thiên đại sự tình cũng cần trước thả một chút. Diệp Sương Nguyên đưa điện thoại di động đem ra, tìm ra một tấm hình cho phụ thân nhìn. Diệp lão sau khi xem trên mặt biểu lộ càng ngưng trọng thêm, cùng hắn cùng xe còn có một nữ nhân. Diệp Sương Nguyên không nói chuyện, làm một nam nhân, hắn trước tiên liền ý thức được nữ nhân này cùng Kiều Như Long quan hệ cũng không tầm thường. Diệp Sương Nguyên là nữ nhi cảm thấy phẫn nộ, nhưng là hắn cũng không ở trước mặt con gái có chút hào biểu lộ, đây cũng là hắn không có cùng đi nữ nhi đi trước nguyên nhân. Diệp lão trầm mặc một hồi nói, đi thôi, vô luận tình huống như thế nào, chúng ta Diệp gia đều muốn làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, Kiều gia tiểu tử nếu là qua không được cửa này, chuyện này liền đừng nhắc lại. Diệp Sương Nguyên nhẹ gật đầu. Diệp lão lại nói, nếu như qua cửa này liền phải thật tốt cha rõ ràng, cháu gái của ta cũng không thể bị người như thế khi dễ. Hắn nắm chặt nắm đấm,
hai mắt sâu bên trong bắn ra làm cho người sinh ra sợ hãi hàn quang. Diệp Sương Nguyên nói, Kiều Thúc Thúc bên kia hẳn còn chưa biết chuyện này, ta không có để Thanh Nhã thông chi hắn. Diệp Lão nói, Kiều gia sự tình đương nhiên là Kiều gia người mình tới nói tốt nhất, ngươi làm rất đúng. Hắn thở dài lại nói, Lão Kiều đối như Long ký thác kỳ vọng, nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, Lão Kiều thụ không được sự đả kích này. Diệp Sương Nguyên nói, ta chính là có chút bận tâm Thanh Nhã. Diệp Lão lắc đầu, không cần lo lắng, Thanh Nhã đối tình cảm của hắn không có sâu như vậy. Hiện thực chính là như thế, chủ đạo Diệp Thanh Nhã cùng Kiều Như Long hôn nhân cũng không phải là tình cảm, mà là lợi ích chính trị, kỳ thật hai cha con đều thấy phi thường rõ ràng, Kiều Như Long đối Diệp Thanh Nhã cũng không phải là chân ái, Diệp Thanh Nhã đối Kiều Như Long không phải là không như thế, nhưng mặc dù như thế, bọn hắn cũng cho nhịn không được Kiều Như Long phản bội, Kiều Như Long phản bội không chỉ là đối hôn nhân không trung thành, càng là đối với bọn hắn Diệp gia không tôn trọng. Diệp gia cùng Kiều gia có cái điểm giống nhau, gia tộc vinh dự cao hơn hết thảy. Kiều Viễn Giang đã nói cho trong nhà tất cả mọi người, ở thủ thuật còn chưa kết thúc trước đó không muốn thông chi phụ thân, hắn biết rõ phụ thân đối Kiều Như Long kỳ vọng cao, tại phụ thân trong lòng, Kiều Như Long địa vị thậm chí vượt qua Kiều Viễn Sơn. Mỗi lần nghĩ đến đệ đệ Kiều Viễn Sơn, Kiều Viễn Giang trong lòng liền ẩn ẩn làm đau, từ nhỏ đến lớn hắn từ đầu đến cuối sống ở đệ đệ bóng ma phía dưới, cho dù là đệ đệ phạm sai lầm, đệ đệ đi không từ giã, tại phụ thân trong lòng mình vĩnh viễn cũng không sánh nổi đệ đệ. Kiều Viễn Giang đã nhanh đến lui ra đến tuổi tác, nhưng hắn vẫn không có đạt được phụ thân tán đồng. Hắn thấy, phụ thân tất cả yêu đều cho đệ đệ sau khi đi, lại đem hy vọng cùng tình cảm đặt ở chất tử Kiều Như Long trên thân. Kiều Viễn Giang mặc dù chưa hề ở trước mặt bất kỳ người nào biểu lộ qua, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu là cực độ đè nén, thậm chí có thể nói hắn đối phụ thân ôm thật sâu oán niệm. Nghe được Kiều Như Long xảy ra chuyện tin tức, hắn cũng không có cảm thấy đặc biệt khổ sở. Mặc dù hắn cũng trước tiên chạy tới, chỉ là tận một cái bá phụ trách nhiệm thôi, đồng thời hắn cũng lo lắng nếu như đối với chuyện này không đủ coi trọng sẽ gặp phải phụ thân trách cứ. Không biết nguyên nhân gì, Kiều Viễn Giang đối Kiều gia vinh dự càng ngày càng không coi trọng, cái gì quyền lực, cái gì tài phú, tất cả đều là vật ngoài thân, hắn cũng không hiểu rõ phụ thân, như thế lớn tuổi tác vì sao còn muốn chấp nhất tại gia tộc truyền thừa. Kiều Viễn Giang những năm này đọc đến nhiều nhất chính là dịch kinh, hắn bắt đầu tin số mệnh. Cho là mình vận mệnh đã như vậy, vô luận cố gắng thế nào, đời này cũng vô pháp siêu việt phụ thân thành tựu, cho rằng đệ đệ vận mệnh đã như vậy, hiện tại chất tử Kiều Như Long tao ngộ dạng này bất hạnh, cũng là bởi vì mệnh. Kiều gia khí vận đã đến cuối cùng, thịnh cực mà suy, vương triều còn như vậy huống chi bọn hắn Kiều gia. Chu thư ký tướng tai nạn xe cộ tình huống hướng Kiều Viễn Giang tiến hành giới thiệu, Kiều Viễn Giang có thể phát giác được Chu thư ký khẩn trương, hiện tại hết thảy cũng đều là ẩn số. Nghe Chu thư ký nói xong, Kiều Viễn Giang nói, ta liên hệ bệnh viện nhân dân tỉnh chuyên gia, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi tới. Chu thư ký ý thức được Kiều Viễn Giang đối Trường Hưng bệnh viện chữa bệnh trình độ cũng không tín nhiệm, cái này cũng khó trách, Trường Hưng bệnh viện tại Đông Châu trước mắt liền trước ba cũng không chen vào được, mặc dù thư viễn hàng quá khứ lý lịch phi thường bắt mắt, nhưng là như thế này lớn giải phẫu là hắn đi vào Đông Châu ví dụ đầu tiên. Không phải mỗi người đều có thể đứng vững áp lực đi gánh chịu dạng này đại hình giải phẫu, Chu thư ký cũng làm cho Trương Tùng liên hệ trong thành phố cái khác bệnh viện đỉnh cấp khoa tim mạch chuyên gia, bọn hắn nhất trí phản ứng là Thư Viễn Hàng không có vấn đề, trả lời như vậy không chỉ có thể chứng minh Thư Viễn Hàng trình độ không tệ, đồng thời cũng biểu hiện ra những chuyên gia này không dám tùy tiện tiếp nhận dạng này giải phẫu, thành công cố nhiên đáng mừng, thất bại chịu có thể đứng trước danh dự bị hao tổn. Chu thư ký nói, ngài yên tâm. Chúng ta đã động viên Đông Châu đứng đầu nhất chữa bệnh lực lượng. Kiều Viễn Giang nhíu mày, hắn đối Chu thư ký lời nói này cũng không tán đồng, theo ta được biết, Trường Hưng cũng không phải là Đông Châu tốt nhất bệnh viện. Chu thư ký nói, mỗi cái bệnh viện đều có sở trường, Trường Hưng khoa tim mạch tại Đông Châu mạnh nhất, Thư Viễn Hàng tiến sĩ là châu Á đứng đầu nhất ngực ngoại khoa chuyên gia, thủ thuật của hắn trình độ coi như đặt ở châu Á cũng là đỉnh tiêm. Trương Tùng một bên nghe, trong lòng thầm nghĩ. Chu thư ký lời nói này tương đương cho Trường Hưng khoa tim mạch một cái chính thức chứng nhận, nếu như giải phẫu thành công, Trường Hưng bệnh viện khoa tim mạch sẽ trở thành Đông Châu không thể tranh cãi đầu phòng. Diệp Thanh Nhã mới vừa tiến vào Trường Hưng bệnh viện, liền rơi ra mưa to, nàng không để ý tới bung dù, đội mưa liền vọt vào phòng bệnh cao ốc. Đương Diệp Thanh Nhã xuất hiện tại phòng giải phẫu trước cửa thời điểm, quần áo trên người đều bị làm ướt, loại chuyện này rất ít xảy ra ở trên người nàng.
Triệu Phi Dương chuyên môn an bài phó viện trưởng Cảnh Văn Tú đứng tại cửa phòng giải phẫu, chính là vì nghênh đón người bị thương gia thuộc, viện xử lý chủ nhiệm cũng một mực thủ ở nơi đó, nếu như tình huống có biến sẽ trước tiên hướng Triệu Phi Dương tiến đi báo cáo. Diệp Thanh Nhã vừa xuất hiện liền đưa tới Cảnh Văn Tú chú ý, một người khí chất khẳng định cùng xuất thân tu dưỡng có quan hệ, Cảnh Văn Tú đánh giá ra Diệp Thanh Nhã nên là Kiều Như Long gia thuộc, tranh thủ thời gian nghênh đón, ngài là Diệp Thanh Nhã đơn giản giới thiệu một chút về mình thân phận. Cảnh Văn Tú cung kính nói, nguyên lai là Kiều phu nhân, ta là Trường Hưng Bệnh viện phó viện trưởng Cảnh Văn Tú, trước mắt ngài trượng phu giải phẫu còn đang tiến hành. Diệp Thanh Nhã nói, tình huống có phải hay không rất nghiêm trọng. Cảnh Văn Tú nói, tình huống cụ thể còn không rõ lắm, hiện tại chính tiến hành giải phẫu ghép tim, Kiều phu nhân, ta mang ngài đi trước khách quý phòng nghỉ. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, ta chỗ nào đều không đi, liền ở chỗ này chờ. Lúc này Hứa Thuần Lương cùng Cao Tân Hoa đi trở về, Hứa Thuần Lương nhìn thấy Diệp Thanh Nhã tỷ, ngài ngươi tới vào lúc nào? Hắn là Diệp lão cháu nuôi, Diệp Thanh Nhã là hắn chị nuôi, nếu như từ Kiều Như Long bên kia hô, hẳn là xưng hô Diệp Thanh Nhã tẩu tử, bất quá bây giờ hắn cùng Mai Như Tuyết chưa kết hôn, cho nên vẫn là gọi tỷ tương đối thỏa đáng. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy Hứa Thuần Lương, vành mắt lập tức đỏ lên, Thuần Lương, Như Long hắn. Hứa Thuần Lương cũng không biết ứng phải an ủi như thế nào nàng, Kiều Như Long có thể hay không còn sống ra, hắn cũng không rõ ràng, dù sao khai đao là Thư Viễn Hàng, Hứa Thuần Lương tin tưởng Thư Viễn Hàng y thuật, nhưng là không rõ ràng Kiều Như Long đến cùng bị thương thành bộ dáng gì. Hứa Thuần Lương nói, ta đoán chừng mau ra đây, ngài cũng không cần quá lo lắng, Như Long ca nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Cảnh Văn Tú một bên nhìn xem, trong lòng âm thầm cảm thán, Hứa Thuần Lương lợi hại. Cùng Diệp gia Kiều gia quan hệ như thế thân mật, về sau tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng, khó trách đại ca đều nói muốn cùng hắn chỗ tốt quan hệ. Hứa Thuần Lương cũng khuyên Diệp Thanh Nhã đi trước khách quý phòng nghỉ chờ lấy, nhưng Diệp Thanh Nhã kiên trì muốn lưu tại cửa phòng giải phẫu, Hứa Thuần Lương đành phải để tùy. Diệp Thanh Nhã tại cửa ra vào liền ghế dựa ngồi xuống, Cảnh Văn Tú đi cho nàng rót chén trà nóng đưa tới, còn Chi Kỷ đưa tới khăn lông khô, để Diệp Thanh Nhã lau lau bị nước mưa ướt nhẹp tóc phòng ngừa cảm lạnh. Hứa Thuần Lương nhận được Mai Như Tuyết điện thoại, nàng vừa hạ đường sắt cao tốc, đã sớm an bài đơn vị xe tại đường sắt cao tốc đứng đợi nàng, hỏi thăm đại ca hiện tại giải phẫu tình huống. Hứa Thuần Lương nói cho nàng trước mắt giải phẫu còn không có kết thúc, Mai Như Tuyết thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hỏi hắn có phải hay không ngay tại làm giải phẫu ghép tim. Hứa Thuần Lương một mực giấu giếm nàng chuyện này, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị nàng biết, Mai Như Tuyết là từ đại bá nơi đó biết được, Hứa Thuần Lương để nàng yên tâm. Kiều Như Long vận khí coi như không tệ, ngắn như vậy lúc trong phòng có thể tìm tới thích hợp trái tim, cái này cho thấy thượng thiên đối với hắn vẫn là chiếu cố, tin tưởng hắn nhất định sẽ vượt qua nan quan. Kết thúc trò chuyện về sau, Hứa Thuần Lương đoán chừng Mai Như Tuyết trong vòng 20 phút nên có thể đuổi tới, hắn tìm đem dù chuẩn bị xuống đi nghênh đón. Lúc này trong phòng giải phẫu có y tá ra thông báo tình huống, giải phẫu ghép tim đã hoàn thành, trước mắt đi phổi tu bổ giải phẫu. Đoán chừng còn phải cần một khoảng thời gian Thư Viễn Hàng để nàng ra nói một tiếng, cũng là nghĩ để gia thuộc yên tâm. Bệnh viện Nhân dân tỉnh chuyên gia đội ngũ cũng chạy tới, từ Trường Hưng Bệnh viện Phó Viện trưởng Tần Quốc Minh dẫn đầu tiến vào phòng giải phẫu, đám này chuyên gia cũng không phải tới quan sát giải phẫu, bọn hắn tất cả đều là bị khẩn cấp triệu tập tới hội chẩn. Kiều Viễn Giang Trường Hưng Bệnh viện trình độ cũng không tín nhiệm, cho nên vận dụng các mặt quan hệ lâm thời tổ chức chi này chuyên gia đoàn đội. Từ Nam Giang chạy tới nghĩ cách cứu viện Kiều Như Long sinh mệnh, hắn cái này đương đại bá chỉ có thể làm nhiều như vậy, coi như lần thất bại này, hắn đối lão gia tử cũng có bàn giao. Giải phẫu bên trong Thư Viễn Hàng biết được tin tức này về sau, trong lòng có chút không vui, hắn để trợ thủ ra ngoài nói cho Tần Quốc Minh, nếu như chuyên gia tổ có bất kỳ người dám can đảm tiến vào phòng giải phẫu quấy nhiễu công tác của hắn, như vậy thuật bên trong xuất hiện bất kỳ vấn đề từ bọn hắn gánh chịu. Tần Quốc Minh cũng phi thường xấu hổ. Hắn cũng không làm chủ được, tranh thủ thời gian hướng Triệu Phi Dương làm báo cáo. Triệu Phi Dương kỳ thật cũng ở thủ thuật thất, Bùi Lâm Hiến cho khí quan giải phẫu cũng sớm đã hoàn tất, thay xong quần áo nằm tại trên bàn giải phẫu. Mấy canh giờ này, Triệu Phi Dương vẫn luôn ngồi tại Bùi Lâm bên người yên lặng nhìn xem nàng tái nhợt di dung, hắn nhớ lại cùng Bùi Lâm quen biết sau từng ly từng tí, càng phát ra ý thức được nữ nhân này thật sự là số khổ, cùng hắn tại cùng một chỗ không có qua mấy ngày tốt lành. Sau khi chết còn lưu cho mình như thế một cái đại nhân tình, coi như khi còn sống có chỗ nào không đúng, cùng nàng quyên tặng khí quan chuyện này so sánh đều không coi vào đâu. Bùi Lâm vừa chết,
quay chung quanh nàng điều tra tự nhiên không có tiếp tục ý nghĩa, nàng chết bảo vệ thanh danh của mình, bảo vệ tương lai của con trai. Triệu Phi Dương trong lòng yên lặng khắc xuống mấy cái danh tự, Đường Kinh Vĩ, Đường Kinh Luân, chính là cái này hai huynh đệ bố cục mới tạo thành Bùi Lâm bi kịch, Dương Mộ Phong cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, hắn chết chưa hết tội, còn có Hứa Thuần Lương Bùi Lâm rõ ràng đi tìm hắn hỗ trợ, vì cái gì không giúp. Liền Triệu Hiểu Tuệ loại nữ nhân kia gặp được phiền phức hắn đều có thể đứng ra, Bùi Lâm tìm hắn hỗ trợ hắn vì cái gì không giúp. Lục Kỳ, nếu như không phải hắn gắt gao cắn Bùi Lâm không thả, cũng sẽ không tướng Bùi Lâm ép lên tuyệt lộ, Bùi Lâm đều đã qua đời, hắn thế mà còn muốn điều tra trong hộp cơm cơm, hắn rõ ràng là tại nhằm vào ta. Triệu Phi Dương nội tâm bị cừu hận hỏa diễm lặp đi lặp lại thiêu nướng, nhân sinh của hắn mục tiêu không còn là Trường Hưng bệnh viện, mà là một cái công đạo, hắn muốn cho Bùi Lâm một cái công đạo, hắn muốn cho hài tử một cái công đạo, hắn muốn cho mình một cái công đạo. Tần Quốc Minh điện thoại tới rất không phải lúc, Triệu Phi Dương làm rõ ràng sự tình gì thời điểm. Lập tức phát tác Tần Quốc Minh, người có đầu óc hay không? Tại sao muốn để bọn hắn tiến vào phòng giải phẫu? Đây là đối chúng ta Trường Hưng không tín nhiệm, là đối với chúng ta chữa bệnh trình độ trào phúng. Người đi nói cho bọn hắn, nếu như không tín nhiệm ta nhóm, như vậy bọn hắn có thể để chuyên gia tổ toàn diện tiếp nhận. Điều kiện tiên quyết là ký tên một phần trách nhiệm sách, Kiều Như Long ra vấn đề gì chính bọn hắn phụ trách. Triệu Phi Dương thanh âm rất lớn, Tần Quốc Minh mặc dù không có mở miễn đề, đều đạt đến miễn đề hiệu quả, khiến cho hắn tốt không xấu hổ. Tần Quốc Minh hạ giọng nói, Triệu Việt, chuyện này ta thật xử lý không được. Xử lý không được ngươi liền từ chức, Triệu Phi Dương đang tức giận bên trong đã cúp điện thoại. Hắn vươn tay, vuốt ve một chút Bùi Lâm tái nhợt khuôn mặt lạnh như băng, thanh âm đột nhiên lại trở nên ôn nhu, Tiểu Lâm, ta rời đi một hồi, ngươi yên tâm, đời ta cũng sẽ không tái giá, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nhi tử. Triệu Phi Dương ra tay thuật thất. Đến đi ra bên ngoài, nhìn thấy Tần Quốc Minh liền đứng trong hành lang. Chuyên gia đoàn đội đã đi chuẩn bị, Triệu Phi Dương dùng ngón tay chỉ Tần Quốc Minh, Trường Hưng bệnh viện không phải làm loạn địa phương, ngươi là phó viện trưởng, người làm sao cho ta mang vào, liền làm sao mang cho ta ra ngoài. Lúc này phòng giải phẫu y tá trưởng đi tới, nhìn thấy hai vị viện trưởng tư thế, tranh thủ thời gian dừng bước không tiến. Triệu Phi Dương nói, tình huống thế nào? Hết thảy thuận lợi. Giải phẫu ghép tim đã hoàn thành, trước mắt đang tiến hành đến tiếp sau giải phẫu. Triệu Phi Dương mím môi, rất tốt, thư bác sĩ vất vả, tất cả mọi người không có thư bác sĩ cho phép không được đi vào giải phẫu hiện trường, bất kỳ cái gì trách nhiệm ta đến gánh chịu. Tần Quốc Minh cúi đầu xuống, hắn có loại cảm giác kỳ quái, Triệu Phi Dương phảng phất đổi một người, người tại tao ngộ nặng biến cố lớn về sau bình thường tính tình sẽ có cải biến, nhưng là Triệu Phi Dương cải biến quá lớn, phảng phất đổi một người. Triệu Phi Dương cách mở tay ra thuật thất, hắn để viện xử lý chủ nhiệm đi chuẩn bị Bùi Lâm hậu sự, lần này tang lễ sẽ không phô trương lãng phí, nhưng là nhất định không thể keo kiệt, hắn không có cho Bùi Lâm một cái viên mãn hôn lễ, nhất định muốn cho nàng một cái hoàn mỹ tang lễ. Triệu Phi Dương điều chỉnh một hạ tâm tình, lần nữa tiến về khách quý phòng nghỉ. Chu thư ký nhìn thấy Triệu Phi Dương tới, thân thiết hô, Phi Dương, tới, ta giới thiệu cho ngươi. Triệu Phi Dương nhưng thật ra là gặp qua Kiều Viễn Giang, nhưng là Kiều Viễn Giang loại này cấp bậc nhân vật đối với hắn không có có bất kỳ ấn tượng nào. Đương Kiều Viễn Giang nghe nói Kiều Như Long hiện tại sử dụng trái tim chính là Triệu Phi Dương vong thê quyên tặng, lập tức đứng dậy chủ động cùng Triệu Phi Dương nắm tay, Phi Dương đồng chí, cảm ơn ngươi a. Triệu Phi Dương mím môi nói, cũng không có gì tốt tạ, thê tử của ta sớm liền làm ra quyên tặng khí quan quyết định, nàng mặc dù qua đời. Nhưng là nếu như thân thể của nàng khí quan có thể cứu người, cũng coi là cái này cái xã hội tận một điểm cuối cùng lực. Kiều Viễn Giang nắm chặt Triệu Phi Dương tay không thả, có chút kích động nói, dạng này người tốt chuyện tốt chúng ta nhất định phải đại lực tuyên dương. Hắn phụ trách tuyên truyền lĩnh vực nhiều năm, đây là hắn chuyện dễ như trở bàn tay. Tuyên truyền chính năng lượng đồng thời lại có thể còn một phần ân tình, cớ sao mà không làm. Triệu Phi Dương lắc đầu nói, tạ ơn, thê tử của ta khi còn sống nói qua. Nàng cũng không muốn lộ ra, càng không muốn bởi vì nàng quyên tặng cho thụ quyên người tạo thành bất kỳ bối rối. Hy vọng các vị có thể vì nàng bảo thủ cái này bí mật, đây đã là đối nàng lớn nhất cảm tạ cùng tôn trọng. Chu thư ký đều nghe được có chút cảm động, Triệu Phi Dương cặp vợ chồng cảnh giới có thể a. Triệu Phi Dương nói, ta tới là muốn nói cho mọi người, Kiều Như Long đồng chí giải phẫu phi thường thuận lợi, trước mắt giải phẫu ghép tim đã thành công, có thể nói nguy hiểm nhất giai đoạn đã qua. Còn mời mọi người tướng tin chúng ta Trường Hưng bệnh viện, tin tưởng thư bác sĩ giải phẫu tiêu chuẩn.
Chu thư ký cùng Kiều Viễn Giang đồng thời gật đầu. Triệu Phi Dương cũng không có ở lâu, hắn muốn trở về an bài Bùi Lâm tang lễ, nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, ngược lại cho người ta bất cận nhân tình cảm giác. Triệu Phi Dương rời đi thời điểm vừa vặn gặp Đường Kinh Luân, Đường Kinh Luân tới rất gấp, nhìn thấy Triệu Phi Dương mở miệng trách cứ, Phi Dương, phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không nói với ta? Ta cùng Kiều Bí Thư vẫn là lão bằng hữu đâu. Triệu Phi Dương phản ứng tương đương lãnh đạm, nếu là lão bằng hữu thì càng không cần ta nói. Hắn cũng không quay đầu lại đi. Đường Kinh Luân trong lòng tự nhủ con hàng này hôm nay uống lộn thuốc. Hắn chú ý điểm tại Kiều Như Long trên thân, còn không biết Bùi Lâm đã chết. Đường Kinh Luân đi vào khách quý cửa phòng nghỉ ngơi, bị hai tên nhân viên công tác cản lại. Đường Kinh Luân nói, ta là tới tìm Chu thư ký, ta là Hoa Niên tập đoàn CEO, Trường Hưng bệnh viện đại cổ đông. Trong đó một tên nhân viên công tác nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, Chu thư ký đang nghỉ ngơi, bất kỳ cái gì người không có phận sự không được đi vào. Mưa càng rơi xuống càng lớn, Mai Như Tuyết đuổi tới bệnh viện thời điểm, chính là hạ đến lớn nhất thời điểm, lái xe đưa nàng đưa đến phòng bệnh cao ốc trước cửa, Mai Như Tuyết đẩy cửa xe ra, đã có người trống ra dù vì nàng che kín đầu đỉnh mưa rơi, ngẩng đầu thấy là Hứa Thuần Lương. Mai Như Tuyết vội vàng đi vào trong, Hứa Thuần Lương che chở nàng. Đến đại sảnh tướng dù che mưa thu hồi. Mai Như Tuyết nói, anh ta thế nào? Hứa Thuần Lương nói, hết thảy thuận lợi, đoán chừng nhiều nhất 2 giờ toàn bộ giải phẫu có thể hoàn thành. Hắn lưu ý đến Mai Như Tuyết con mắt có chút sưng vù, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Hứa Thuần Lương nói cho Mai Như Tuyết, Kiều Viễn Giang, Diệp Thanh Nhã đều đã đến. Mai Như Tuyết đi trước cửa phòng giải phẫu cùng tàu tử gặp mặt, cô hai người biểu hiện được đều rất kiên cường. Hứa Thuần Lương đề nghị, không bằng đi trước khách quý phòng nghỉ các loại, các ngươi ở chỗ này chờ cũng không có ý nghĩa. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi mang Tiểu Tuyết đi qua đi, ta còn là lưu tại nơi này an tâm một chút. Mai Như Tuyết nói, ta cũng không đi. Hứa Thuần Lương không có chậm trễ hai người bọn họ nói chuyện phiếm, đi tự động bán cơ giúp các nàng mua nước. Mai Như Tuyết nắm chặt Diệp Thanh Nhã tay, tay của hai người đều thật lạnh, Diệp Thanh Nhã nói, Tiểu Tuyết, ngươi không cần lo lắng. Đại ca ngươi giải phẫu ghép tim đã thành công, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng, mặt ngoài là tại nói cho Mai Như Tuyết, kỳ thật cũng là đang an ủi mình. Mai Như Tuyết nói, tẩu tử, chuyện này ta còn không có nói cho ra ra, ta muốn đợi thuật hậu lại nói với hắn. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu, đúng, ra ra niên kỷ như thế lớn, vẫn là đừng để lão nhân gia ông ta bị kích thích. Mai Như Tuyết nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy đại bá hẳn là tại khách quý phòng nghỉ đi. Nhỏ giọng nói, gặp đến đại bá không có. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, Mai Như Tuyết trong lòng có chút không vui, đại bá hẳn phải biết tẩu tử đến, về tình về lý đều hẳn là ra nhìn một chút, mặc dù Diệp Thanh Nhã gả vào Hứa gia, nhưng là dù sao người ta phía sau là Diệp gia. Đồng thời Mai Như Tuyết cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Diệp gia chẳng lẽ chỉ có Diệp Thanh Nhã một người đến đây. Lúc này Cảnh Văn Tú bồi tiếp nàng đại ca Cảnh Văn Tuấn đến đây, Cảnh Văn Tuấn thăng nhiệm thường ủy trước đó. Là Mai Như Tuyết lãnh đạo trực tiếp, qua tới thăm cũng nói còn nghe được, kỳ thật hắn cùng Kiều Như Long không có bất kỳ cái gì giao tình nhưng là sự kiện lần này hắn cũng không muốn vắng mặt. Hứa Thuần Lương mua nước thời điểm, Lục Kỳ gọi điện thoại tới, hỏi thăm Kiều Như Long tình huống, Hứa Thuần Lương đơn giản đem tình huống nói cho hắn. Lục Kỳ cảm xúc có chút xa xút, người hiềm nghi tự sát, lãnh đạo cấp trên đã quyết định gác lại án này, hắn mới vừa tiến vào tổ chuyên án, lần nữa bởi vì công việc bất lực mà gánh trách. Lãnh đạo cấp trên để hắn buông xuống trong tay tất cả công việc, nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian tiến về Tây Cương trợ giúp, mặc dù không có cho hắn công khai phê bình, nhưng trên thực tế cũng trở tại đối với hắn tiến hành xử lý. Lục Kỳ một bụng ủy khuất, vừa mới tìm Triệu Phi Dương ký tên thời điểm, Triệu Phi Dương lại hướng về phía hắn phát tiết một trận. Hứa Thuần Lương khuyên hắn nhìn thoáng chút, phổ luận Dương Mộ Phong bản án có phải hay không Bùi Lâm làm, hiện tại người đều đã chết, truy cứu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ấn lý thuyết, coi như hắn cha ra là Bùi Lâm gây nên, lấy Bùi Lâm tình trạng cũng không có khả năng phán xử tử hình, Bùi Lâm lựa chọn tự sát đã đợi tại bản thân trừng phạt, mà lại nàng còn hiến cho khí quan cứu được Kiều Như Long một mạng. Lục Kỳ thở dài thở ngắn, để Hứa Thuần Lương tiến đến phúng viếng thời điểm đừng quên giúp đỡ đốt cái làm giấy, Hứa Thuần Lương cho là hắn không có cần thiết này, Triệu Phi Dương chắc chắn sẽ không lĩnh hắn phần nhân tình này. Vừa mới phủ lên Lục Kỳ điện thoại. Bên kia Lục Minh lại gọi điện thoại tới, Lục Minh cũng là hỏi thăm Kiều Như Long tình trạng, Hứa Thuần Lương không nghĩ tới Kiều Như Long thương thế khiên động nhiều người như vậy. Lục Minh không ngừng kêu khổ,
bởi vì Kiều Như Long sự tình hắn bị phân công quản lý lãnh đạo mắng cái đầy bụi đất, nói hắn mạng lưới giám thị bất lực, mặc dù hắn ngay đầu tiên khai thác biện pháp, nhưng vẫn là có xe hỏa video lưu truyền ra ngoài, Lục Minh cảm giác sâu sắc không ổn, tìm Hứa Thuần Lương tìm hiểu tình huống, sớm làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Hứa Thuần Lương nhạy cảm thấy được sự tình không có đơn giản như vậy, nếu như chỉ là một trận đơn thuần tai nạn xe cộ, cho dù có người quay chụp trong video truyền cũng không quan hệ nhiều lắm, có phải hay không trong đó có ẩn tình khác, truy vấn phía dưới, Lục Minh mới truyền cho hắn một đoạn ngắn video, để chính hắn đi nghiên cứu. Hứa Thuần Lương từ tai nạn xe cộ trong video thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia từ trong xe dẫn đầu chạy ra nữ nhân rõ ràng là Tề Sảng, mà tại sau này sự tình đang phát triển, cũng không có người đề cập điểm này, Tề Sảng phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian thần bí ẩn hình. Hứa Thuần Lương đương nhiên biết rõ Tề Sảng lựa chọn ẩn hình nguyên nhân, cũng minh bạch Lục Minh vì sao sợ hãi, nếu như chuyện này xử lý bất đương rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tiền đồ. Hứa Thuần Lương cầm hai bình nước trở lại Mai Như Tuyết bên người, trong đó một bình đưa cho Diệp Thanh Nhã. Diệp Thanh Nhã một giọng nói tạ ơn, Hứa Thuần Lương tướng Mai Như Tuyết gọi qua một bên, hắn cho rằng chuyện này hẳn là mau chóng để Kiều gia biết được. Mai Như Tuyết xem hết đoạn video kia, cắn cắn môi anh đào, nhỏ giọng nói chị dâu ta biết không? Hứa Thuần Lương lắc đầu, không rõ ràng, hắn không cho rằng chuyện này có thể giấu giếm quá lâu. Mai Như Tuyết nói, coi như cùng xe cũng chưa chắc có quan hệ gì. Nàng nói xong, cảm giác ngay cả mình đều không thể thuyết phục mình, đã không có quan hệ, vì cái gì nữ nhân này phải ẩn trốn. Cái này chẳng phải là muốn đóng gì rõ. Mai Như Tuyết suy nghĩ một chút nói, người biết nàng sao? Có thể liên hệ với sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Mai Như Tuyết nói, để nàng ra đem sự tình nói rõ ràng, trốn đi cũng không phải cái gì biện pháp tốt. Trên một điểm này Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết nghĩ đến cùng một chỗ, Tề Sảng trốn đi dự tính ban đầu có thể là vì Kiều Như Long tốt, sợ hãi cho hắn tạo thành ảnh hưởng xấu, cũng có thể là tiếp nhận một loại nào đó áp lực. Hứa Thuần Lương nói, người có phải hay không trước trưng cầu một chút đại bá của người ý kiến. Mai Như Tuyết nhìn hắn một cái, lập tức minh bạch, Hứa Thuần Lương có ý tứ là, chuyện này Kiều Viễn Giang rất có thể đã biết, để Tề Sảng trốn đi có lẽ là hắn ý tứ. Mai Như Tuyết lấy điện thoại cầm tay ra cho đại bá đánh qua. Kiều Viễn Giang nghe Mai Như Tuyết nói xong Tề Sảng sự tình, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, không sai, là ta an bài, chuyện này truyền đi không tốt. Hắn nhìn một bên Chu thư ký một chút, Tuần Bí Thư đã đứng dậy đi phía trước cửa sổ, loại này đẳng cấp quan viên tất cả đều là nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ. Kiều Viễn Giang cho là mình đối với chuyện này chọn lựa biện pháp là kịp thời thỏa đáng. Nếu như Kiều Như Long trong xe còn có một cái nữ hành khách sự tình bị đưa tin ra ngoài, khẳng định sẽ khiến một trận sóng to gió lớn, nói không chừng sẽ ảnh hưởng Kiều gia cùng Diệp gia quan hệ. Mai Như Tuyết đơn giản im lặng, đại bá chẳng lẽ chưa nghe nói qua càng che càng lộ. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi cho rằng là có thể che lại, coi như Tề Sảng trong xe cũng không có gì lớn, ngược lại là đại bá cái này sóng thao tác để cho người ta không nghĩ ngợi thêm cũng khó khăn. Mai Như Tuyết nói, đại bá, ta cho rằng chuyện này có chút không ổn, đã sự tình đã phát sinh, cũng không cần che giấu, khống chế ảnh hưởng có thể, nhưng là cải biến sự thật liền không có bất kỳ cái gì cần thiết, về phần cuối cùng xử lý như thế nào, vẫn là giao cho ta đại ca chính mình. Kiều Viễn Giang có chút không vui, Mai Như Tuyết nói như vậy rõ ràng là chất vấn quyết định của mình, hắn chưa từng thích qua Mai Như Tuyết, cũng không cho rằng nàng là Kiều gia một phần tử, Kiều Viễn Giang nói, người còn trẻ không thể chỉ nhìn phiến diện, muốn nhìn đến dài xa một chút. Muốn cân nhắc đến tiếp sau ảnh hưởng. Mai Như Tuyết nói, đại bá, ta mặc dù tuổi trẻ cũng hiểu được lợi hại quan hệ. Kiều Viễn Giang tức giận, Tiểu Tuyết, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Đại bá, ngài không nên hiểu lầm, ta là vì Kiều gia. Ngươi không họ Kiều, Kiều Viễn Giang nói xong liền đã cúp điện thoại, hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chợt nhớ tới Chu thư ký còn trong phòng, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, ngẩng đầu tìm kiếm Chu thư ký vị trí. Chu thư ký đã sớm đi phòng rửa tay, Kiều Viễn Giang âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt vừa rồi đối thoại không có bị hắn nghe được. Những người tuổi trẻ này thật sự là không biết trời cao đất rộng, mới tiến vào thể chế mấy ngày, lại dám giáo huấn khởi chính mình tới, tất cả đều là bởi vì lão gia tử duyên cớ, hắn đối Kiều Như Long hai huynh muội quá mức dung túng, hai người bọn họ hàng tiểu bối tại lão gia tử trong suy nghĩ địa vị đã sớm vượt qua mình, tâm nghĩ đến đây, Kiều Viễn Giang càng phát ra cảm thấy phiền muộn. Để nữ nhân kia trốn đi là vì để tránh cho tạo thành ảnh hưởng xấu, đạo lý đơn giản như vậy Mai Như Tuyết cũng đều không hiểu.
Mai Như Tuyết đụng phải một cái mũi xám, tức giận đến dậm chân. Từ phản ứng của nàng, Hứa Thuần Lương liền biết nàng cùng Kiều Viễn Giang câu thông cũng không thuận lợi, thấp giọng nói có muốn hay không ta liên lạc một chút nàng. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, ra ra đối đại bá thất vọng là có nguyên nhân, hắn mặc dù tại thể chế bên trong nhiều năm nhưng chính trị trí tuệ cũng không tăng trưởng, thời điểm then chốt xử lý sự tình vẫn là không phân rõ nặng nhẹ, nói chuyện gì cái nhìn đại cục, ra ra nói hắn thiếu sót nhất chính là cái nhìn đại cục. Hứa Thuần Lương cho Tề Sảng gọi điện thoại, điện thoại di động của nàng tắt máy đối kết quả này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hứa Thuần Lương do dự có phải hay không tìm Chiêm Thiên Hàng hỏi một chút thời điểm, Chiêm Thiên Hàng trước gọi điện thoại đến đây, hỏi thăm Kiều Như Long tình trạng. Hứa Thuần Lương cho rằng chuyện này không sẽ truyền nhanh như vậy, hơi chút suy nghĩ liền đoán được ảo diệu bên trong, hỏi ngược lại, ngươi là giúp Tề Sảng hỏi a? Tề Sảng, không có. Hứa Thuần Lương nói, Chiêm ca. Trước mắt vừa mới hoàn thành giải phẫu ghép tim, Thư Viễn Hàng tự mình cầm đao, đoán chừng mệnh là kiếm về. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hứa Thuần Lương nói, người giúp ta chuyển cáo Tề Sảng, trốn đi không phải biện pháp, có người đập tới nàng ở hiện trường video, chuyện này là không lấn át được, cùng nghĩ biện pháp phủi sạch quan hệ, không bằng ra đối diện, thanh người từ thanh dù sao cũng so càng che càng lộ tốt. Chiêm Thiên Hàng ý thức được Hứa Thuần Lương đã đoán được mình là bị Tề Sảng ủy thác. Xấu hổ cười nói, được, ta liên hệ nàng thử một chút. Để nàng gọi điện thoại cho ta. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại không bao lâu, Tề Sảng liền gọi điện thoại tới, nàng kỳ thật cũng không có đi xa, vẫn ở Trường Hưng bệnh viện đối diện trong quán cà phê các loại tin tức, nàng muốn cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt một lần. Hứa Thuần Lương tướng chuyện này nói cho Mai Như Tuyết, Mai Như Tuyết để hắn tới, nhất định phải ổn định Tề Sảng, liên quan tới tai nạn xe cộ quá trình không cần thiết nói dối. Nên nói như thế nào liền nói thế nào. Hứa Thuần Lương đi tìm Tề Sảng thời điểm, Mai Như Tuyết châm trước liên tục, vẫn là bấm ra ra điện thoại. Hiện tại đã trên cơ bản có thể xác định đại ca trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng, cũng không thể từ đầu đến cuối giấu giếm ra ra, nàng lần này không có cùng đại bá thương lượng, bởi vì nàng dự cảm coi như thương lượng cũng sẽ gặp phải đại bá phản đối. Kinh thành ánh nắng rất tốt, Kiều lão hôm nay tâm tình lại phá lệ bực bội. Hắn cũng không biết rõ là nguyên nhân gì, tiếp vào tôn nữ điện thoại, nghe nói cháu trai tai nạn xe cộ thụ thương tin tức, Kiều lão rốt cuộc tìm được nguyên nhân, cái này loại cảm giác hết sức quen thuộc, lúc trước tiểu nhi tử Kiều Viễn Sơn rời đi thời điểm hắn liền có cảm giác giống nhau. Kiều lão phi thường tỉnh táo, đầu tiên hỏi thăm có không có nguy hiểm tính mạng, Mai Như Tuyết không có làm qua nhiều dấu giếm, tướng tình huống thực tế hướng hắn báo cáo. Kiều lão nghe nói đã làm xong giải phẫu ghép tim, tay của hắn hơi hơi run rẩy lên. Hắn mặc dù không phải bác sĩ nhưng là đối khí quan cấy ghép giải phẫu cũng có chút hiểu biết, dứt bỏ thuật hậu tỷ lệ sống sót không nói, chỉ sợ cháu trai cái này đời đều không thể rời đi dược vật. Hắn thậm chí không dám nghĩ tiếp, hít một hơi thật sâu, làm ra quyết định, hắn sẽ lập tức tiến về Đông Châu. Kiều lão thông chi con dâu Vương Tư Tề, nàng là Như Long mẫu thân, phát sinh chuyện lớn như vậy không có khả năng không thông chi nàng. Vương gia bên kia nghe nói về sau. Vương Tư Tề đệ đệ Vương Tư Hiên cũng quyết định hộ tống tiến về. Hứa Thuần Lương bốc lên mưa to đi vào bệnh viện đối diện Địch Âu Cà Phê, ở bên ngoài liền thấy cửa sổ sát đất sau một thân ảnh mơ hồ, nhà này quán cà phê sinh ý cũng không tốt, lại thêm trời mưa to, nặc lớn quán cà phê liền không có còn lại mấy cái khách hàng. Tề Sảng bưng lấy cà phê, trên mặt không có một chút xíu huyết sắc, trên trán còn có một đạo nhàn nhạt vết cắt, nàng cũng đủ may mắn, chẳng những tránh thoát kiếp nạn. Toàn thân cao thấp cũng chỉ có chỗ này quẹt làm bị thương. Hứa Thuần Lương tướng dù che mưa đặt ở khung dù bên trên, đi vào Tề Sảng đối diện ngồi xuống. Tề Sảng nói, ta cho ngươi điểm chén mocha. Hứa Thuần Lương bưng lên cà phê uống một ngụm, tại sao muốn trốn đi? Ta không muốn tránh, là Kiều gia để ta làm như vậy. Hứa Thuần Lương nhíu mày trong miệng nàng Kiều gia hẳn là Kiều Viễn Giang. Tề Sảng nói, ta cùng hắn không có gì. Chỉ là dựng đi nhờ xe đến Đông Châu. Hứa Thuần Lương rơi xuống chén cà phê nói, ta đối quan hệ của các ngươi không có hứng thú, ngươi có hay không nghĩ tới, lúc đầu ngươi lưu lại trình bày sự thật là được rồi, ngươi trốn đi ngược lại để cho người ta suy nghĩ nhiều. Tề Sảng thở dài nói, ta cũng cho rằng như vậy, thế nhưng là ta cũng không có lựa chọn. Hứa Thuần Lương tiếp cận hai mắt của nàng, Tề Sảng bị hắn thấy có chút chột dạ, cho rằng Hứa Thuần Lương đã thấy rõ nàng cùng Kiều Như Long quan hệ trong đó. Kiều tổng tình huống của hắn đến tột cùng thế nào? Hứa Thuần Lương nói, vừa mới làm xong giải phẫu ghép tim, xem như nhặt về một cái mạng,
về phần về sau có thể khôi phục lại như thế nào trình độ, muốn nhìn hắn tạo hóa của mình. Tề Sảng kỳ thật vừa rồi đã biết, nhưng là lần này là từ Hứa Thuần Lương trong miệng nói ra, nàng lúc đầu khống chế được rất tốt, nhưng bây giờ cũng không khống chế nổi, nước mắt xoát đến chảy xuống, nàng nhanh đi cầm trên bàn khăn tay, một bên lau nước mắt, vừa nói, thật xin lỗi, ta thất thố. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ tình cảm là không giấu được, Kiều Như Long cả ngày nhìn mình chằm chằm có phải hay không cùng cái khác nữ tính lui tới, con hàng này cõng Diệp Thanh Nhã chơi đến rất hoa, điển hình chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, còn thật là một cái bá đạo độc tài. Tề Sảng lau khô nước mắt, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ta rất áy náy, nếu như không phải ta trên xe, khả năng Kiều Tổng cũng sẽ không xảy ra sự tình. Hứa Thuần Lương nói, được rồi, sự tình đều đã phát sinh, cũng đừng hướng trên người mình ôm trách nhiệm. Ta tới là nghĩ chuyển cáo ngươi, Kiều gia có ý tứ là tình hình thực tế nói, không cần giấu giếm, càng không cần giấu đi. Tề Sảng nhẹ gật đầu, thế nhưng là, ngươi biết Kiều Viễn Giang. Tề Sảng không nói gì, biểu lộ đã chấp nhận, kỳ thật tai nạn xe cộ sau khi phát sinh, nàng trước tiên liên hệ chính là Kiều Viễn Giang, là Kiều Viễn Giang an bài nàng né tránh, Tề Sảng mình cũng cho rằng dạng này xử lý phương pháp có càng che càng lộ chi ngại, tại đương kim thời đại, muốn triệt để giấu giếm quá khó khăn. Huống chi cái này tai nạn xe cộ ảnh hưởng như thế lớn, bất quá cân nhắc đến Kiều gia năng lượng, nàng chỉ có lựa chọn phục tùng. Hứa Thuần Lương cũng cảm thấy cái này Kiều Viễn Giang thật sự là hồ đồ cực độ, liền cái này đáng thương chính trị trí tuệ có thể đi đến vị trí hôm nay may có Kiều lão cái này tốt cha. Kiều lão đối với hắn thất vọng cũng là bình thường. Hứa Thuần Lương nhấp một hớp cà phê nói, Kiều Như Long nhà người cũng đã lần lượt đến, giải phẫu qua đi, bọn hắn khẳng định biết hỏi thăm chân tướng. Ngươi làm tốt đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Hứa Thuần Lương đối Tề Sảng cùng Kiều Như Long quan hệ trong đó thấy rất thấu, lần này tai nạn xe cộ tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng sẽ kéo dài thời gian rất lâu, thậm chí có khả năng dao động Kiều Diệp hai nhà quan hệ. Tề Sảng nói, nếu để cho ta tình hình thực tế nói kia cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Ngay trước Hứa Thuần Lương bột nàng mở ra điện thoại, nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ta có thể đi bệnh viện sao? Hứa Thuần Lương nói, chính ngươi quyết định. Hứa Thuần Lương cũng không dừng lại quá lâu thời gian, hắn cùng Tề Sảng ở giữa cũng không có cộng đồng ngôn ngữ. Trở lại Trường Hưng, Kiều Như Long giải phẫu đã kết thúc, người đưa vào khôi phục thất. Thư Viễn Hàng kiên trì làm xong toàn bộ giải phẫu, cho dù là sau cùng khâu lại quá trình cũng là hắn tự thân đi làm, cái này không chỉ là bởi vì Kiều Như Long thân phận đặc thù, càng bởi vì hắn cùng Hứa Thuần Lương quan hệ, đối Hứa Thuần Lương tương lai đại cứu ca hắn cần phải làm được toàn lực ứng phó. Thư Viễn Hàng đi ra phòng giải phẫu, Diệp Thanh Nhã cùng Mai Như Tuyết đồng thời nghênh đón tiếp lấy, Hứa Thuần Lương cũng vội vàng đi theo. Thư Viễn Hàng hướng bọn hắn nói rõ một chút tình huống, giải phẫu phi thường thuận lợi, Kiều Như Long tình huống thân thể cũng không tệ, từ tình trạng trước mắt đến xem, cấy ghép giải phẫu hay là vô cùng thành công. Nhưng là thuật hậu muốn cách ly 2 tuần, chờ một lúc sẽ trực tiếp đưa vào không khí tầng lưu tịnh hóa phòng bệnh nhiệt độ sẽ bảo trì nhiệt độ ổn định hàng ẩm ướt. Bình thường phòng điều khiển ấm 22 độ C đến 24 độ C, độ ẩm 50% đến 60%, bệnh phòng ứng bảo trì sạch sẽ, định kỳ trừ độc, trong ngắn hạn ngoại trừ nhân viên y tế bên ngoài, những người khác còn không thể tiếp xúc Kiều Như Long. Cấy ghép giải phẫu quá trình bên trong cung cấp tâm thần đã bị chặt đứt, cho nên đối nhịp tim cùng một ít dược vật phản ứng khác biệt, tồn tại rất lớn sự không chắc chắn. Thuật hậu sẽ sử dụng đại lượng kích thích tố các loại miễn dịch ức chế tề. Người bệnh phát sinh lây nhiễm cơ sẽ gia tăng thật lớn. Diệp Thanh Nhã cùng Mai Như Tuyết nghe nói Kiều Như Long cuối cùng là từ quỷ môn quan bò trở về, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, về phần về sau sự tình chỉ có thể sau này hãy nói, hai người liên tục hướng Thư Viễn Hàng gửi tới lời cảm ơn. Thư Viễn Hàng hướng Mai Như Tuyết cười cười nói, ta cùng Thuần Lương là hảo huynh đệ, chuyện của hắn chính là ta sự tình. Hắn người này vẫn là có khí khái, đừng nhìn các ngươi Kiều gia bối cảnh cường đại. Ta cũng chưa chắc nể tình, ta tất cả đều là xem ở Hứa Thuần Lương phân thượng, lời nói này cho đủ Hứa Thuần Lương mặt mũi. Kiều Viễn Giang cùng Chu thư ký nghe nói giải phẫu thuận lợi kết thúc cũng ra hỏi thăm tình huống, Thư Viễn Hàng lại hướng bọn hắn nói rõ một lần. Lúc này Kiều Viễn Giang mời tới chuyên gia đoàn đội cũng từ trong phòng giải phẫu ra, bọn hắn từ đầu tới đuôi cũng không có được phép tiến vào giải phẫu hiện trường, chỉ là đang quan sát thất xuyên thấu qua pha lê quan sát Thư Viễn Hàng giải phẫu, xem hết về sau. Đám này chuyên gia một điểm tính tình cũng không có, trong lòng chỉ còn lại một cái viết kép chữ phục, đổi thành bọn hắn ai lên đài cũng không có khả năng so Thư Viễn Hàng đưa tay thuật làm được càng xinh đẹp càng tinh xác.
Kiều Viễn Giang lại đi hỏi thăm chuyên gia tổ ý kiến, mặc dù gia thuộc ra ngoài quan tâm có thể lý giải, nhưng là hôm nay cách làm của hắn đối Trường Hưng tới nói khiếm khuyết thỏa đáng. Thư Viễn Hàng lấy cớ mệt mỏi, đi trước một bước đi nghỉ ngơi, Hứa Thuần Lương đi theo, Viễn Hàng ca, ban đêm mời ngươi ăn cơm. Thư Viễn Hàng nở nụ cười, ngươi khách khí với ta cái gì? Ta mệt mỏi một ngày, hiện tại chỉ muốn ngủ, ngươi a, tranh thủ thời gian bồi bạn gái đi thôi, nhà bọn hắn không tốt lắm hầu hạ a. Hứa Thuần Lương nhìn ra Thư Viễn Hàng có chút không vui, mỉm cười nói, đều là nàng đại bá tự tác chủ trương, cũng là có ý tốt, ngài chớ để ý a. Thư Viễn Hàng nói, được rồi, ta làm sao có thể cùng hắn so đo đúng, ngươi để bọn hắn đừng nhúng tay, Kiều Như Long tổng thể tình huống không tệ, nếu như hết thảy thuận lợi, hẳn là có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. Cũng chính là bọn hắn loại quan hệ này, Thư Viễn Hàng mới dám nói như thế, đổi thành người khác khẳng định phải có giữ lại. Hứa Thuần Lương dừng bước lại, vậy ta không đưa ngươi, hôm nào đơn mời ngươi. Thư Viễn Hàng nói, không có vấn đề. Hắn phất phất tay, đi hai bước lại nghĩ tới một sự kiện, gọi lại Hứa Thuần Lương, Triệu Viện đến cùng tình huống như thế nào a? Bùi Lâm là tự sát. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, chuyện này chúng ta đừng lộ ra, chờ Triệu Viện mình tuyên bố. Thư Viễn Hàng cảm khái nói, rất hướng ngoại một người nói thế nào không có liền không có, lần này may mắn mà có trái tim của nàng. Không phải đại cứu ngươi ca chỉ sợ không cứu nổi. Bởi vì Kiều Như Long bị trực tiếp đưa vào cách ly phòng bệnh, người nhà cũng chỉ có thể cách cửa sổ nhìn lên một cái. Kiều Viễn Giang để Chu thư ký đi về nghỉ trước, Chu thư ký hiện tại một trái tim cuối cùng rơi xuống đất, hắn phải trở về xử lý một chút, Hứa Thuần Lương tướng Chu thư ký đưa đến bãi đỗ xe, Chu thư ký lên xe trước đó đối với hắn nói Kiều lão có phải hay không biết rồi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm, hắn đã tới. Đại khái qua hai canh giờ nữa liền có thể đến. Chu thư ký nói, người nói ta muốn hay không lưu lại. Hứa Thuần Lương nói, lão gia tử không muốn lộ ra. Chu thư ký nhẹ gật đầu, dạng này, ta tại hai chiêu an bài một chút, Kiều lão đi qua thời điểm nếu như không phải quá muộn, người nói với ta một tiếng. Hứa Thuần Lương nói, chờ hắn tới, ta hỏi một chút hắn ý tứ. Chu thư ký thở dài nói, sự tình hôm nay thật là quá đáng tiếc. Hứa Thuần Lương nói, Tiểu Tuyết cùng nàng tẩu tử để cho ta thay các nàng hướng ngài biểu đạt cảm ơn, nếu như không phải Chu thư ký tổ chức nhân viên toàn lực cứu viện, Kiều Như Long liền sẽ không được cứu. Chu thư ký mím môi, đưa tay vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai, Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã đến tột cùng có không có nói qua còn không biết, tương lai Kiều lão có thể hay không trách tội mình còn rất khó nói, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Kiều Viễn Giang nghe nói phụ thân đã nhanh muốn đến Đông Châu tin tức có chút tức giận, ngay trước Diệp Thanh Nhã bột chất vấn Mai Như Tuyết, Tiểu Tuyết, có phải hay không là ngươi nói cho ra ra. Phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không thể giấu giếm hắn. Ta không phải đã nói rồi mà, chờ giải phẫu kết thúc về sau, xác định hết thảy thuận lợi, sẽ nói cho ngươi biết ra ra, vì cái gì ngươi không nói với ta một tiếng liền tự tác chủ trương. Mai Như Tuyết không nói gì, cố nén không có chống đối hắn. Lúc ấy tình huống phi thường nguy cấp, Tiểu Tuyết cũng không có chủ tâm cốt, hiện tại là giải phẫu thuận lợi, nếu như phát sinh tình huống khác, ai đến gánh chịu giấu giếm trách nhiệm. Hứa Thuần Lương kịp thời xuất hiện, Kiều Viễn Giang nhìn qua cái này tuổi trẻ khinh cuồng tiểu tử, đang chuẩn bị lối ra răn dậy. Diệp Thanh Nhã nói, đại bá, là ta để Tiểu Tuyết thông chi ra ra, em ta nói không sai, chúng ta đều đảm đương không nổi giấu giếm trách nhiệm, ra ra có quyền biết. Kiều Viễn Giang có thể răn dậy Mai Như Tuyết. Có thể không đem Hứa Thuần Lương để vào mắt, nhưng là hắn đối Diệp Thanh Nhã không thể không khách khí một chút, mà lại Diệp Thanh Nhã là Kiều Như Long thê tử, người ta có quyền lực này. Kiều Viễn Giang nói, đã dạng này, hy vọng lão gia tử thân thể chịu được. Diệp Thanh Nhã nói, đại bá, ngài cũng mệt mỏi một ngày, không bằng ngài đi về nghỉ trước. Kiều Viễn Giang nội tâm khẽ giật mình, đây là đang hướng về mình hạ lệnh trục khách sao. Những này hàng tiểu bối đơn giản quá không ra gì. Đơn giản không có đem mình để vào mắt. Lão gia tử lập tức tới ngay, để cho ta rời đi, đây không phải để cho ta bị mắng sao. Kiều Viễn Giang nói, Như Long cái dạng này ta sao có thể đi đâu, ai, các ngươi những hài tử này, không có một cái để cho ta bớt lo. Hứa Thuần Lương có chút muốn cười, đi qua hắn còn kỳ quái Kiều Viễn Giang vì sao không khai Kiều lão chào đón, hiện tại xem như minh bạch, đừng nói Kiều lão không chào đón, liền bọn hắn những này hàng tiểu bối cũng không chào đón hắn. Lớn tuổi như vậy, đầu não không có chút nào thanh tỉnh. Lúc này, lại có một đám người đến đây,
lại là Hoa Niên tập đoàn CEO Đường Kinh Luân mang theo mấy tên phó viện trưởng. Đường Kinh Luân vừa đến liền hướng về phía Kiều Viễn Giang đi qua, một nắm chặt Kiều Viễn Giang tay, Kiều chủ nhiệm ta mới biết được chuyện này, tới chậm a. Hắn cùng Kiều Viễn Giang đã sớm nhận biết, đi qua mới khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện điện cơ thời điểm còn mời Kiều Viễn Giang tới đứng đài, về sau Kiều Viễn Giang nhận thức đến có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt, mới lâm thời cải biến hành trình bất quá cuối cùng vẫn là không có tránh thoát đi, gặp suy quyền sự kiện. Kiều Viễn Giang hơi không kiên nhẫn, cảm ơn, giải phẫu rất thuận lợi. Đường Kinh Luân nói, ngài yên tâm ta đã phân phó, nhất định phải tập kết Trường Hưng bệnh viện tinh nhuệ nhất chữa bệnh lực lượng, cung cấp tốt nhất chữa bệnh điều kiện. Hứa Thuần Lương thật sự là nhìn không được con hàng này sắc mặt, nhắc nhở một câu, Đường Tổng cũng đừng quan tâm, Chu thư ký đã chỉ thị qua. 5. Đường Kinh Luân lần này lúng túng, đánh người không đánh mặt, Hứa Thuần Lương ngươi nha quá không nể mặt ta, ta tốt xấu là Hoa Niên tập đoàn CEO, Trường Hưng bệnh viện chúng ta chiếm 80% cổ phần đâu, trong thành phố mới chiếm phần trăm thứ 20. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, coi như hắn chiếm cỗ 99%. Chu thư ký chỉ thị cũng so với hắn có tác dụng. Diệp Thanh Nhã nói, cảm ơn mọi người hảo ý, Như Long hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi. Đường Kinh Luân mặt càng nhìn không được rồi, bất quá hắn cũng là có thể lên có thể hạ người, bản thân đánh trống lảng cười cười nói, đúng, đúng, bệnh nhân cần nhất là nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không quấy rầy, có gì cần một mực phân phó, đây đều là Trường Hưng bệnh viện người phụ trách, có bất kỳ sự tình một mực nói. Mấy vị phó viện trưởng đầu đều rũ cục lấy, bọn hắn đều thay Đường Kinh Luân xấu hổ, bất quá mỗi người cũng đều chú ý đến Hứa Thuần Lương tồn tại, tiểu tử này rời đi Trường Hưng về sau giống như càng hỗn càng tưới nhuần,